Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 96. Là một tay Khương Phàm tạo nên một tổ tông cho Thiên Long tộc các ngươi, hắn là đại ân nhân của Thiên Long tộc các ngươi. Các ngươi không hiểu đội ơn, lặp đi lặp lại khiêu khích, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt hắn, các ngươi thật sự là tội ác tày trời. Vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ, mặt Long tộc đều bị các ngươi làm cho mất hết. Nếu như ngươi chất vấn vì sao Hồng Hoang Thiên Long không nói tới trước, hắn dám đến sao? Nơi này lục đục với nhau, hai đại Long tộc đối kháng, hắn tới chính là vật hy sinh. Cự Long tộc muốn giết hắn, Thiên Long tộc càng không gánh nổi hắn. Thiên Long tộc các ngươi càng là nên cảm tạ Khương Phàm thay các ngươi bảo vệ huyết mạch Hồng Hoang Thiên Long. Bây giờ rốt cuộc Hồng Hoang Thiên Long cũng được Khương Phàm trợ giúp mà trưởng thành, nhớ lại tới, kết quả thì sao? Các ngươi không dám muốn, không những không dám muốn, còn vụ oan là hắn phản nghịch. Cái gì tọa kỵ, phụ thuộc, hắn là Thiên Long cao ngạo, há có thể bị khuất nhục như vậy? Hắn có thể ở bên cạnh Khương Phàm, là bởi vì Khương Phàm coi hắn là huynh đệ, không phải chủ tớ. Một phen bác bỏ nhẹ nhàng vui vẻ, không chỉ có để Thiên Long tộc cảm nhận được xấu hổ, cũng làm cho Long đế trong Long chỉ không phản bác được. Tiêu Phượng Ngô kích động, tức giận nói. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Long đã trưởng thành, muốn về nhà, mà Khương Phàm càng muốn thả hắn trở về. Thiên Long tộc các ngươi nên làm lựa chọn gì? Đừng để cho Cự Long tộc ở hai bên tư tưởng của các ngươi, đây là chuyện của chính các ngươi, nên tự mình quyết đoán. Cự Long Ngao Lê trầm giọng nói. Là trưởng thành, mới nhớ lại đến, hay là mưu toan phân liệt Long tộc, mới nghĩ đến muốn trở về. Lại hoặc là, vì làm cho đế tộc thiên hạ nhìn, để bọn hắn nghĩ lầm hai bên chúng ta có hợp tác. Âm hiểm độc ác, Long tộc ta là cái gì? Lúc này Tiêu Phượng Ngô lại phản bác. Cái gì âm hiểm độc ác? Hồng Hoang Thiên Long trở về chính là phân liệt Long tộc sao? Đây là tiếng người sao? Không, đây là lời rồng nói sao? Long tộc nhất định phải do Cự Long tộc một nhà độc đại sao? Chẳng lẽ không thể mở ra một cái thời đại song đế cùng tồn tại toàn thịnh? Từ đại cách cục Long tộc phát triển cùng sinh sôi đến xem, xin mời Hồng Hoang Thiên Long trở về, toàn lực bồi dưỡng xưng đế, làm cho cả Long tộc đi đến thời đại song đế, mới là quyết định chính xác nhất. Mà cái sự cực lực phản đối này, mới thật sự là âm hiểm độc ác. Mới thật sự phá hư đại kế Long tộc phát triển, cách xử tử, ngay tru sát. Lời Tiêu Phượng Ngô nói tương đương xảo trá, trong nháy mắt đã khơi dậy cảm xúc bên trong Thiên Long tộc. Đúng vậy, Thiên Long tộc không thể sinh ra Long đế sao, chẳng phải là thời đại song đế thích hợp hơn. Tiêu Phượng Ngô vừa dứt lời, con mắt nhỏ đã loạn chuyển, đột nhiên lại nói. Đúng rồi, vị Long đế bên trong kia đã sống 30.000 năm, nếu như bây giờ Hồng Hoang Thiên Long xưng đế, khẳng định chết ở phía sau hắn, đến lúc đó, chủ nhân Long tộc chính là Thiên Long tộc. Trách không được, Cự Long tộc các ngươi cực lực phản đối, thì ra đáng giận như thế. Mang hắn đi. Ngao Lê giận dữ, không thể lại để cho tên gia hỏa này nói nữa. Không chỉ có tranh chua, thái độ phách lối, mẫu thân nó, mấu chốt là hắn lại còn nghe được mấy phần đạo lý. Sợ, ta liền muốn nói, vị Long đế núp ở bên trong kia, ngươi nói Khương Phàm cố ý làm cho thiên hạ nhìn, để thiên hạ nghĩ lầm hai bên hợp tác. Ta thật không rõ, hợp tác thì thế nào? Hợp tác rất mất mặt sao? Không, rất ném rồng sao? Nếu như các ngươi hợp tác cùng Khương Phàm nhất định có thể thuận lợi xưng đế, đến lúc đó mặc dù Thương Huyền có chủ nhân, nhưng khẳng định nhớ tới đại ân đại nghĩa của Long tộc các ngươi, hai bên hợp tác sâu, cùng nhau đứng ở đỉnh thế giới này, có cái gì không tốt? Khẳng định ngươi sẽ nói, sau khi Hồng Hoang Thiên Long xưng đế sẽ có khuynh hướng Khương Phàm. Nói nhảm, hắn khẳng định sẽ khuynh hướng như thế, đó là huynh đệ của hắn. Nhưng nói cho cùng, hắn vẫn là Long tộc, trên lợi ích căn bản, vẫn đứng bên Long tộc. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi thật sự muốn cho Long tộc phát triển, nên dùng hết khả năng bảo đảm Hồng Hoang Thiên Long xưng đế. Nếu như ngươi âm u ác độc, không dám để cho Thiên Long xưng đế, coi như ta chưa nói gì. Tiêu Phượng Ngô nói xong cũng ngước cổ lên, mặt ngoài phách lối, trong lòng chu lên, mẫu thân nó, hôm nay lão tử biểu hiện quá đặc sắc. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Cái này, mẫu thân nó, quá đẹp đi. Sớm biết phát huy tốt như vậy, đã sớm chuẩn bị tinh thạch ký ức, trở về biểu hiện ra cho toàn bộ xí thiên giới, để bọn hắn chiêm ngưỡng phong thái của hắn. Bầu không khí bên trong đế thành kéo dài trầm mặc. Bởi vì toàn bộ lời Tiêu Phượng Ngô nói đều chọn đến một cái vấn đề vừa cao lại mẫn cảm, Cự Long tộc cũng không tốt tỏ thái độ. Làm không tốt sẽ kích thích đến Thiên Long tộc.
cho nên chỉ có thể chờ đợi Thiên Long tộc tỏ thái độ. Nhưng, Thiên Long tộc bất luận là Ngao Tấn hay là Thiên Long phía dưới khác, cũng không khỏi tự chủ có chút cúi đầu. Đây không phải loại hình thần phục, mà là đang suy nghĩ. Lời Tử Tinh Bỉ Mông này nói, thật sự là đã ảnh hưởng đến ý nghĩ của bọn chúng. Trước đó luôn xoắn suýt phải đối đãi Hồng Hoang Thiên Long kia như thế nào, bởi vì cao ngạo trong lòng, cùng mâu thuẫn đối với Khương Phàm, bọn chúng cũng không nguyện ý tán thành, nhưng tổ huấn còn ở đó, bọn chúng lại không tốt thù hận quá độ. Chương 3043 đều mang tâm tư một. Dù sao thần linh cảnh cùng siêu thần, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tuyệt đại đa số thần long truy cứu cả đời đều không thể biến đổi, chỉ có thể là thần cảnh. Nhưng nếu đã bắt đầu biến đổi thì mang ý nghĩa có hy vọng xưng đế, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, có tư cách lãnh đạo toàn bộ Thiên Long tộc. Bọn chúng làm tộc nhân Thiên Long tộc, cũng có nghĩa vụ ủng hộ hắn trùng kích đế cảnh. Đều ngủ hết rồi. Tiêu Phượng Ngô giơ móng vuốt lên, đánh mặt đất vỡ ra. Hồng Hoang Thiên Long, nguyện ý trở về, các ngươi là đồng ý hay là từ chối? Cơ hội huy hoàng để Long tộc sinh ra thời đại song đế bầy ở nơi này, các ngươi là đồng ý hay là từ chối? Khương Phàm chính là muốn hợp tác với các ngươi, trọng tân định nghĩa cách cục thiên hạ, các ngươi là đồng ý hay là từ chối? Nếu như muốn tốt, bây giờ lập tức nói cho ta biết, nếu như cần thảo luận, ta không để ý ở chỗ này thêm mấy ngày. Trước đó Tiêu Phượng Ngô còn luôn muốn rời khỏi, nhưng nếu biểu hiện tốt như vậy, dứt khoát ở lại tiếp tục tai họa bọn chúng. Chỉ cần hắn còn ở nơi này, trong tiềm thức Thiên Long tộc sẽ có thể quanh quẩn lên những lời hắn nói kia. Nếu như đi, nói không chừng sẽ bị Cự Long tộc tẩy não. Ngươi ở lại trước đi. Ngao Tấn rốt cuộc cũng tỏ thái độ. Trước đó luôn muốn trấn áp Thương Huyền, nhưng bây giờ đột nhiên ngẫm lại, có cần phải như thế sao? So với chia cắt Thương Huyền, làm chút lợi ích, giống như chuyện Thiên Long tộc sinh ra Long Đế càng đáng để phấn đấu, càng đáng để mong chờ hơn. Mà, Thiên Long tộc thật sự là đã quá lâu không có sinh ra siêu thần. Vạn năm trước, Long tộc bồi dưỡng qua một lần, là Cự Long tộc, cuối cùng lên trời thất bại. Bây giờ thì thế nào? Long tộc lại bí mật nuôi dưỡng một cái, cũng là Cự Long tộc. Mặc dù Cự Long tộc tại vấn đề Long thần trở xuống đều coi trọng tài nguyên cân đối, số lượng ngang nhau, nhưng ở vấn đề bồi dưỡng siêu thần này, cho tới bây giờ đều là ưu tiên cho Cự Long tộc. Để hắn ở lại đi. Long đế cũng đáp lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ rất kỳ diệu. So với xâm lấn Thương Huyền, cướp đoạt tài nguyên nơi đó, mưu đồ mấy khối xương cốt, còn giống như hắn có lựa chọn tốt hơn. Đó chính là, bồi dưỡng Long đế mới. Không chỉ là Hồng Hoang Thiên Long, còn có siêu thần hắn một mực bí mật bồi dưỡng. Bình thường thời kỳ, cho dù là dựa theo kế hoạch hủy Khương Phàm, chia cắt Thương Huyền, tất cả đế tộc cũng là sẽ cảnh giác lẫn nhau, không cho phép lẫn nhau sinh ra đế quân mới. Mà muốn đánh vỡ loại cách cục này, biện pháp trực tiếp nhất trước mắt, chính là bí mật làm giao dịch cùng Khương Phàm. Bọn hắn bảo đảm Khương Phàm xưng đế, sau đó trái lại Khương Phàm đồng ý với hắn, liên thủ bảo đảm Cự Long tộc bán đế an toàn đi đến Đăng Thiên Kiều. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là Long tộc nghênh đón thời đại Tam Đế. Hai vị Long đế Cự Long tộc, một vị Long đế Thiên Long tộc. Đây cơ hồ là xưa nay chưa từng có, cho dù là thời kỳ Hồng Hoang, chỉ sợ cũng không có xuất hiện qua đi. Giống như tiểu gia hỏa này nói, mặc dù Hồng Hoang Thiên Long cùng Khương Phàm là huynh đệ, nhưng sau khi chân chính xưng đế, thống ngự Thiên Long tộc, thì sẽ không tự chủ cảm mến tại Long tộc. Nhất là trên trái phải rõ ràng càng là có khuynh hướng cho tộc đàn của mình. Mà, còn có một điều lo lắng âm thầm vẫn luôn quay quanh trong lòng hắn, đó chính là kiếp nạn Thiên Khải 3 vạn năm trước. Đế quân cùng thần ma, toàn bộ chết rồi. Mà căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép lẻ tẻ tại Long tộc, chuyện như vậy đã từng phát sinh qua rất nhiều lần. Trước đó luôn muốn mau chóng giải quyết Khương Phàm, khống chế Thương Huyền, bắt lấy bí bảo hư không, chờ lần nữa gặp phải kiếp nạn. Chỉ ít hắn có thể bằng vào bí bảo hư không bảo toàn tính mệnh. Tựa như hư không đế quân, không phải cũng là còn sống sao? Nhưng bây giờ, nếu như Khương Phàm xưng đế, Long tộc lại sinh ra hai đế quân, Thiên Hậu cùng Thôn Thiên Ma Hoàng lại đi đến Đăng Thiên Kiều. Đội hình thời đại này, chỉ sợ, có thể ứng đối trận nguy cơ kia. Đến lúc đó, mặc kệ cuối cùng chiến cuộc phát triển như thế nào, tử thương nghiêm trọng đến cỡ nào, Tam đế Long tộc bọn hắn liên thủ, cùng tiến cùng lui. Chỉ ít có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nói không chừng sau khi kết thúc toàn bộ thảm chiến, thiên hạ này
chỉ còn ba tôn long đế bọn hắn. Chân chính thuộc về thời đại long tộc, cũng tùy theo tiến đến. Long đế càng nghĩ càng kích động, một loại sao động đã lâu chưa có lại lượn lờ ở trong lòng, chảy xuôi khắp toàn thân. Tại thời điểm An Minh Hề cùng Tiêu Phượng Ngô bí mật bái phỏng, Không Võ Đông Hoàng tộc cũng đã bắt đầu ở tới gần hải vực giải tin tức. Bọn hắn giải tin tức của Hồng Hoang Thiên Long tại Bắc Bộ Cự Long Đại Lục. Bọn hắn giải tin tức của Thôn Thiên Ma Hoàng tại Đông Bộ Hắc Ma Đại Lục. Bọn hắn bí mật giải thân phận của Lý Dần tại Đông Nam Bộ Bắc Thái Đại Lục. Tin tức cũng không oanh động, chỉ là khuếch tán cục bộ, xảo diệu khống chế phân tất cùng phạm vi. Dù sao, bái phỏng, như thế này khẳng định là cần cẩn thận từng ly từng tí, nếu như gây nên oanh động thì sẽ không bình thường. Mục đích của bọn người Khương Phàm cũng chỉ là gây nên ngờ vực vô căn cứ giữa đế quân, là chôn xuống mầm tai họa hỗn loạn cho cuộc chiến Đăng Thiên Kiều. Theo cuộc chiến Đăng Thiên Kiều tới gần, Bạch Hổ, Huyết Ma và các đế quân lần lượt thức tỉnh, cũng tại tháng 8 ngưng tụ ý thức thể, tề tụ về Thiên Khải chiến trường. Giọng Bạch Hổ đế quân lạnh lẽo vang lên trước nhất, đầu mâu trực chỉ Tinh Linh đế quân. 3 năm, ngươi nghĩ được chưa? Là thành thành thật thật ở lại Tinh Linh đại lục, làm ngươi người đứng xem, hay là lôi kéo toàn bộ Tinh Linh đế tộc chôn cùng cho Khương Phàm? Tinh Linh đế quân thản nhiên nói. Ta đã minh xác tỏ thái độ, ta sẽ dùng hết khả năng bảo vệ phần thiên thần hoàng đi đến Đăng Thiên Kiều, nghênh đón thiên kiếp. Nếu như hắn thất bại, đó chính là ý trời, ta không còn nhúng tay sự kiện Thương Huyền. Nếu như hắn có thể thành công, hy vọng các ngươi nhớ tới ân tình của hư không đế quân, cho Thương Huyền một cơ hội. Huyết Ma đế quân liếc mắt nhìn Huyền Vũ đế quân, nói. Chúng ta sẽ để cho phần thiên thần hoàng đi đến Đăng Thiên Kiều. Nếu như hắn thất bại, vậy thì cũng chẳng trách ai, nhưng nếu như hắn thành công, chúng ta nhất định phải trấn áp. Chương 3044 đều mang tâm tư 2. Đến lúc đó, nếu như Tinh Linh đế quân ngươi muốn can thiệp, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Mặc kệ ngươi có cánh cửa hư không hay không, thái độ của ta không thay đổi. Tinh Linh đế quân không có gì để nói. Xét thấy ngươi có khả năng trở thành kẻ địch của chúng ta, cuộc nói chuyện tiếp theo, còn xin ngươi tránh hiểm nghi. Bạch Hổ đế quân, Bắc Thái đế quân và các đế quân đều nhìn về Tinh Linh đế quân. Chúc các ngươi may mắn. Tinh Linh đế quân tiêu tán ý thức thể thành vô hình, rời khỏi Thiên Khải chiến trường. 7 vị đế quân ý thức thể đều tra xét rõ ràng cảnh vật xung quanh, xác định Tinh Linh đế quân không có ở lại, nghe lén. Huyền Vũ đế quân, cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn. Vị tiểu thái tổ kia của ngươi nguyện ý cùng một chỗ chịu chết cùng Khương Phàm không? Huyết Ma đế quân mở miệng trước tiên, bức Huyền Vũ đế quân tỏ thái độ cuối cùng. Tất cả đế quân đều nhìn về Huyền Vũ đế quân. Bọn hắn đồng ý cho Khương Phàm đi đến Đăng Thiên Kiều cơ hội, mặt ngoài mà nói là bởi vì sự kiện lần này bị thiên hạ chú ý, bọn hắn cần bận tâm mặt mũi, hiển lộ rõ ràng tư thái. Nhưng nguyên nhân thật sự là ở Đăng Thiên Kiều lại càng dễ giết chết Khương Phàm, miễn cho tên điên kia ép mắt, ngao ngao la hét đồng quy vu tận với ai. Nhưng muốn giết chết Khương Phàm, nhất định phải để Huyền Vũ Thái Tổ làm ra hy sinh. Huyền Vũ đế quân trầm giọng hỏi. Bán đế của Huyết Ma tộc cùng Long tộc đều tới trình độ nào rồi? Đều đã đến lúc này, đừng che giấu. Huyết Ma đế quân nói. Ta xác thực đang nuôi dưỡng một người thừa kế, nhưng trình độ hư hóa đến bây giờ vừa đầy 6 phần. Long đế không làm che giấu. Vừa mới đến 8 phần, đó là cái khảm, đi lên đều khó khăn. Mặt đế quân ý thức thể khác đều nổi lên chút gợn sóng, Huyết Ma cùng Long tộc thật đúng là bí mật cất giấu siêu thần. Nếu như thời điểm đại chiến Thương Huyền trước đó liền phóng ra đi, đám tên điên Khương Phàm kia sớm đã bị đổ sát sạch sẽ, còn cần bọn hắn tự mình ra tay. Vì tư lợi, quá ghê tởm. Nhưng, việc đã đến nước này, bọn hắn tức giận cũng đã không còn ý nghĩa. Huyền Vũ đế quân hung tợn nói, nếu để cho ta biết kỳ thật bọn hắn đều vượt qua 9 phần, ta không xong cùng các ngươi. Huyết Ma đế quân nói, hắn sẽ đích thân xuất hiện tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, đến lúc đó ngươi sẽ có thể thấy được. Ta đồng ý hy sinh người thừa kế của ta, nhưng... Huyền Vũ đế quân vẫn ngắm nhìn mỗi vị đế quân xung quanh, nói. Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long, đều phải giao cho Huyền Vũ đế tộc chúng ta. Bạch Hổ đế quân là kẻ đầu tiên tỏ thái độ. Huyền Vũ đế quân làm ra hy sinh lớn như vậy, chúng ta đương nhiên là nên cho hậu báo. 3 vị siêu thần, nên giao cho các ngươi xử trí. Hắc Ma đế quân, Bắc Thái đế quân, Long đế cũng hơi nhíu mày, ở trong đó không có thứ ngươi cần,
đương nhiên ngươi chấp nhận. Nhưng, muốn Huyền Vũ Đế Quân thống thống khoái khoái ném Huyền Vũ Thái Tổ tới Đăng Thiên Kiều, bọn hắn chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thái Sơ Đế Quân nói, chờ sau khi Khương Phàm đi đến Đăng Thiên Kiều, Huyền Vũ Thái Tổ cưỡng ép theo vào, uy thế lôi kiếp sắp thành lần tăng vọt, chúng ta lại nắm lấy cơ hội đổ sát bọn người thiên hậu, đảo loạn tâm cảnh Khương Phàm. Khương Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn đề chủ yếu bây giờ là rơi vào việc xử lý bọn người thiên hậu. Chúng ta nhất định phải thừa nhận, thực lực đám tên điên kia rất mạnh, còn có một quái vật man hoang thần bí. Đề nghị của ta là, ba vị đế quân kiềm chế tinh linh đế quân, hai vị đế quân ứng đối quái vật man hoang, hai vị đế quân khác cùng tất cả thần linh và siêu thần, liên hợp đổ sát bọn người thiên hậu. Bạch Hổ Đế Quân nói, nếu đều ngươi đã tính như vậy, ba vị đế quân vây khốn tinh linh đế quân đương nhiên là ba vị đế quân yêu tộc chúng ta, ứng đối man hoang đương nhiên là hai vị đế quân ma tộc, đổ sát chính là đế quân nhân tộc các ngươi. Ta không có ý kiến. Huyền Vũ Đế Quân biểu thị tiếp nhận. Tinh linh đế quân rất mạnh, cũng phải làm tốt chuẩn bị cánh cửa hư không tồn tại chân thực, chỉ có ba vị đế quân yêu tộc bọn hắn liên thủ mới có thể khống chế lại. Mà quái vật man hoang kia đối với ma tộc mà nói chính là uy hiếp lớn. Hai vị đế quân ma tộc hẳn là có thể đồng tâm hiệp lực. Về phần Bắc Thái cùng Thái Sơ, nhìn bọn người thiên hậu hận thấu xương, lại có long tộc cùng huyết ma tộc phối hợp, hẳn là có thể hoàn thành hành động đổ sát vĩ đại. Huống chi, nhân tộc hợp tác cùng nhân tộc, yêu tộc hợp tác cùng yêu tộc, ma tộc hợp tác cùng ma tộc, tương đối mà nói lại càng dễ tín nhiệm. Ta không có ý kiến. Huyết ma đế quân, Bắc Thái đế quân, Thái Sơ đế quân, Bắc Thái đế quân, liên tiếp tỏ thái độ. Long đế, Hắc ma đế quân cuối cùng cũng cho thấy thái độ. Nhưng, chuyện có vẻ như thỏa đàm, nhưng các vị đế quân không có tản ra ý tứ. Bạch Hổ đế quân, Huyền Vũ đế quân, đều tập trung vào Long đế. Thái Sơ đế quân tập trung vào Bắc Thái đế quân. Huyết ma đế quân tập trung vào Hắc ma đế quân. Có ý gì? Bắc Thái đế quân nghênh tiếp ánh mắt của Thái Sơ đế quân. Ngươi nói cái gì ý tứ? Thái Sơ đế quân ngữ khí bất thiện. Ngươi không thể hiện ý của ngươi, làm sao ta biết ý của ngươi? Ngươi rất rõ ràng ý của ta. Ta tới đây hoàn toàn là cùng các ngươi thương thảo giải quyết những phiền phức Thương Huyền kia như thế nào, ngươi đang làm trò bí hiểm cùng ta. Chúng ta đều rất muốn giải quyết phiền phức, nhưng càng sợ chọc phiền phức mới. Nói rõ ràng ra. Nếu ngươi muốn giả bộ hồ đồ, ta sẽ nói rõ. Nói. Hai tử của ngươi, bị Khương Phàm khống chế rồi. Thái Sơ đế quân đe dọa nhìn Bắc Thái đế quân. Từ sau đại chiến Thương Huyền, bí mật của rất nhiều đế tộc đều đã bại lộ, bao gồm cả đế tử cùng Lý Dần. Dù sao bên cạnh Khương Phàm cũng có một thần linh giống đế tử như đúc, ai cũng sẽ hiếu kỳ, càng sẽ triển khai điều tra. Mặc dù không đến mức biết quá kỹ càng, nhưng vẫn hiểu rõ đại khái tình huống. Lý Dần, đúng là phân thân của đế tử. Phân thân, vậy mà có thể lột xác thành thần. Chương 3045 Lương Dân. Sau khi Bắc Thái đế thành bị Khương Phàm vây công, oanh động thiên hạ, cũng bởi vì là một trận sự kiện sỉ nhục, tình huống cặn kẽ đã bị Bắc Thái đế tộc phong tỏa, bọn hắn cũng không có điều tra sâu, tự nhiên không biết đế tử chết rồi, càng không nghĩ tới đế tử sẽ chết. Nhưng ngay trước đây không lâu, hắn ngoài ý muốn biết được tin tức này, mà vị Lý Dần dưới trướng Khương Phàm kia lại còn tấp nập ra vào Bắc Thái đại lục. Trong này có phải dính đến giao dịch bí mật gì hay không? Ý của ngươi là, ta lại bởi vì hài tử mà giảng hòa cùng Khương Phàm. Ngươi là không hiểu rõ ta, hay là không hiểu rõ Khương Phàm? Ta muốn mang hài tử về, nhưng không phải khuất nhục thỏa hiệp, mà là giết Khương Phàm. Lại dùng đầu của ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, nếu như Khương Phàm thật muốn làm giao dịch gì đó cùng ta, sẽ tiết lộ ra tin tức. Cái này rõ ràng chính là tên hỗn đản kia đang cố ý ly gián chúng ta. Huyết ma đế quân nhìn chằm chằm Hắc ma đế quân, lạnh lùng nói. Tin tức tiết lộ rất khéo léo, trong này hẳn là có âm mưu của Khương Phàm. Nhưng, không bài trừ có ai động tâm. Bạch Hổ đế quân nhìn chằm chằm Long đế nói. Mặc dù Khương Phàm dã man điên cuồng, nhưng âm hiểm xảo quyệt, ta không tin hắn sẽ không có chút chuẩn bị nào lại đi đến Đăng Thiên Kiều. Trước lúc này, ta tưởng tượng qua hai loại khả năng. Loại đầu tiên, trước khi Khương Phàm đến Đăng Thiên Kiều. Hắn sẽ tuyên bố toàn thể thần ma dưới trướng hắn đã được không võ dẫn đầu, bí mật ẩn núp đến đại lục nào đó, cũng sẽ ở hắn đi Đăng Thiên Kiều lừa trời, khởi xướng tập kích đế thành nơi đó. Bởi vì không biết bọn hắn tiềm phục tại đại lục nào,
chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng loại với đế ngấn uy hiếp, mặc dù có 2-3 vị không quan tâm, muốn tới Đăng Thiên Kiều chặn đánh, tinh linh đế quân cũng có thể thay hắn ngăn lại. Loại thứ hai, Khương Phàm sẽ mang theo toàn bộ thần ma của hắn đăng lâm thiên khải, nhưng sẽ không dựa theo dự đoán của chúng ta lên trước Đăng Thiên Kiều như thế, mà là chủ động nhấc lên chiến tranh. Mặc dù nhìn có chút không biết lượng sức, nhưng nếu như 10-20 thần ma cam làm tử sĩ, đi lên đã đối với nào đó khởi xướng hủy diệt tự bạo cùng 2 đế quân nào thì sao? Thần trung quy vẫn là thần, mặc dù không bằng đế quân, nhưng 10-8 người được không võ thần cấp hiệp trợ bổ nhào xuống đến xung quanh hủy diệt, nguồn năng lượng kia vẫn rất khủng bố. Nếu như 2 vị kia đế quân bị trọng thương, chắc chắn sẽ khẩn cấp rút khỏi thiên khải, để tránh lọt vào mặt đế quân khác ngấp nghé. Đến lúc đó tinh linh đế quân tại cưỡng ép chấn nhiếp, cũng có thể làm cho đế quân còn lại đàm phán, ví dụ như, chia cắt 2 đế quân bị trọng thương kia. Bạch hổ đế quân nói xong, thể hiện dần dần hung ác. 2 loại suy đoán nhìn đều có tính khả thi, nhưng luôn cảm thấy không phải rất hoàn mỹ, cho đến ta được đến chút tin tức xấu. Ta bắt đầu lo lắng, sẽ có một vị đế quân nào đó bí mật kết hợp cùng Khương Phàm rồi hay không? Chúng ta đều biết, Khương Phàm có thể thuận lợi bình định Thương Huyền. Nguyên nhân rất quan trọng chính là xúi dục Cửu Thiên Thần Tôn. Hắn nếm đến ngon ngọt tại chỗ Cửu Thiên Thần Tôn nơi đó, chẳng lẽ sẽ không lập lại chiêu cũ? Long đế nghênh tiếp ánh mắt Huyền Vũ đế quân. Người đây là đang phỏng đoán, hay là có chỗ chỉ hướng? Huyền Vũ đế quân hừ lạnh. Ta không hy vọng có chỗ chỉ hướng, nhưng muốn hỏi Long đế. Hồng Hoang Thiên Long đã bắt đầu hư hóa, từ tổ huấn Long tộc đến xem, hắn đã trở thành lãnh tụ chân chính của Thiên Long tộc. Không biết bây giờ thái độ của Thiên Long tộc là gì? Hồng Hoang Thiên Long bí mật bái phỏng Long tộc, cũng đều đã bàn bạc thứ gì? Đầu tiên, Hồng Hoang Thiên Long chưa từng đi qua. Thứ hai, tổ huấn đầu tiên của Long tộc là Cự Long tộc cùng Thiên Long tộc vĩnh thế không đạt được cách, bất kỳ mưu toan phá giải 2 tộc rồng gì, mặc kệ thân phận như thế nào, đều nhận định phản nghịch, giúp cho trấn áp. Thứ ba, Hồng Hoang Thiên Long là tòa kỵ của Khương Phàm, là kẻ ủng hộ tuyệt đối. Nếu như hắn trở về Long tộc, chắc chắn sẽ gây nên đại loạn cho toàn bộ Long tộc, ta há có thể hợp tác cùng hắn. Ta ước gì các ngươi giết hắn. Bạch hổ đế quân không quan tâm, chỉ là rét căm căm tiếp cận Long đế, giống như là muốn nhìn thông thấu hắn. Hắc ma, người đây thì sao? Thôn Thiên Ma Hoàng liên hệ cùng ngươi rồi. Huyết ma đế quân nhìn chằm chằm hắc ma đế quân. Tiểu hắc bàn tử này bình thường rất sinh động, hôm nay là ngoài ý muốn trầm mặc, trong này khẳng định có vấn đề. Hắc ma đế quân nói, ngu xuẩn, kế ly gián rõ ràng như vậy mà nhìn không ra, hắn chính là muốn để cho chúng ta ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau trước khi khai chiến tại Thiên Khải. Từ hiệu quả bây giờ đến xem, hắn đã thành công. Với tâm tính này của các ngươi, đến lúc đó còn muốn hợp tác vây bắt. Ha ha, sớm chuẩn bị tốt quan tài đi. Huyết ma đế quân nói, chúng ta ai cũng thua không nổi, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu Khương Phàm bí mật liên hệ, chúng ta sẽ không thể xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Bây giờ, mời 3 vị các ngươi, dùng phương thức để chúng ta tin phục, giải trừ hiểm nghi. Chúng ta không cần giải thích. Hắc ma đế quân hừ một tiếng, ánh mắt hung tàn liếc nhìn Huyền Vũ đế quân, Bạch hổ đế quân, Thái sơ đế quân, cùng Huyết ma đế quân. Ngược lại là các ngươi, cần làm giải thích. Chúng ta rất thẳng thắn, không có gì phải giải thích. Thật sao? Các ngươi vừa mới nhắc nhở ta, Khương Phàm không thể không có chút nào chuẩn bị đi đến Đăng Thiên Kiều. Mưu đồ bí mật xúi dục một vị đế quân nào đó thật đúng là chủ ý không tệ. Nhưng chuyện quan trọng như vậy há có thể tùy tiện bại lộ, ngươi coi những không võ kia của hắn là bài trí sao, hay là khi kiếp trước kiếp này hắn sống vô dụng rồi. Cho nên, cố ý bại lộ, ngược lại là trong sạch, nhìn trong sạch, hừ hừ, chỉ sợ mới là có vấn đề. Hắc ma đế quân trả đũa. Đầu mâu chỉ 4 vị đế quân khác. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Cứ như vậy, Thiên Khải còn chưa có chính thức bắt đầu chiến tranh, nội bộ đế quân đã bắt đầu giằng co cùng ngờ vực vô căn cứ. Chương 3046 quyết đoán cuối cùng 1. Bắc Thái đế quân phá vỡ bầu không khí giằng co trước nhất, nói. Ta lấy danh nghĩa tiên tổ cùng danh nghĩa hỗn loạn pháp tắc phát thệ, không có bất kỳ hợp tác nào cùng Khương Phàm và Thương Huyền. So với những ngờ vực vô căn cứ nhàm chán này, ngược lại ta thật cho là, Khương Phàm có khả năng sớm đến Đăng Thiên Kiều. Vừa nói ra lời này, lập tức rước lấy ánh mắt bén nhọn của tất cả các đế quân.
Bắc Thái Đế Quân nói. Khương Phàm xảo quyệt lại khôn khéo, cố ý đã định tháng 1 năm 26, chính là tư duy của chúng ta như ngừng lại ngày đó. Nhưng ta lặp đi lặp lại hồi tưởng qua tuyên ngôn của hắn, chỉ nói là nghênh chiến tại Đăng Thiên Kiều, cũng không có nói ngày đó nghênh đón thiên kiếp, cho nên. Rất có thể hắn đã sớm xưng đế, sau đó lại đến ngày đó, cùng chúng ta đến một trận quyết đấu. Đây là khả năng Bắc Thái Đế Quân mình suy đoán ra, lập tức để mặt đế quân khác hiểu ra. Đúng vậy, bọn họ cũng đều biết Khương Phàm hung tàn và nguy hiểm, nếu như hợp tác cùng hắn, cuối cùng chỉ sợ bị gặm đến không còn sót cả xương. Cho nên, cái gọi là bí mật mưu đồ hợp tác, rất có thể chỉ là cố ý thả mê vụ, ly gián châm ngòi, cũng là hấp dẫn lực chú ý, ý đồ thật sự lại là thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, sớm lên trời. Tất cả các đế quân càng nghĩ càng có khả năng. Ánh mắt Hắc Ma Đế Quân nhìn về phía Bắc Thái thay đổi. Lời này đơn giản mà nói là ý như Đọa Lạc Ma Nữ nói. Như vậy xem ra, khẳng định Khương Phàm đã mật đàm cùng Bắc Thái. Nhưng vì sao nhóm này lại cố ý lộ ra ngoài? Chẳng lẽ Bắc Thái từ chối hợp tác? Hay là nói, cố ý dùng thủ đoạn này, biểu thị mình là lương dân? Khổ nhục kế. Diệu A. Nhân tộc quả nhiên gian xảo. Nhưng, cứ như vậy, Khương Phàm cũng chỉ có thể đi đến Đăng Thiên Kiều tại thời gian ước định. Chờ chút, chẳng lẽ là Khương Phàm muốn khai chiến trước ngày hôm đó lại lên trời? Nếu như tinh linh tộc cùng Bắc Thái Đế tộc, đột nhiên đứng ở bên Khương Phàm, mình cũng phối hợp một chút, cục diện chiến trường kia. Hắc Ma Đế Quân âm thầm hít một hơi, thật ác độc. Thật kích thích. Cái lo lắng này của Bắc Thái Đế Quân, vô cùng đáng để cảnh giác. Tất cả đế quân chậm rãi gật đầu, nếu như không phải Bắc Thái tư duy nhanh nhẹn, bọn hắn thật đúng là muốn tính sai. Hắc Ma Đế Quân nhìn chằm chằm Bắc Thái, chiêu này cao tay thật, thật đúng là xem thường hắn. Nếu Bắc Thái Đế Quân phản bội, Tinh Linh Đế Quân càng sẽ kết minh cùng Khương Phàm, như vậy đến nay, mình cũng nên cần làm ra quyết định. Mặc dù Khương Phàm có khả năng muốn sớm lên trời, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Ta đề nghị, đều dùng danh nghĩa tổ tông của mình phát thệ. Hắc Ma Đế Quân cố ý ngửa đầu, cao ngạo khiêu khích Huyết Ma Đế Quân. Nếu Bắc Thái hợp tác, ngay cả tổ tông đều không thèm đếm xỉa, hắn cũng không cần thiết quá giả mồm. Cùng lắm thì sau này lại thỉnh tội cùng tổ tông. Nhìn thấy Bắc Thái cùng Hắc Ma lần lượt rời tổ tông ra ngoài, còn công nhiên tuyên cáo tại nơi đặc thù như Thiên Khải này, trong lòng ngờ vực vô căn cứ của các vị đế quân lại lần nữa bớt đi mấy phần. Bạch Hổ Đế Quân quả quyết nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ mật thiết giám sát Thiên Khải chiến trường. Nếu như Khương Phàm sớm tới, chúng ta sẽ giáng lâm tập thể trước tiên. Theo kế hoạch đã định, ma tộc một tổ, yêu tộc một tổ, nhân tộc một tổ, cùng tiến cùng lui, đồng thời không tiếc cái giá hoàn thành nhiệm vụ của mình. Huyền Vũ Đế Quân hung tợn nói. Lần này, chúng ta nhất định phải thành công, đều lấy ra dũng khí cùng tư thái của đế quân, đừng có lại để cho người trong thiên hạ chế giễu. Bắt đầu từ tháng 8, các đế quân mật thiết chú ý Đăng Thiên Kiều tại Thiên Khải chiến trường, cũng cảnh giác Thương Huyền Đại Lục. Nhưng, Thương Huyền vô cùng an tĩnh. Thiên Khải chiến trường cũng không có phát giác được năng lượng đặc biệt. Nghĩ đến rất có thể là Khương Phàm không hoàn toàn hư hóa, bọn hắn liền kiên nhẫn chờ. Tháng 8 trôi qua rất nhanh, thời gian dần đi đến tháng 9. Tháng 9 rất an tĩnh, thời gian dần đi đến tháng 10. Tháng 10 cũng không có gì đặc biệt, thời gian dần đi đến tháng 11. Khoảng cách ước định về cuộc chiến Đăng Thiên Kiều đã không đủ 2 tháng. Các đế quân đầy lòng mong đợi đã dần dần chờ không nổi nữa. Đối với những kẻ sống 30.000 năm như bọn hắn mà nói, mấy tháng trước đó với mấy ngày không khác nhau lắm, nhưng mấy tháng này lại có các loại dày vò, đợi chờ bực bội, đợi chờ dài dằng dặc. Đều đã đến tháng 11, nhưng vẫn chưa tới Thiên Khải, rốt cuộc Khương Phàm muốn tới khi nào? Là Khương Phàm căn bản không có dự định đăng lâm Thiên Khải sớm? Hay là nói, Khương Phàm muốn tới sớm? Nhưng từ đầu đến cuối không có hoàn toàn hư hóa. Cuối tháng 11, các đế quân lần nữa ngưng tụ ý thức thể, tề tụ về Thiên Khải chiến trường. So với lần trước đều mang tâm tư, lần này lại là nổi giận đùng đùng. Lúc này Huyết Ma Đế Quân chất vấn. Bắc Thái, vì sao Khương Phàm không có tới trước? Lúc này Bắc Thái Đế Quân cũng đáp lễ. Đầu ngươi lên bọng máu rồi, ta chỉ là phỏng đoán, hắn có thể là muốn hành động sớm, ta có nói qua là nhất định sao? Không có 100% nắm chắc, ta mù đẩy đo cái gì. Chúng ta uổng phí hết hơn 3 tháng, không có khai thác được bất cứ hành động gì.
100% nắm chắc còn gọi phỏng đoán sao? Gọi là biết trước, ngu xuẩn. Bạch Hổ Đế Quân quát lớn. Chớ ồn ào, khoảng cách thời gian ước định còn lại một tháng, nếu Khương Phàm không có tới trước, khẳng định là có tính toán khác. Huyền Vũ Đế Quân trầm giọng nói. Ngược lại ta có khuynh hướng Khương Phàm muốn tới sớm, nhưng không thể sớm. Bình thường mà nói, từ sơ khuy bán đế đến hoàn toàn hư hóa, ít nhất đều muốn 100 năm, Khương Phàm có thể tại trong vòng 5 năm hư hóa đến hơn 9 phần đã là kỳ tích, nhưng còn muốn thêm nữa, không dễ dàng như vậy. Đây cũng là chuyện tốt, chí ít Khương Phàm còn chưa tới cảnh giới bán đế. Thái Sơ Đế Quân cười lạnh. Chuyện tốt, hừ hừ, người thật sáng sủa. Nếu quả như Khương Phàm thật muốn sớm lên trời, mặc kệ mình có hoàn toàn hư hóa hay không, khẳng định đều sẽ tới thử. Đừng quên, kiếp trước hắn đến 5 phần cũng đã dám thử. Huống chi 3 năm trước đây đã 8 phần. Nếu nắn không đến, tình huống khả năng nhất chính là. Ngữ khí Bắc Thái Đế Quân bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi nhìn ta làm gì? Chương 3047 quyết đoán cuối cùng 2. Thái Sơ Đế Quân đe dọa nhìn hắn. Ta hoài nghi, giữa chúng ta có nội ứng. Bắc Thái Đế Quân tức giận cười. Đều đã đến bây giờ, vẫn không có bất cứ cái gì để có thể nói tin tưởng với nhau, chúng ta thật sự là thật đáng buồn mà, hoàn toàn bị một tên Khương Phàm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu đã như vậy, dứt khoát để hắn lên trời, để hắn xưng đế, để hắn thống ngự thế giới, toàn bộ chúng ta trở lại đế thành, rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Thái Sơ Đế Quân gầm thét. Bớt cố làm ra vẻ cho ta. Ngươi cho rằng chu lên vài tiếng thì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Nói, rốt cuộc Khương Phàm làm giao dịch gì với ngươi? Bắc Thái Đế Quân nghênh tiếp ánh mắt của Thái Sơ Đế Quân. Ta lấy danh nghĩa tổ tông phát thệ, ta không làm bất cứ gì giao dịch cùng Khương Phàm. Bắc Thái Đế tộc ta, càng sẽ không làm bất cứ chuyện phản nghịch gì. Nếu như Khương Phàm thật muốn hợp tác cùng hắn, là không thể nào để cho ngươi biết. Ta kiên trì hoài nghi lúc đầu của ta, nhìn bình thường mới là có vấn đề. Hắc Ma Đế Quân ngữ khí hung ác, trượng nghĩa bảo hộ minh hữu bên ta. Bạch Hổ Đế Quân đột nhiên gầm thét cuồng liệt. Nhìn xem chúng ta đều biến thành cái gì rồi. Nhìn đi, năm bè bảy mảng, nội chiến loạn đấu, sỉ nhục, các ngươi đều là đế quân làm bậy. Huyền Vũ Đế Quân cũng nổi giận. Phương pháp đổi bị động làm chủ động tốt nhất, chính là giết đến tinh linh đế tộc. Chúng ta liên thủ, toàn lực ứng phó, nhất định có thể trọng thương tinh linh đế quân. Lại ném nàng vào thương huyền, bài trừ đế ngấn. Mặc kệ Khương Phàm có âm mưu gì, đều tự sụp đổ. Long Đế hừ lạnh. Lão bất tử người đây cũng có thời điểm xúc động. Ở giữa tất cả đế quân chúng ta đều có cảm ứng. Một khi chúng ta tới gần tinh linh đại lục, tinh linh đế quân sẽ có phát giác. Chờ chúng ta giết tới đế thành, nàng đã sớm mang theo đỉnh cấp cường giả tinh linh đại lục tìm thương huyền nương tựa. Lại nói, nàng có đế ngấn sao? Nàng có sao? Nói câu không khách khí. Nếu hoài nghi có nội gian, còn liên thủ hành động. Nếu như tinh linh đế quân thật có cánh cửa hư không, một trận hỗn loạn, trong chúng ta nhất định có ai đó gặp nạn. Tất cả đế quân đều trầm mặc. Bọn hắn tức giận, nôn nóng, càng uất ức. Đế quân làm đến phần bọn hắn đây, chỉ sợ từ xưa đến nay đều ít có. Bọn hắn đều hy vọng có thể đoàn kết lại, nhưng thật sự là không bỏ xuống được phần cảnh giác kia. Dù sao nếu thật sự là có cái ngoài gì ý muốn. Đó chính là kết quả vạn kiếp bất phục. Sau một trận an tĩnh kiềm chế, Bắc Thái Đế Quân hít một hơi thật sâu, nói. Ta có một đề nghị, các ngươi có thể dùng, cũng có thể không cần. Sớm nói rõ ràng, đây chỉ là đề nghị của ta không chịu bất cứ phụ trách gì. Huyền Vũ Đế Quân tỉnh táo lại. Nói. Bắc Thái Đế Quân nói. Đầu tháng 12, sớm mời tinh linh Đế Quân đăng lâm thiên khải. Bốn người các ngươi không tín nhiệm ba bọn ta. Ba người chúng ta có thể ở lại đế thành trước tiên, bốn người các ngươi tự mình ra tay. Chỉ cần giải quyết phiền toái lớn nhất là tinh linh đế quân này, các ngươi đã có thể không ra tay đến ứng phó khác bất cứ khả năng ngoài ý muốn gì. Huyền Vũ Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, còn có Huyết Ma Đế Quân, đều chăm chú suy nghĩ lại. Cái này thật đúng là một biện pháp không tệ. Hắc Ma Đế Quân kinh ngạc nhìn Bắc Thái Đế Quân, chơi ác như vậy sao? Vì tự chứng minh trong sạch. Không thèm đếm xỉa đến gì nữa rồi. Chờ một chút, cái này rốt cuộc là có hợp tác cùng Khương Phàm hay không? Mẫu thân nó, đừng để cuối cùng là mình tự mình đa tình. Bắc Thái Đế Quân tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, Khương Phàm không có nói đến thiên khải thực lực cao nhất chính là bán đế.
Đến lúc đó không có tinh linh đế quân trợ giúp, các ngươi còn có cái gì phải sợ? Các ngươi hoài nghi chúng ta ba cái, có thể hiểu, nhưng tổng không đến mức hoài nghi chúng ta ba cái toàn bộ đều hợp tác cùng Khương Phàm đi. Cho nên nhiều nhất một hai cái phản đồ mà thôi. Chỉ cần giải quyết tinh linh đế quân, vậy thì một hai tên phản đồ kia. Hẳn là cũng không dám phản bội. Khi đang nói chuyện, Bắc Thái đế quân trực tiếp quét ánh mắt về Hắc Ma đế quân cùng Long đế. Ngươi hoài nghi quá rõ ràng. Long đế chậm rãi quay quanh hư ảnh khổng lồ đến cùng một chỗ. Ta không nhận phần khuất nhục này. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ một mực ở lại Cự Long đại lục, không vào Thiên Khải, cũng không vào Thương Huyền. Các ngươi, có thể yên tâm. Ha ha, cáo từ. Hắc Ma đế quân cũng rất thẳng thắn, lưu lại vài tiếng cười lạnh, biến mất ngay tại chỗ. Hắn phải trở về suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc Bắc Thái là bên nào. Bạch Hổ đế quân thấy bọn hắn đều nổi giận, ngữ khí hơi chậm, nói. Ta không thật sự tin tưởng bọn họ sẽ giảng hòa cùng Khương Phàm, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt. Bắc Thái đế quân nói. Bốn người các ngươi, có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau rồi. Bạch Hổ đế quân, Huyết Ma đế quân, Huyền Vũ đế quân, Thái Sơ đế quân, trao đổi ánh mắt, chậm rãi gật đầu. Tin tưởng. Bắc Thái đế quân nói. Nếu đều đã tin tưởng. Vậy thì mời toàn lực ứng phó, cần phải bắt lấy tinh linh đế quân, đừng lại có bất kỳ ngoài ý muốn gì nữa. Thái độ đối đãi của Thái Sơ đế quân với Bắc Thái đế quân thoáng hỏa hoãn. Ngươi muốn lui ra không? Chờ sau khi bắt lấy tinh linh đế quân, các ngươi hy vọng ta tới, ta sẽ đến, nhưng nhất định phải 100% tín nhiệm ta. Nếu như còn có bất kỳ hoài nghi gì, ta không đến cũng được. Chỉ cần bắt lấy tinh linh đế quân, Khương Phàm lại không có xưng đế. Đám tên điên Thương Huyền kia đối với tứ phương các ngươi mà nói không có bất kỳ áp lực gì cả. Bắc Thái đế quân nói xong, ý thức thể dần dần tiêu tán. Ta nghĩ ta không cần lại nhắc nhở các ngươi về mối quan hệ giữa tinh linh đế quân cùng thiên nghi nữ hoàng. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, tốt nhất các ngươi nên tốc chiến tốc thắng, từ lúc bắt đầu thì lập tức dùng chôn vùi lỗ đen vây khốn nàng, triển khai vây bắt nàng tại lúc chôn vùi chiến trường. Còn nữa, ta thật sự không muốn tiếp tục nhiều chuyện. Nhưng vây bắt tinh linh đế quân nhất định phải làm đến tốt nhất, làm đến cực hạn mà các ngươi có thể làm được. Nếu như lại có sơ suất gì, không chỉ có mặt mũi các ngươi bị ném hết, mà hai chữ đế quân đều muốn bị ô nhiễm. Chương 3048 lên trời. Chờ sau khi Bắc Thái đế quân biến mất, Thái Sơ đế quân lại lần nữa nhìn về phía ba vị khác. Chúng ta có thể tin tưởng. Huyền Vũ đế quân nói. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Huyết Ma đế quân nói. Ta phụ trách cắt đứt liên hệ huyết mạch, tránh cho kinh động thiên nghi nữ hoàng. Bạch Hổ đế quân nói. Ta chủ công, dù là tinh linh đế quân thật sự có cánh cửa hư không, ta tự mình tới khiêng. Thái Sơ đế quân chậm rãi gật đầu, kích thích hào hùng đã lâu. Trận chiến này, chính danh cho đế quân chúng ta. Hắc Ma đế thành. Hắc Ma đế quân ngồi một mình ở trong đại điện, yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không có thả An Minh Hề trở về. Cự Long đế thành. Sau khi ý thức Long đế trở về, cũng giống như không có phát sinh cái gì, ngồi xem Thiên Khải thay đổi sóng gió. Đầu tháng 12, Bạch Hổ đế quân hành động trước nhất, chạy tới Thiên Khải chiến trường. Thái Sơ đế quân, Huyền Vũ đế quân, Huyết Ma đế quân cũng liên tiếp khởi hành, thông qua thiên môn của riêng phần mình, tiến về Thiên Khải chiến trường, vì để ra hiệu tinh linh đế quân theo vào, bọn hắn cố ý phóng xuất ra đế uy cường hãn. Tinh linh đế quân đã nhận ra tất cả các đế quân lần lượt rời khỏi, cũng chuẩn bị khởi hành. Ta muốn đi Thiên Khải, các đế quân khác đều đã đến. Trước khi đi, tinh linh đế quân đi tới trước cánh cửa hư không. Đế quân tha thứ, Như Ảnh ghi nhớ trong lòng. Đông Hoàng Như Ảnh đứng dậy, chậm rãi hành lễ với đế quân. Mặc dù thái độ của tinh linh tộc từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong một năm rưỡi nàng bế quan ở chỗ này, vậy mà không có bất kỳ người nào tới quấy rầy qua. Hiển nhiên là đế quân tự mình hạ chỉ lệnh. Phần tư thái này để trong lòng Đông Hoàng Như Ảnh còn có cảm kích. Tinh linh đế quân mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn nữ tử trước mặt. Tháng 3 năm nay bắt đầu hư hóa, đến bây giờ chỉ mới 8 tháng mà thôi, vậy mà nàng đã hư hóa 3 phần trở lên, mặc dù hư hóa thời kỳ đầu phổ biến dễ dàng, nhưng tốc độ như thế vẫn để người khác sợ hãi thán phục. Cánh cửa hư không, quả nhiên càng thích hợp với võ giả không gian. Hư không đế quân rất để ý đối với vị truyền nhân này. Ta cần phải trở về. Sau khi hành lễ với tinh linh đế quân,
Đông Hoàng Như Ảnh lại thi lễ một cái thật sâu với cánh cửa hư không. Trong thời gian một năm rưỡi này, hư không đế quân bên trong cánh cửa hư không một mực dốc lòng chỉ đạo cho nàng, nghiễm nhiên là xem nàng như truyền nhân. Mà năng lượng đặc biệt chiếm bên trong cánh cửa hư không cứ cũng đang không ngừng tư dưỡng nàng, để nàng có thể nhanh chóng đột phá, kéo dài trưởng thành. Chờ một chút, tinh linh đế quân lắc đầu than nhẹ, cứ việc không muốn bỏ, nhưng vẫn làm quyết định. Vật quy nguyên chủ, cánh cửa hư không thuộc về hư không đế tộc. Đông Hoàng Như Ảnh không dám tin. Đây là hồi báo ngài bảo vệ Thương Huyền 30.000 năm, ngài thật nguyện ý buông tay. Ta bảo vệ Thương Huyền, là báo ân tình hư không đế quân. Yêu cầu cánh cửa hư không, cũng chỉ là để ngài ấy an tâm. Tinh linh đế quân nhắm lại mắt, nói. Đi thôi, trước khi ta thay đổi chủ ý. Ân tình của đế quân, Đông Hoàng tộc và Thương Huyền đại lục suốt đời khó quên. Đông Hoàng Như Ảnh lần nữa thi lễ một cái, lần này là kính trọng phát ra từ nội tâm. Tinh linh đế quân nói. Thông báo Khương Phàm, các đế quân cũng đã bắt đầu hành động. Để hắn mau chóng hư hóa, mở ra phong thần đài, nghênh đón lôi kiếp. Các đế quân cũng không nghĩ đến hắn có thể xưng đế tại Thương Huyền, hắn cũng nhất định phải làm đến đầy đủ bí ẩn, dùng hết khả năng phong bế khí tức. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Mặc dù các đế quân không đoán được Khương Phàm có thể sớm biến đổi, nhưng khẳng định sẽ làm ra bố trí tương ứng. Bây giờ ngài đi qua, có thể bị nguy hiểm hay không? Nếu như bảy đại đế quân bọn hắn sớm trấn áp ngài thì sao? Tinh linh đế quân nói. Ta châm ngòi bọn hắn 30.000 năm, đối với ân oán của bọn hắn ta hiểu rõ nhất. Thời khắc cuối cùng này, nhất định phải lại đứng ở giữa bọn hắn, gây mâu thuẫn trở nên gay gắt, để bọn hắn khó mà thật sự hợp tác. Nhất là Hắc Ma đế quân cùng Long đế, ta nhất định phải triệt để dao động bọn hắn. Bảo đảm thời khắc Khương Phàm lấy đế cảnh giáng lâm thiên khải, bọn hắn có thể kiên định đứng ở chúng ta bên này. Nếu như bọn hắn hạ quyết tâm muốn trấn áp ta, ta càng phải sớm đi qua. Để bọn hắn trấn áp ta, hấp thu ta, buông xuống đề phòng, chậm rãi chờ đợi, cho Khương Phàm một hoàn cảnh an toàn lên trời hơn. Nếu không, bọn hắn không phải trực tiếp xuống, xin mời ta, thì chính là chú ý Thương Huyền quá độ. Tinh linh đế quân nhìn lên bầu trời, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nhưng bây giờ nàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đông Hoàng Như Ảnh mắt tinh linh đế quân, không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không, nàng luôn cảm thấy sự quyết tuyệt của tinh linh đế quân tại thời khắc này lại mang theo mấy phần khác. Không hiểu, thâm trầm. Thương Huyền đại lục. Khoảng cách ước định cuộc chiến đăng thiên kiều còn lại một tháng. Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Lý Dần và toàn bộ xuất quan. Trải qua gần 4 năm tu luyện cùng trưởng thành, thực lực tổng hợp của Xí Thiên Giới không thể nghi ngờ là đã được tăng cường gấp bội. Trình độ hư hóa của Thiên Hậu đã đạt tới 7 phần trở lên, tới gần 8 phần. Hồng Hoang Thiên Long bằng vào Hồng Mông Phong Bia hư hóa duy trì tại 7 phần. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng luyện Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, mấy ngày trước đạt tới 7 phần. Đó là một bậc cửa quan trọng, về sau này thật sự là càng ngày càng khó, nhưng có thể đạt tới 7 phần trở lên, cũng mang ý nghĩa đến hậu kỳ hư hóa. Thực lực khủng bố, chân chính áp đảo phía trên thần ma. Lý Dần chỉ hư hóa có 4 phần, bởi vì không có sử dụng quá nhiều đế cốt. Mặc dù đây là tài nguyên quý giá, nhưng hắn cảm giác giữ lại đế cốt còn có thể có tác dụng càng lớn hơn. Quan trọng nhất chính là Khương Thương, lặp đi lặp lại rèn luyện để hắn nhanh chóng trưởng thành, sức chiến đấu mạnh lên, đồng thời trình độ hư hóa không ngừng gia tăng, vô hạn tới gần bán đế. Chỉ là tầng hàng rào cuối cùng kia, từ đầu đến cuối không thể đột phá, cái này khiến hắn rất sốt ruột, cũng làm cho Khương Phàm có chút thất lạc. Chương 3049 chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo dự đoán ban đầu, Khương Phàm muốn cùng Khương Thương đồng thời xưng đế, như thế này mới có thể bảo đảm đối với thiên khải chiến trường tuyệt đối áp bách cùng khống chế. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Khương Phàm cưỡng ép áp chế hư hóa toàn diện buông ra sau khi Đông Hoàng Như Ảnh trở về, chính thức biến đổi đến cảnh giới bán đế. Toàn bộ diễn võ trường tại đế thành an tĩnh, cường giả bên trong Xí Thiên Giới toàn bộ xuất quan. Man Hoang đế tộc nơi đó có dị dạng gì không? Mặc dù Khương Phàm vừa mới hư hóa toàn diện, nhưng đã có thể rõ ràng cảm giác được hắn đang bị một loại năng lượng thần bí nào đó khóa chặt. Cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không cần nghĩ, chàng cứ việc lên trời. Còn lại, còn có chúng ta đây. Thiên Hậu đi đến trước mặt Khương Phàm, chỉnh lý trường bào cho hắn, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định. Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, nhất định phải bố trí xong pháp trận hư không,
tuyệt đối không thể để cho các đế quân phát giác được dị dạng. Khương Phàm nhìn về phía Đông Hoàng Càn, hắn rất ít nghiêm khắc yêu cầu chuyện nào đó, nhưng lần lên trời này nhất định phải bảo đảm bí ẩn tuyệt đối, nếu không kinh động các đế quân, không chỉ có sẽ đưa tinh linh đế quân vào trong nguy hiểm, cũng sẽ đánh vỡ tất cả kế hoạch của bọn hắn. Tuyệt đối cam đoan. Bọn người Đông Hoàng Càn hít sâu một hơi. Trước đó thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao đó cũng là lên trời chứng đạo, là muốn dẫn động hệ thống pháp tắc xung chuyển. Nhưng bây giờ có cánh cửa hư không, bọn hắn hoàn toàn có thể cắn răng bảo đảm. Đó là cánh cửa pháp tắc, có thể dùng như ẩn nặc pháp tắc. Các ngươi cẩn thận. Khương Phàm không nói thêm lời, lại ngắm nhìn các huynh đệ người thân bằng hữu tụ tập tới xung quanh. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, ai cũng không quấy nhiễu được ngươi. Hồng Hoang Thiên Long đong đưa chiến khu hùng vĩ, phát ra tiếng gầm nhẹ hung ác. Khương Phàm không cần phải nhiều lời nữa, được Đông Hoàng Như Ảnh dẫn đầu xuống biến mất khỏi tại chỗ. Dự trúc thần hoàng, lên trời xưng đế. Theo một tiếng ra lệnh của Tu La, hơn 600.000 hài đồng cùng hô to lên, quỳ một gối xuống. Vĩnh viễn trung nghĩa, vĩnh viễn thành kính. Chu Thanh Thọ đang nổi lên cảm xúc lắc đầu cười khổ. Ý nghĩa tồn tại của đám hài tử này, chính là không giờ khác nào không đang nhắc nhở bọn hắn đám gia hỏa kia không có chút nào bất kính. Dựa theo an bài trước đó, toàn bộ giải tán, không tiếc cái giá, bảo đảm hoàn thành lên trời thuận lợi. Thiên hậu cao giọng thét lên ra lệnh, đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Được Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại và các không võ dẫn đầu xuống, thiên hậu, Hồng Hoang Thiên Long và tất cả cường giả cảnh giới thánh linh trở lên, toàn bộ rời khỏi đế thành, tản ra các phương hướng khác nhau. Bọn hắn đã sớm chọn lựa cấm khu lên trời, phạm vi đường kính đạt tới 5 vạn dặm. Xung quanh cấm khu bố trí pháp trận không gian phức tạp, nguồn gốc từ chỗ bọn người Đông Hoàng Càn nghiên cứu ra pháp trận hoàn toàn mới từ bên trong đế thành. Tính cả tinh linh tộc, bọn hắn có dòng dã 50 vị thần linh cùng siêu thần, chớ nói chi là thánh linh, thánh vương cùng thánh hoàng, bọn hắn dựa theo an bài cố định, toàn diện trấn thủ pháp trận, bảo đảm giam cầm không gian trời đất, áp chế năng lượng thiên kiếp tràn ra ngoài, tận hết khả năng tránh cho bị các đế quân khác phát giác. Mặc dù thiên kiếp nhất định sẽ rất khủng bố, nhưng số lượng lớn thánh linh cùng 50 vị thần linh và siêu thần, càng có hư không đồ đằng, hư vô đồ đằng, hư thiên đồ đằng, cùng cánh cửa pháp tắc chân chính cánh cửa hư không. Sau khi Đông Hoàng Như Ảnh đưa Khương Phàm đến chỗ, hai người ôm nhau một cái thật chặt, đưa lên lời chúc phúc, sau đó lại biến mất, tiến về địa điểm cố định bắt đầu bố trí. Nàng cùng cánh cửa hư không, là mấu chốt của toàn bộ hệ thống pháp trận. Sắp bắt đầu. Khương Phàm ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xanh thẳm bình tĩnh. Một đời trước, ta gấp gáp, một thế này, chúng ta chính thức gặp mặt. Ngươi, đã chuẩn bị xong chưa? Giống như là đã nhận ra Khương Phàm đang khiêu chiến, giống như cảm nhận được Khương Phàm dần dần thả ra năng lượng cường đại, bầu trời liền nổi lên tầng tầng gợn sóng, số lượng lớn mây đen bắt đầu rành rụm, ban đầu chỉ là từng mảnh, tiếp đó lại bắt đầu cuồn cuộn kịch liệt, đụng vào nhau, cuối cùng ô ô áp áp phủ lên bầu trời, phạm vi từ vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, mây đen tiếp tục cuồn cuộn, phía trên nhanh chóng xuất hiện tầng thứ hai, tiếp đó chính là tầng thứ ba. Tầng thứ tư, khí thế mênh mông mà nặng nề tràn ngập khắp đất trời, tuyệt vọng khủng bố mà kiềm chế cuồn cuộn càn khôn. Vẻn vẹn là uy thế thời khắc này, đã để cho người ta sợ hãi. Hư không pháp trận, bắt đầu toàn diện. Bên ngoài mấy vạn dặm, bọn người Đông Hoàng Càn trấn thủ pháp trận không gian cùng hò hét lên, toàn bộ phóng thích thần uy bành trướng, rót vào hệ thống pháp trận, trùng kích ba đồ đằng, cuối cùng hội tụ tới cánh cửa hư không. Hư không pháp tắc bắn ra. Như vòng xoáy siêu cấp, trùng kích bầu trời vạn cổ, dẫn động không gian pháp tắc, hình thành chiều cường không gian nhìn như vô hình nhưng kỳ thực lại rất mênh mông, giam cầm cả trời đất, ngăn cách tuyệt đối năng lượng khủng bố bên trong pháp trận. Càng quan trọng hơn là, áp chế trình độ ba động của hệ thống pháp tắc. Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong. Khương Phàm hít sâu một hơi, tháo áo choàng ra, chiến khu hư vô hùng tráng thẳng tắp, bên trong phun trào hắc ám, lấp lóe ánh sáng hủy diệt. Cho khắp đất trời rộng lớn đều mang đến áp bách to lớn. Liệp thần thương, có dám theo ta tắm rửa thiên kiếp? Keng! Bên trong chiến khu hư vô truyền ra tiếng tranh minh đinh tai nhức óc, vang vọng đất trời, xuyên kim liệt thạch, nương theo huyết quang dâng lên, chiều dâng tử vong vần quanh liệp thần thương, phóng lên tận trời. Ầm ầm! Liệp thần thương tăng vọt quy mô, vết máu dày đặc tầng ngoài giống như là giang hà lao nhanh, phát ra sát khí vô tận, chiếu đỏ lên thiên địa.
lại như là trăm ngàn con cự long màu đỏ quay quanh nó, từng con thông thiên, gào thét với bầu trời. Liệp thần thương kịch liệt đáp lại, giận chỉ thương thiên, sát uy vô biên. Hôm nay Khương Phàm không chỉ có muốn mình lên trời, càng phải mang theo liệp thần thương tắm rửa thiên kiếp. Chương 3050 thiên lôi cái thế 1. Nếu như thất bại, liệp thần thương sẽ triệt để hủy diệt. Nếu như thành công, liệp thần thương sẽ biến đổi toàn diện. Buông tay đánh cược một lần, đánh cược sát lục đế binh. Tốt, theo ta lên trời, theo ta biến đổi. Chiến trường hoàn toàn mới, có thể nào không có ngươi làm bạn. Ngươi giết trăm vạn năm thần, cũng nên nếm thử hương vị đế huyết. Khương Phàm hào hùng hét lớn, chiến huyết sôi trào. Kiếp trước lên trời, hắn lựa chọn phần thiên luyện vực. Bây giờ lên trời, hắn lựa chọn liệp thần thương. Không phải từ bỏ phần thiên luyện vực, mà là muốn tại thời điểm tái tạo liệp thần thương, dung nhập kim loại đặc thù từ phần thiên luyện vực vào bên trong liệp thần thương. Mục đích là để tăng cường tỷ lệ thành công cho liệp thần thương. Về phần bát hoang tuyệt diễm cùng hỏa linh nhi, Khương Phàm không còn dùng phần thiên luyện vực trói buộc bọn chúng, từ nay về sau đều tùy ý để chính bọn chúng trưởng thành. Khương Phàm nhìn lên bầu trời, tế khởi phong thần đài. Phong thần đài tái hiện thế gian, khí tức thần bí lan tràn, vô hình vô chất, lại kinh hãi thần hồn, nó ù ù rung động, quy mô tiếp tục tăng vọt, giống như là một con đường đăng thiên, từ hoang dã mênh mông thẳng tới bầu trời, va chạm tầng tầng mây đen, liên tiếp phá cửu trọng, chỉ bầu trời phía xa. Khương Phàm đạp trên bậc thang, bước từng bước lên trời. Liệp thần thương lắc lư kịch liệt, theo sát bên cạnh. Tất cả linh hồn thần ma bị săn giết từ hoang cổ đến nay lưu lại đều tại thời khắc này thức tỉnh, dày đặc gào thét hỗn loạn mà to lớn, kinh khủng sát huy rung động mà táo bạo. Cửu trọng mây đen kịch liệt oanh động, như là đang trong chớp mắt tràn ngập không có tận cùng lôi điện, nhưng không phải rực sáng cường quang, mà là quỷ dị tử mang, lộ ra kinh khủng uy lực hủy diệt. Khi Khương Phàm đi đến trước mặt tầng mây đen đầu tiên, lôi vân táo bạo đã ầm vang đổ sụp, hàng tỷ tia lôi đỉnh che mất thế gian. Không phải là một tia thiểm điện, mà là một mảnh lôi hải mênh mông mấy vạn dặm. Không phải lôi chiều bình thường, mà là vạn trượng lôi bạo, đánh xuống tới tràn ngập đất trời. Trong nháy mắt, giữa đất trời thật giống như bất cứ cái gì cũng đều không tồn tại, tất cả đều là lôi chiều to lớn như thác nước. Đại địa gào thét, sơn lâm hủy diệt, tử mang không ngớt, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, tất cả. Tất cả đều bị lôi đình bao phủ lại. Lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảnh chướng mắt, đứng tại chỗ rất xa đều có thể cảm giác được loại lực lượng hủy diệt kia, để cho người ta ngạt thở, để cho người ta run rẩy. Khương Phàm cùng Liệp Thần Thương đứng chịu mũi sào, bước chân tiến tới lại lọt vào ngăn cản cuồng liệt. Không nên chống cự. Khương Phàm hét lớn, rộng mở chiến khu hư vô, nghênh đón lôi kiếp sâu thể. Bản chất thiên kiếp, không chỉ ở việc đang thẩm phán, càng ở chỗ tôi thể. Chiến khu hư vô nhất định phải trải qua quá trình như thế này, mới có thể trở lại chân thân, đạt được siêu cấp đế khu. Lên! Khương Phàm tắm rửa lôi kiếp, nhanh chân lên trời. Mây đen cuồn cuộn, lôi chiều bạo động, tuôn ra tới phía hắn, giống như là muốn phá hủy hắn, để hắn biến mất. Ầm ầm, cái gì ở xung quanh Khương Phàm cũng đều biến mất, không có vạn vật đất trời, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có lôi hải mênh mông, giống như là đại dương rộng lớn thật sự đang cuộn trào mãnh liệt. Khiếp cả linh hồn, càng mang đến đau đớn thảm liệt. Khương Phàm cảm giác trong thân thể hư vô đang bị rót vào lôi chiều vô tận, từ trong tới ngoài, từ bên ngoài đến bên trong, đang không ngừng hủy diệt hắn. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Khương Phàm không sợ hãi, hắn tiếp tục mang theo liệp thần thương dậm chân phóng lên trời. Đau đớn. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện thường ngày. Đau đớn. Năng lực chịu đựng của hắn, cao hơn người bình thường. Bên trong đế thành phương xa, bọn người thiên hậu trấn thủ ở bên ngoài đều âm thầm hồi hộp, riêng mình nghiêm nghị, rất nhiều người đều toát ra mồ hôi lạnh, rất nhanh đều đã ướt cả y phục. Lôi chiều kinh khủng giống như là tiếng trống trận thương thiên đang oanh minh dày đặc, kinh hồn nhiếp phách. Những ngọn núi cao lớn trong tầm mắt đều bị sụp đổ, mặt đất rạn nứt, bị hủy không còn hình dáng. Đây chính là uy lực thiên kiếp, vô tình mà đáng sợ, để cho người ta sợ hãi. Trách không được Đăng Thiên Kiều muốn thiết lập tại Thiên Khải. Một trận thiên kiếp xuống tới, sợ rằng trong năm vạn dặm sẽ triệt để biến thành đất khô cằn, trăm năm ngàn năm khó khôi phục. Bọn người Dương Biện hồi hộp đến hoảng hốt, đây vẫn chỉ là ở bên ngoài đã cảm thấy tuyệt vọng, Khương Phàm ở sâu trong lôi hải thì thế nào?
uy lực và năng lượng này giống như chỉ là vừa mới bắt đầu, thiên kiếp tiếp theo thì sao? Trách không được các đế quân cường hãn, có thể sống sót trong kiếp nạn như thế này, không mạnh mẽ đều không được. Ngươi lại muốn mang theo Liệp Thần Thương lên trời, muốn rèn đúc đế binh sao? Cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu Đồng ngồi trên đỉnh Tổ Nguyên Sơn, giống như cười mà không phải cười nhìn qua phương xa. Bắt đầu, đường lên trời của hắn, đã bắt đầu. Giới chủ tạm hoãn bế quan, đưa ánh nhìn tại ý nhìn thấu bình chướng thế giới mới, nhìn thấu hỗn độn tại xí thiên giới, nhìn lôi hải đầy trời nơi xa. Hắn từng có lúc khát vọng biến đổi, khát vọng lên trời, nhưng bây giờ, hắn ngay cả biến đổi đều không có bắt đầu, Khương Phàm đã cất bước lên trời, truy tìm đế vị chân chính. Ầm ầm, sâu trong lôi hải vô tận, lôi xà cuồng vũ, bạo kích khủng bố. Khương Phàm không sợ hãi, hắn ngạnh kháng đau đớn tiếp tục bước lên phía trước, bên trong hào quang màu tím đầy trời dần dần thẩm thấu ra xích hà minh mông, từng sợi xích lôi màu tím to gấp 10 lần so với lôi điện giáng lâm, đánh cho Khương Phàm lảo đảo bước chân, càng đánh đến mức thần ma bên trong Liệp Thần Thương đều muốn tan thành mây khói. Khương Phàm mở hai tay ra, cao ngạo càng bá đạo, đón nhận lôi kiếp dậm chân phóng lên trời. Sốt cuộc, khi màu tím hoàn toàn lui, ánh sáng màu đỏ lại tràn ngập trong tầm mắt. Khương Phàm thấy được tầng lôi vân thứ hai, không còn chỉ là lôi hải bạo động, càng giống như là xích lôi vô tận xây dựng thế giới thiên kiếp, số lượng lớn lôi chiều hình tròn giống như là từng tiểu thế giới, phát khởi mãnh kích đối với Khương Phàm. Liệp Thần Thương suýt nữa đã bị phá tan. Khương Phàm gầm thét, hóa thân thành chú tước yêu thể, một cái móng vuốt chế trụ Liệp Thần Thương sắp sụp đổ, phần thiên chiến vực nhanh chóng nóng chảy, quấn quanh đến bên trên Liệp Thần Thương. Chương 3051 Thiên Lôi Cái Thế 2. Tốc độ của hắn tăng vọt, bắn thẳng đến trời cao. Oanh! Lôi quang vô tận, như sông lớn cuồn cuộn, như tinh vực rơi xuống, hoàn toàn mờ mịt, che mất Khương Phàm cùng Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương lọt vào rèn luyện thảm liệt, như là trở lại luyện lô, hai lần rèn đúc, lôi chiều kinh khủng đánh vào phía trên như là thiên trùy bách luyện. Vết máu bắt đầu khô kiệt, vết tích bắt đầu hòa tan. Mà phần thiên luyện vực bắt đầu thẩm thấu vào bên trong, bắt đầu giao hòa rèn đúc. Như là hai kiện siêu cấp thần binh muốn hòa làm một thể ở bên trong thiên trùy bách luyện. Khương Phàm đau đến không muốn sống, như là muốn bị lôi chiều no bạo, chiến khu hư vô đều bò đầy vết nứt. Nhưng nghĩ đến đau đớn thảm bại kiếp trước, nghĩ đến chấn áp hai đời gặp phải, nghĩ đến kiếp trước kiếp này mất đi thân bằng, đau đớn hoàn toàn có thể chịu đựng. Đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Khương Phàm không ngừng mà đột phá tầng mây ngăn trở, bước lên đỉnh cửu thiên. Quá trình mặc dù gian nan, nhưng càng là đi lên, rèn luyện càng nặng, chiến khu hư vô của Khương Phàm dưới tầng tầng rèn luyện đã càng ngày càng mạnh. Loại cường hãn này có thể rõ ràng cảm nhận được. Khi Khương Phàm đột phá tầng lôi vân thứ 8, trực diện với tầng thứ 9. Số lượng lớn lôi điện màu đen kịch liệt xen lẫn, biến thành phù chú che trời, khuấy động thiên uy kinh thế, ầm vang rơi xuống. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, cưỡng bức dừng bước. Liệp Thần Thương gào thét, rơi xuống ngay tại chỗ. Đỉnh cửu thiên ngay ở phía trước, chịu đựng. Khương Phàm bay lên, bắt lấy Liệp Thần Thương, nhưng ở lúc này, càng nhiều thiên phù giáng lâm, khuấy động lôi chiều tử vong giống như luyện ngục, cuồng bạo oanh kích Khương Phàm. A! Khương Phàm hét lớn, bộc phát toàn bộ chín bản thân hắn áp chế từ đầu đến cuối, tràn ngập toàn thân Khương Phàm, thực lực tiếp tục tăng vọt. Hắn bắt lấy Liệp Thần Thương, hai cánh bạo kích, bộc phát kinh thế hãi tục liên tiếp phá thiên phù, cường thế phá vỡ tầng lôi vân thứ 9, xuất hiện ở đỉnh phong thần đài, đứng ở phía trên cửu trọng lôi vân. Kiếp trước, Khương Phàm dừng bước tại đệ ngũ trọng lôi kiếp. Mà bây giờ, hắn cơ hồ là phá vỡ cửu trọng lôi vân dễ như trở bàn tay. Nhưng, lôi kiếp thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu, phía trước chỉ là kiểm tra mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên 9 tầng trời, lôi chiều chói lọi ánh sáng với màu sắc rực rỡ giống như là thế giới lôi điện hoàn toàn mới, bên trong có tồn tại giống như lôi sơn lôi hải, còn có lôi linh. Khí tức hỗn độn tràn ngập, thiên uy hạo đáng vô tận. Khương Phàm mới vừa tới đến nơi đây đã nhận ra khí tức chân chính để hắn hồi hộp. Thiên kiếp mênh mang không có cho hắn bất cứ cơ hội nào để quan sát, ầm ầm tiếng vang như là thế giới đều đang sụp đổ, lôi chiều với màu sắc rực rỡ như vạn long cuồn cuộn. Tăng vọt uy thế đến cực hạn. Đến đây, Khương Phàm không có e ngại, chỉ có hào hùng vô tận, một tiếng hét lớn, dẫn vạn đạo lôi chiều sâu thể. Bắt đầu rèn luyện huyết nhục thần thức,
cùng liệp thần thương. Chiến khu hư vô vặn vẹo kịch liệt, bành trướng, như là muốn hủy diệt bất cứ lúc nào. Linh hồn thần ma bên trong liệp thần thương lần lượt biến mất, chỉ để lại các loại thần ấn, liệp thần thương cùng phần thiên luyện vực càng là đang triệt để nóng chảy trong lôi chiều kinh khủng. Thảm liệt cực độ. Trận lên trời biến đổi này không chỉ là Khương Phàm, càng là liệp thần thương, cho nên đầy lôi kiếp trời trong tràn ngập không chỉ là hủy diệt, còn có cả giết chóc. Hai loại pháp tắc cực hạn, thức tỉnh ở hệ thống thế giới, tràn ngập trong lôi hải vô tận. Khương Phàm cùng liệp thần thương đều rõ ràng cảm nhận mãnh liệt rằng bọn hắn giống như là muốn tan thành mây khói, bị thế giới này triệu hồi. Hủy diệt! Hủy diệt! Khương Phàm như là thấy được thế giới sụp đổ, vạn vật khó khăn, thấy được chư thiên tận thế, thần ma khắp huyết, tất cả. Tất cả, đều biến mất trong pháp tắc hủy diệt không thấy gì nữa. Giết chóc! Giết chóc! Liệp thần thương thừa nhận trong lôi kiếp pháp tắc giết chóc khảo nghiệm, như là trải rộng ra vô tận chiến trường. Ước vạn lôi binh tung hoành phóng tới, tràn ngập đất trời nghiền ép lên đến, nghênh chiến liệp thần thương. Nhưng, Khương Phàm trong thế giới không có lùi bước, càng không có e ngại. Hắn kích ra bản thân, hóa thân thành chu tước hư vô, hoành hành bạo động trong lôi hải vô tận. Chu tước đồ đằng bắt đầu dung hợp chiều sâu. Bất diệt thiên thể tiềm lực bắt đầu kích phát toàn diện. Rốt cuộc, một mảnh mê quang lấp lóe trong hư vô, đó là mạch máu. Mạch máu hoàn toàn mới. Thai nghén ra đường sinh mệnh cường hãn trong lôi kiếp. Ngay sau đó, mảnh thứ hai mảnh thứ ba. Chiến khu hư vô bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít mạch máu, tung hoành xen lẫn, mở rộng toàn thân. Khương Phàm hoành hành trong thâm không, chủ động thôn nạp lôi chiều. Cảnh tượng kinh khủng giống như là muốn hút sạch toàn bộ đại dương lôi kiếp. Người khác tôi thể, chỉ là tiếp nhận, vậy mà hắn lại bắt đầu chủ động xuất kích. Bởi vì hắn không chỉ là muốn xưng đế, còn muốn biến thành đế quân càng mạnh. Hắn cần phải nắm chắc cơ hội rèn luyện ngàn năm một thuở này, rèn luyện thể chất của mình đến cao nhất. Về phần liệp thần thương cùng phần thiên luyện vực, sau khi triệt để nóng chảy, vậy mà lại không có biến mất, mà là bắt đầu đoàn tụ. Trong quá trình đoàn tụ là không ngừng dâng lên từng đường vân, huyền diệu khó lường, tung hoành xen lẫn, giống như là sinh ra cộng minh cùng hệ thống thế giới, mà những đường vân thần bí này là ấn ký chính thức của pháp tắc giết chóc. Siêu cấp thần binh, bắt đầu biến đổi đến đế binh. Lôi chiều kinh khủng chết hết thế gian, dung chuyển hệ thống thế giới, đưa tới phản ứng kỳ diệu cho Thương Huyền Đại Lục, thậm chí Cửu Châu Thập Tam Hải. Từ xưa đến nay, đế quân sinh ra đều sẽ gây nên oanh động, xem như dân chúng bình thường cũng đều sẽ phát giác được. Lần này cũng không có ngoại lệ, nhưng dưới sự bảo vệ của 40 vị thần linh cùng siêu thần, cùng với hư không pháp tắc, lần ba động này đã bị áp chế đến cao nhất. Hải Dương cùng đại lục bên ngoài Thương Huyền cũng chỉ là cảm ứng vô cùng yếu ớt, mọi người không hiểu rõ tình huống, tự nhiên đều không có coi là chuyện gì. Bên trong đế thành của Bắc Thái Đế Quân, Hắc Ma Đế Quân, Long Đế, mặc dù đã nhận ra ba động, nhưng bọn hắn đều đang ngước nhìn bầu trời, cảm ngộ thiên khải, dù sao nơi đó cũng đang bộc phát chiến đấu kịch liệt, là bốn vị đế quân đang liên thủ trấn áp tinh linh đế quân, hệ thống pháp tắc của thế giới dung chuyển là tất nhiên. Chương 3052 Phần Thiên Đế Quân 1. Nhưng, Man Hoang Đế Thành ở Thương Huyền đã bị kinh động. Nguồn năng lượng này, giống như có chút quen thuộc. Man Hoang Đế Tổ thức tỉnh, ngóng nhìn thâm không, cảm nhận được ba động thần bí để hắn quen thuộc. Các nơi tại cổ thành, Man Thiên Cương, Man Thiên Tứ, Man Cát. Năm vị thần tôn đều lần lượt bừng tỉnh, đã nhận ra ba động vi diệu nhưng lại làm cho bọn họ cảnh giác. Rất quen thuộc, rất quen thuộc. Man Hoang Đế Tổ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận. Sau một lát, thiên kiếp, Man Hoang Đế Tổ bỗng nhiên đứng dậy, loại thần bí ba động này để hắn tỉnh lại cảm giác hồi hộp đã lặng yên trong khoảng thời gian vô tận này. Thời điểm năm đó nghênh đón thiên kiếp, để lại cảm giác vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai. Ai đang độ kiếp? Khương Phàm sao? Không phải hắn muốn tới thiên khải chiến trường độ kiếp sao? Thời gian đã định qua tháng 1 sang năm. Man Hoang Đế Tổ còn đang mong đợi ngày đó đến thiên khải dày vò một trận thật tốt đây. Nhưng cái ba động mãnh liệt này không giống như là từ thiên khải chiến trường truyền đến, càng giống như là. Man Hoang Đế Tổ rời khỏi cổ điện, nhìn phương hướng trung vực. Không sai, chính là thiên kiếp. Hắn đang độ kiếp tại trung vực. Man Hoang Đế Tổ chấn kinh, muốn độ kiếp nhất định phải đi đến Đăng Thiên Kiều. Đăng Thiên Kiều sẽ có 9 tầng lôi kiếp tiến hành rèn luyện sơ kỳ, tiếp tục tăng cường thực lực.
cuối cùng đi đến đỉnh cửu thiên, nghênh đón rèn luyện chân chính. Nếu như không có đăng thiên kiều 9 lần sâu thể, 9 lần tăng cường, đột nhiên trực tiếp đứng trước lôi kiếp chân chính, tuyệt đối là chắc chắn sẽ phải chết. Man hoang đế tổ lập tức lên đường, nhưng vừa mới rời khỏi man hoang cổ địa, đã bị nữ đế chờ đợi từ lâu cản đường. Bây giờ ngươi không thể tới. Thân ảnh nữ đế như thật như ảo, phiêu miểu khó lường. Hắn đang độ kiếp. Man hoang đế tổ hiện đã hoàn toàn khôi phục, thẳng tắp huyết sắc chiến khu khuấy động khí tức kinh khủng, mọi cử động giống như là có thể vỡ vụn thiên địa, diệt sát chúng sinh. Đã bắt đầu. Nữ đế đang nhìn qua phương hướng trung vực. Hắn chán sống sao, trực tiếp khiêu chiến thiên kiếp. Hắn có đăng thiên kiều. Đăng thiên kiều tại thiên khải. Phong thần đài. Phong, thần, đài. Sắc mặt man hoang đế tổ đột nhiên âm trầm xuống. Phong thần đài trăm vạn năm trước, vậy mà lại rơi xuống trên tay Khương Phàm. Đúng vậy, phong thần đài. Ngươi vẫn luôn biết, vì sao không nói cho ta. Giọng man hoang đế tổ trầm thấp, tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc. Đó là thứ hắn đã từng liều mạng đều muốn tranh thủ, cũng là thứ cuối cùng dẫn đến việc hắn bị trấn áp. Ngươi cứ nói xem. Đó là phong thần đài. Hắn dựa vào cái gì? Bằng việc đây là thời đại của hắn, không phải là của ngươi. Thời đại thuộc về cường giả, chính là thời đại của ta đây, ta là kẻ mạnh nhất. Thời đại, thuộc về người đi ở phía trước, mà ngươi, một mực trốn ở nơi âm u hẻo lánh. Ta cho ngươi ba phần tình mọn, là bởi vì trăm vạn năm phong cấm kia, đừng tưởng rằng ngươi có thể tùy ý khiêu khích ta. Man ma, hắn đã bắt đầu biến đổi, bắt đầu thời đại chân chính thuộc về hắn. Ngươi là dấu vinh quang đã từng có trong lòng mình, mục nát tại thời đại không thuộc về ngươi này, hay là buông xuống kiêu ngạo không ai bì nổi của ngươi, tại thời đại hoàn toàn mới này, rèn đúc vinh quang hoàn toàn mới. Nữ đế quay người, nhìn về phía man hoang đế tổ. Đây là thời điểm làm lựa chọn, đừng lại khiến cho ta thất vọng. Đỉnh cửu thiên có cường quang chói mắt. Lôi chiều bạo động, tuyệt thế khủng bố, không có bất kỳ dấu hiệu yếu bất gì, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Trình độ điên cuồng của Khương Phàm đã đến cực hạn, hắn cố nén đau nhức thảm liệt, hoành hành xuất kích trong lôi chiều mênh mông. Há miệng hút vào, hàng tỷ tia lôi quang như thiên hà lao nhanh, tràn vào chiến khu, xương cốt, nội tạng, huyết nhục các loại vẫn chưa hoàn toàn thành hình đều chiếu đến sáng rực. Trong chốc lát, đau đớn càng là có thể phá hủy ý chí của con người. Mỗi lần Khương Phàm đều sẽ co rút toàn thân, cứng lại ở đó không thể động đậy, nhưng kiểu gì cũng sẽ cưỡng ép chịu đựng cảm giác hôn mê. Dẫn dắt đến lôi chiều hoành hành trùng kích ở trong thân thể. Hắn muốn rèn luyện bất diệt thiên thể, hắn muốn rèn đúc tuyệt thế chiến khu. Cũng chính là hắn điên cuồng, bất diệt thiên thể chịu đựng lấy thiên trùy bách luyện, tiềm lực bắt đầu kéo dài kích phát, chu tước thủy tổ đồ đằng càng là giao hòa chiều sâu cùng bất diệt thiên thể, phát sinh thay đổi kỳ diệu khó có thể tin ngưng kết ra ấn ký của vĩnh sinh pháp tắc. Theo Khương Phàm rèn luyện, liệp thần thương trải qua rèn đúc kéo dài, nở rộ ánh sáng. Bộc phát ra khủng bố sát khí tuyệt luân giống như đế binh. Thiên kiếp rèn luyện, thuộc về thiên tố đế quân, cần quá trình kinh nghiệm khá dài. Bình thường mà nói, 3 ngày đã đủ. Nhưng Khương Phàm hoàn toàn biến lôi hải cửu thiên vô tận trở thành siêu cấp luyện binh chàng, điên cuồng rèn luyện mình, cũng rèn luyện liệp thần thương. Oanh, oanh, cửu thiên lôi động, vô biên vô hạn, Khương Phàm hoành hành ở trong đó, dương cánh bay lượn. Kéo dài tôi thể, kéo dài trưởng thành. Cũng đang ngưng tụ lấy hủy diệt pháp tắc, cùng bất diệt thiên thể vĩnh sinh pháp tắc độc thuộc về chu tước. Chiến khu hoàn toàn mới đang nhanh chóng thay đổi. Ngày thứ 3, liệp thần thương dẫn đầu hoàn thành rèn luyện, hóa thân thành siêu cấp đế binh, phía trên không còn cái gọi là vết máu, mà là đạo ngấn chân chính, là vết tích của pháp tắc giết chóc giết chóc. Những linh hồn thần ma bồi bạn trong thời gian vô tận kia đã sớm tan thành mây khói, mà bây giờ nó đã không còn cần bọn chúng. Liệp thần thương giống như có được ý thức thuộc về mình, nó ngao du trong lôi hải, đi theo bên cạnh Khương Phàm. Bắt đầu từ giờ khắc này, liệp thần thương cùng Bạch Hổ Đế Quân, trung trưởng pháp tắc giết chóc. Bạch Hổ Đế Quân ở phía xa thiên khải hẳn là có thể có chỗ phát giác, nhưng rất đáng tiếc, hắn đang trấn áp tinh linh đế quân, đang phóng thích sát lục cuồng chiều, phần phản ứng vi diệu này đã bị hắn tự động không để ý đến. Ngày thứ 4, ngày thứ 5. Toàn bộ lôi hải tại đỉnh cửu thiên đều bị Khương Phàm triệt để nuốt luyện. Từ xưa đến nay, các đế quân đều là nhanh chóng rời khỏi sau khi hoàn thành rèn luyện, nhưng Khương Phàm bằng vào tổ hợp phi phàm từ bất diệt thiên thể cùng chu tước thủy tổ, quả thực là đã hút khô lôi hải. Hắn rơi xuống đỉnh phong thần đài,
tái tạo cơ thể, đôm đốc rung động, trở về hình người, toàn thân tinh khí như biển, trong vắt không tì vết, sáng chói óng ánh. Thành công! Tâm nguyện kiếp trước chưa hết, kiếp này cao điệu hoàn thành. Thành công! Chương 3053 Phần Thiên Đế Quân 2. Từ chủ nhân Thương Huyền trên danh nghĩa, trở thành chủ nhân Thương Huyền thật sự. Khương Phàm đã thành công. Không chỉ có mang ý nghĩa đột phá chính mình, càng mang ý nghĩa thời đại này nghênh đón đế tộc thứ 9 Chu Tước đế tộc. Bên ngoài mấy vạn dặm, theo Khương Phàm triệt để biến đổi, Kiều Vô Hối, Khương Diễm, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, cùng Kiều Hinh, Kiều Vi Nhi, Kiều Thiên Mạch, thậm chí là Khổng Tước, bằng điều các loại phân tán tại các vị trí khác biệt, toàn thân đều đột nhiên phát sáng, huyết mạch sao động, giống như bị hỏa diễm mãnh liệt đột nhiên nhóm lửa. Bọn hắn hóa thân thành Phượng Hoàng, Thiên Kiêu, Khổng Tước các loại, sôi trào lên nhiệt huyết, tiếng gáy to vang vọng giữa trời cao, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, liệt diễm phần thiên. Bọn người Khương Diễm, Khương Quỳ đều hứng chịu tới huyết mạch trùng kích mạnh mẽ, cảnh giới thực lực các loại đều tấn mãnh tăng vọt. Kiều Vô Hối đã đến cực hạn của huyết mạch thần hoàng vậy mà cũng bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt, hàng rào không thể phá vỡ, không thể vượt qua cứ như là xuất hiện dung chuyển yếu ớt. Cái này dĩ nhiên không phải thần hoàng huyết mạch muốn thăng hoa, mà là bất diệt đồ đằng khích lệ thần bí. Khương Thương đều không bị khống chế mà, sôi trào nhiệt huyết, chiến khu hư vô kịch liệt nhúc nhích, hóa thân thành linh hoàng nguyên thủy, dương cánh bay lên trời. Bộ phận thực thể cuối cùng kia tại giờ khắc này đã hư hóa toàn diện. Trước cảnh giới siêu thần, hắn trưởng thành chủ yếu là thông qua huyết mạch tinh linh cùng huyết mạch thần hoàng cùng nhau kích phát, sau cảnh giới siêu thần, hắn đều đặt toàn bộ tinh lực ở trên huyết mạch tinh linh, dù sao không gian thần hoàng trưởng thành cũng chỉ đến đó. Không nghĩ tới, huyết mạch thần hoàng lại tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, mãnh liệt đẩy hắn một tay như thế. Thành công! Khương Phàm thành công! Hồng Hoang Thiên Long, Dương Biển, Ngô Chính Nguyên ở các phương vị khác nhau kích động gieo hò. Mặc dù còn không có nhìn thấy Khương Phàm, nhưng đám Phượng Hoàng tập thể biến đổi, rõ ràng đã tỏ rõ hết tất cả. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lôi kiếp đã kết thúc, tranh thủ thời gian giật bình chướng hư không ra, nghênh đón đế quân của Thương Huyền Đại Lục chúng ta. Hồng Hoang Thiên Long vỗ cánh chỉ trời, bay lên gào thét, kích động, nóng nảy, nó hận không thể thấy Khương Phàm biến đổi, nhìn thấy Khương Phàm xưng đế ngay bát giờ. Làm bạn với Khương Phàm nhiều năm như vậy, nó quá rõ ràng ý nghĩa tại giờ khắc này. Thật sự, không dễ dàng. Bình chướng không gian còn cần giữ vững, để tránh các đế quân tra được khí tức tân đế. Nhưng không cần thiết lưu lại nhiều người như vậy. Pháp trận có thể tự hành vận chuyển. Đông Hoàng Như Ảnh ở Bắc Bộ cử động trước nhất, mang theo cường giả xung quanh chạy tới Phong Thần Đài. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại và mọi người ở những vị trí khác, cũng đều nhanh chóng hành động. Bọn hắn phấn chấn, kích động, thậm chí là hoan hô. Đế quân A, đế quân Thương Huyền. Mặc dù tin tưởng Khương Phàm có thể thành công, nhưng thật sự đến giờ phút này, vẫn đều kìm nén không được loại kích động giống như để toàn thân khô nóng kia. Khương Phàm đứng tại đỉnh Phong Thần, mở ra hai tay nhìn chân thân trở lại hình thái. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Giống như một lần nữa hiểu được thực lực, định nghĩa lực lượng hoàn toàn mới. Bây giờ hắn đã không phải tăng cường hãn gấp bội, mà là thăng hoa cực hạn, siêu thoát cực hạn. Trong lúc phất tay, đều có thể sụp đổ đất trời, chôn vùi chúng sinh, càng có thể rời khỏi với thế gian, trở về với hệ thống thế giới. Trách không được lúc trước vây bắt Bắc Thái Đế Quân. Bốn vị siêu thần điên cuồng phóng thích cũng chỉ là quấy nhiễu, hơn 10 vị thần linh liên hợp bạo kích cũng chỉ là mang đến tổn thương. Trách không được những đế quân kia đều là cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy tất cả. Bởi vì, đế cảnh vấn đề thật sự là cường hãn vượt quá tưởng tượng. Khương Phàm dòm ngó bên trong chiến khu, lục phủ ngũ tạng, hài cốt, đều tỏa ra cường quang sáng chói, huyết dịch càng là như vạn thiên giang hà đang ù ù lao nhanh, bành trướng mà sao động. Gánh chịu lấy sinh cơ không có tận cùng, giống như hàng vạn con sông đổ về biển cả, tràn vào trái tim. Trái tim đã không có cấu tạo nội bộ khí quan, mà là biến thành huyết hải chân chính. Huyết chiều ngập trời, sóng lớn cuồn cuộn. Sinh cơ mênh mông. Sâu trong huyết hải cuộn trào có 9 vị kim nhân đang ngồi xếp bằng. Giống như là tuyệt thế thần binh thiên trùy bách luyện, tỏa ra ánh vàng rạng rỡ. Bọn chúng là bản thân hoàn toàn mới. Đang không ngừng liên tục hấp thu năng lượng sinh mệnh trong huyết hải. Các đế quân, ta đã không đợi kịp nữa rồi. Các ngươi thì sao? Khương Phàm nhìn lên bầu trời,
trong đôi mắt thâm thúy như là có được tràng cảnh máu tung bay giữa đất trời, thần ma té chết, hủy diệt. Chiến khu thẳng tắp, cường quang bắn tung tóe, đó là ấn ký hủy diệt cùng vĩnh sinh pháp tắc đang cộng minh cùng hệ thống thế giới. Từ hôm nay trở đi, hắn là chúa tể hủy diệt, càng là vĩnh sinh bất diệt. Liệp thần thương tranh minh kịch liệt, sát lục cuồng chiều trong nháy mắt đã sôi trào đến mấy trăm dặm, ba động khủng bố dẫn dắt hệ thống thế giới, mang theo pháp tắc giết chóc như lôi đình. Bữa cơm đầu tiên, nhất định sẽ khiến ngươi ăn no. Khương Phàm cười khẽ, đưa tay dẫn dắt liệp thần thương dung nhập đế khu, chìm xuống đến khí hải tràn ngập năng lượng hủy diệt. Ong ong ong, không gian nổi lên gợn sóng, đông hoàng như ảnh, đông hoàng càn, đông hoàng toại, phân biệt mang theo thần ma ở khu vực riêng phần mình đi tới đỉnh phong thần. Cho dù là đã có chuẩn bị, nhưng sau khi nhìn thấy ngưng tụ ra thực thể Khương Phàm, vẫn mặt lộ cuồng hỉ. Mà toàn thân Khương Phàm khuấy động ba động hủy diệt, mang đến cho xung quanh áp bách cực hạn, cũng mang đến cho linh hồn của bọn hắn sự kiềm chế tuyệt vọng. Lại là kích động, lại là sợ hãi, bọn hắn thật sự nói không ra lời. Tất cả những tiếng reo hò cùng chúc phúc, đều cưỡng bức đặt ở yết hầu, mãi vẫn không ra. Khương Phàm tụ tập năng lượng, cắt đứt liên hệ cùng thế giới, dần dần tản ra đế uy kinh khủng, từ từ, hắn trở nên giống như người bình thường. Trừ toàn thân lộ ra khí chất phi phàm thì người ngoài cũng không nhìn ra bất cứ cảnh giới nào. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là con mồi. Thế gian rộng lớn này, hay Cửu Châu Thập Tam Hải, đều chính là khu vực săn bắn của chúng ta. Khương Phàm giãn mặt ra mỉm cười, thanh âm không nhẹ không nặng, lại giống như là tuyên ngôn bá đạo nhất, lập tức đốt lên kích tình trong đám người. A a a! Hồng Hoang Thiên Long và đám người lên tiếng gào thét. Phát tiết sự kích động cùng cuồng liệt đầy ngập ở trong người. Chương 3054 hư hóa toàn diện. Thiên hậu đi đến đỉnh phong thần, ôm lấy Khương Phàm thật chặt. Hai đời giãy giụa, hai đời phấn đấu, khát vọng đế cảnh vô hạn, rốt cuộc cũng đã đi tới. Dù là thiên hậu trầm ổn tỉnh táo, nhưng giờ phút này nàng cũng đều khó đè tự tình xuống. Nếu như không phải thân thể đã hư hóa phần lớn, nói không chừng bây giờ nàng cũng là đang rơi lệ. Rốt cuộc Thương Huyền cũng có đế quân. Đứt gãy 30.000 năm, thật không dễ dàng. Chúng ta nhắc lên chiến tranh hai đời, để lại cho trăm vạn dặm Thương Huyền đại lục vết thương vô tận, rốt cuộc bây giờ cũng đã có thể cho dân chúng một cái công đạo. Tần Vị Ương và cả đám người cuồn cuộn cảm xúc, có một số đều nhanh ẩm ướt cả đôi mắt. Bọn hắn đều là một đường đi đến bây giờ, đã trải qua quá nhiều đau khổ, cũng chịu đựng quá nhiều khẩn trương, rốt cuộc cũng tại thời khắc này, bọn hắn đã có thể thẳng tắp lồng ngực. Chúng sinh Thương Huyền, chúng ta không thẹn với kỳ vọng của các ngươi. Thương Huyền đại lục, rốt cuộc chúng ta cũng có thể bảo vệ sự kiêu ngạo của ngươi. Tiếp theo chính là chúng ta. Hồng Hoang Thiên Long hào tình vạn trượng, đối với khát vọng đi đến Đăng Thiên Kiều tại thời khắc này đã vượt trên khẩn trương và e ngại trước đó. Các đế quân đã chờ tại Thiên Khải chiến trường, chúng ta không thể để cho người ta sốt ruột chờ đợi nữa, lúc nào xuất phát. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng không thể chờ đợi thêm được nữa. Có Khương Phàm áp trận, lại có tinh linh đế quân phối hợp, rốt cuộc bọn hắn cũng đã có lực đánh một trận. Khương Phàm chú ý tới cảnh giới của Kiều Hinh đã đột phá đến Thánh Hoàng, lập tức nghĩ đến việc hắn xưng đế đã kích thích huyết mạch đối với Phượng Hoàng. Khương Thương, còn kém bao nhiêu? Khương Thương mở hai tay, biểu hiện ra nói. Hẳn là đã hư hóa toàn bộ. Toàn bộ. Thiên Nghi Nữ Hoàng ngạc nhiên nhìn hắn, không phải còn kém bộ phận cuối cùng sao? Bọn người thiên hậu đều nhìn về phía Khương Thương. Trước đó đều ôm lấy hy vọng đối với Khương Thương, đang mong đợi có thể tại Đăng Lâm Thiên Khải có được hai vị đế quân, nhưng cho đến mấy ngày xuất quan trước, Khương Thương vẫn kém một chút xíu. Bởi vì càng là về sau, hư hóa càng là gian nan, bọn hắn đều tạm thời từ bỏ. Huyết mạch thần hoàng của ngươi đã đến cực hạn, Chu Tước xưng đế còn có thể mang cho ngươi kích thích. Kiều Hinh kích động hỏi, nếu Khương Thương có thể... Hẳn là hài tử Kiều Vô Hối của nàng cũng có thể. Mặc dù đối với việc Kiều Vô Hối có thể tới thần linh đỉnh phong đã khiến nàng rất thỏa mãn, nhưng vẫn đang mong đợi có thể lại có trưởng thành mới, dù là chỉ là một chút. Nghĩ gì thế, trong lúc bất chợt ai cũng có thể xưng đế. Khương Thương rất không khách khí đáp lễ nữ tử đang có ý nghĩ hão huyền ở bên cạnh. Khương Thương, Thiên Nghi quát tháo, lòng người thật không đủ, Phượng Hoàng tộc đều ra năm vị thần linh còn không vừa lòng. Vậy mà lại còn vọng tưởng Phượng Hoàng xưng đế. Xưng đế cũng không phải là Phượng Hoàng, đó là Chu Tước. Giữa thế gian còn có thể có hai Chu Tước.
Khương Thương cười nhạo hai câu, nhưng không đợi Thiên Nghi lại khiển trách, liền giải thích nói. Đúng là huyết mạch Phượng Hoàng mang đến khích lệ, nhưng không phải huyết mạch trưởng thành, mà là hai huyết mạch Phượng Hoàng và Nguyên Thủy dung hợp càng sâu hơn. Huyết mạch Nguyên Thủy ảo diệu ở chỗ pháp lệnh tự nhiên, huyết mạch Linh Hoàng Niết Bàn là dung nhập tự nhiên, hai loại huyết mạch giao hòa, để ta khống chế tự nhiên cao hơn các tinh linh khác. Bây giờ huyết mạch Linh Hoàng nhận kích phát mãnh liệt, mặc dù không thể phát sinh kỳ tích nghịch biến, nhưng vẫn mang đến trưởng thành mới. Kiều Vô Hối khẽ nhíu mày, đi đến trước mặt Kiều Hinh. Ta giống như đã chạm đến một loại hàng rào nào đó. Cái gì? Đám người đồng loạt nhìn về phía Kiều Vô Hối. Hàng rào? Có ý gì? Đây là dấu hiệu muốn hư hóa. Phượng Hoàng còn có thể hư hóa. Cái này sao có thể? Từ xưa đến nay mặc dù Chu Tước vào tới đế cảnh không nhiều, cũng là có 3 năm kẻ, nhưng chưa từng nghe nói Chu Tước xưng đế lại có thể kích thích đến một vị Phượng Hoàng nào đó hư hóa. Mặc dù hư hóa chưa hẳn đã mang ý nghĩa xưng đế cuối cùng, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Kiều Vô Hối không phải người khoe khoang, cũng không phải người có tính cách trương dương, nhưng hắn chịu không được tên lớn lối này nhục nhã mẫu thân hắn trước mặt mọi người. Hẳn là có liên quan cùng huyết mạch thần hoàng khích lệ, nhưng cũng không phải biến đổi, mà là dung hợp cùng bất diệt đồ đằng trầm trọng hơn. Bọn người Khương Diễm vừa mừng vừa sợ, mặc dù không phải rất rõ ràng cụ thể tình huống, nhưng nói bóng gió hiển nhiên là Kiều Vô Hối đã nhận ra cái gì đó. Người muốn bắt đầu hư hóa rồi. Khương Thương vòng quanh Kiều Vô Hối, đầu ngón tay dùng sức đâm cái ót hắn một cái. Làm sao? Khương Thương, không được vô lễ. Thiên Nghi nữ hoàng tranh thủ thời gian quát tháo. Ta làm ca ca, giáo huấn đệ đệ, không nên sao? Khương Thương cười nhạo. Bọn người Khương Quỳ cau chặt lông mày, nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ. Linh văn trên trán Khương Qua cũng bắt đầu khôi phục, rét căm căm tập trung vào Khương Thương. Kiều Vô Hối hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Chỉ là cảm giác giống như chạm đến một loại hàng rào nào đó, sau này ta sẽ cố gắng. Con đã làm rất tốt, không cần cưỡng cầu. Kiều Hinh nắm chặt tay Kiều Vô Hối, nhẹ giọng an ủi hắn. Man Hoàng Đế Tổ tới rồi sao? Khương Phàm hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Không có phát hiện. Hẳn là bị ngăn cản. Các ngươi tản ra một lần nữa, tổ kiến pháp trận không gian, tiếp tục giam cầm vùng không gian này cho ta. Khương Thương, cho ngươi thời gian 5 ngày chuẩn bị, đăng thiên kiều, nghênh đón thiên kiếp. Cái gì? Đám người kinh hô, đăng thiên kiều. Bây giờ, vừa mới hư hóa đã đi lên đăng thiên kiều. Khương Thương đều quay người tiếp cận Khương Phàm. 5 ngày. Khương Phàm ngữ khí nghiêm túc. Ngươi muốn mấy ngày, cho ngươi 5 năm, ta đã xưng đế. Các đế quân lúc nào cũng có thể phát hiện, chúng ta nhất định phải chinh chiến thiên khải trong thời gian gần đây. Muốn khống chế cục diện, khiến cho Hắc Ma cùng Long tộc làm ra lựa chọn, tốt nhất là có 2 vị đế quân. Hắn vừa mới hư hóa, chàng là muốn hại chết hắn sao? Thiên Nghi nữ hoàng đứng trước mặt Khương Thương, rằng co với Khương Phàm. Chương 3055 lại khải đăng thiên kiều. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Khương Thương không chỉ là vừa mới hoàn thành hư hóa toàn diện, mà còn là hoàn thành ngoài ý muốn. Mặc dù hắn vừa mới hoàn thành hư hóa, nhưng trước đó đều đã chuẩn bị ngàn năm. Khương Phàm không để ý đến Thiên Nghi, lại nhìn gần Khương Thương. 5 ngày, đủ không? Đủ. Khương Thương đẩy Thiên Nghi ra, có chút ngẩng đầu, đối đầu với Khương Phàm. 5 ngày, ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi. Bây giờ, sớm cảm nhận chút thực lực đế quân. Khương Phàm biến mất trong nháy mắt. Lập tức xuất hiện ở trước mặt Khương Thương, không chờ hắn kịp phản ứng, đưa tay đã cuồn cuộn đế uy, long trời lở đất, không gian vỡ nát, một loại lực lượng hủy diệt để toàn trường hồi hộp đến tuyệt vọng, như ác long xuất huyên đối diện đánh bay Khương Thương. Lui! Khương Phàm thét lên ra lệnh toàn trường, đuổi giết Khương Thương. Ngọa tào ngươi đại! Khương Thương cuồng nộ, nhưng thanh âm còn không có phát ra, Khương Phàm đã từ trên trời giáng xuống, giống như là mấy triệu sơn hà chấn áp. Khủng bố tới mức khiến mặt đất đều gào thét. Khương Thương run rẩy, máu tươi phun tung tóe, quỳ trên mặt đất. 5 ngày, từ từ mà cảm nhận. Khương Phàm đạp ở trên đỉnh đầu hư vô của Khương Thương, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xung quanh Khương Thương đều sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu mấy vạn mét. Khương Thương nằm nhoài nơi đó, không chỉ có hoàn toàn không thể động đậy, ngay cả chiến khu hư hóa đều bò đầy vết nứt. Đám người kinh ngạc, trực nhìn trấn áp phía xa. Làm cái gì vậy? Khương Phàm. Thiên Nghi nữ hoàng vừa muốn la lên,
Đông Hoàng Như Ảnh đã phất tay giam cầm không gian, cùng Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại mang tất cả mọi người đi. Ở giữa hoang dã bừa bộn, chỉ còn lại có Khương Phàm và Khương Thương. Một trận, phụ tử tử hiếu, ấm áp, chính thức khai mạc. Sau 5 ngày, mây đen che trời, lần nữa bao phủ cả bầu trời, áp bách tuyệt vọng bao phủ mấy vạn dặm sông núi. Phong Thần Đài hóa thành 99 tầng đăng thiên kiều, chỉ đỉnh cửu thiên phía xa. Đây là lần kiểm tra sinh tử đầu tiên của ngươi khi rời khỏi tinh linh tộc. Ngươi sẽ chân chính trực diện với sinh tử. Không cần chờ mong may mắn, toàn lực ứng phó cho ta. Không ai có thể giúp ngươi, lôi kiếp càng sẽ không thương hại ngươi. Nếu như ngươi không tự mình tranh thủ, lúc nào cũng có thể chết ở phía trên. Giọng Khương Phàm uy nghiêm vang vọng đất trời, đè ép lôi minh đầy trời. Không cần ngươi đến ồn ào, vì một ngày này, ta đã chuẩn bị dòng dã ngàn năm. Khương Thương gào thét táo bạo, mãnh liệt lắc lư hai cánh hư vô, nhìn lên lôi vân màu tím ô ô áp áp. Không, ngươi là ngủ ngàn năm, chuẩn bị chỉ có một năm. Nhớ kỹ, hướng chết mà sinh, không được e ngại, không được lui lại, dũng cảm tiến tới, một hơi vào tới 99 tầng. Khương Phàm cau mày, vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù thực lực đứa nhỏ này không tệ, nhưng tính tình thật sự quá tệ. Ở phía dưới nhìn kỹ cho ta, nhìn Khương Thương ta xưng đế như thế nào. Khương Thương hét lớn, ngạo nghễ đạp vào đăng thiên kiều. Ầm ầm, lôi hải nổ tung, lôi bộc vạn trượng chút xuống, cả mảnh không gian này cũng vì đó run rẩy, phế tích chịu đủ trà đạp lại lần nữa gào thét. Chiến khu hư vô của Khương Thương bạo phát cường quang quỷ bí, khuấy động trời xanh, oanh kích lôi chiều, để lôi điện tràn ngập đất trời cưỡng ép thay đổi tuyến đường, phạm vi lớn đánh về phía Khương Phàm nơi này. Tinh linh đạo pháp, pháp lệnh tự nhiên. Tập trung tinh lực cho ta, người coi đây là trò chơi sao? Khương Phàm khoát tay lật tung lôi chiều, giận dữ mắng mỏ Khương Thương. Dẫn lôi chiều sâu thể, đây là kiếp nạn, càng là cơ hội tôi thể. Khương Thương hừ một tiếng, nhanh chân bước từng bước lên trời, dẫn lôi kiếp kinh khủng sâu thể rèn luyện. Trọng điểm rèn luyện hai cánh, ta đã nhắc nhở qua ngươi, đây không phải là bài trí. Phát huy bí thuật pháp lệnh tự nhiên của ngươi, để hai cánh được rèn luyện đến mức có thể pháp lệnh bầu trời. Khương Phàm không ngừng hô to, cao giọng nhắc nhở. Khương Thương đón lấy lôi chiều tiếp tục lên trời, uy áp càng ngày càng mạnh, bạo kích càng ngày càng kinh khủng, để hắn từ phách lối thành dần dần thận trọng, không còn dám có chủ quan, toàn tâm toàn ý nghênh kích lấy lôi kiếp. Ầm ầm, ánh tím mờ mịt mênh mang giữa đất trời, những tiếng vang đinh tai nhức óc, lôi chiều loạn kích, khắp nơi đều là điện mang, như là một vùng biển mênh mông. Đôi mắt Khương Phàm hừng hực, nhìn xuyên lôi vân, chú ý Khương Thương đang gian nan lên trời. Lúc này, một bóng người ở phương xa chạy nhanh đến, lôi chiều bao phủ khắp đất trời, không ngừng đánh vào trên người nàng, máu tươi vẩy ra, chật vật không chịu nổi, vài nàng lần đều đâm vào mặt đất, nhưng mỗi lần đều gian nan chống lên, bước lên đến nơi này. Ai bảo ngươi tới đây, sống đủ rồi sao? Khương Phàm nhanh chóng đi qua, vén lui lôi bộc khủng bố từ trên trời giáng xuống, mang Thiên Nghi lên. Hắn thế nào? Thiên Nghi trông vô cùng thê thảm, đâu còn có nửa điểm phong thái bình thường, nhưng nàng không lo được dáng vẻ, lo lắng nhìn qua trung tâm lôi kiếp. Vừa mới tiến tầng thứ hai, phía trên còn có 7 tầng, đỉnh chóp mới là kiếp nạn thật sự. Khương Phàm biết nàng lo lắng cho Khương Thương nên hắn không lo được của trách, mang lên cùng một chỗ quay về gần đăng thiên kiều. Ta không thấy nhìn, hắn ở đâu? Ở đâu? Thiên Nghi cố gắng nhìn quanh, nhưng lôi vân đè ép đất trời, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là lôi quang khủng bố, tràng diện thật lớn như là đại dương lật úp ở trước mặt nàng. Không cần lo lắng, lúc này mới chỉ là bắt đầu, nếu như ngay cả 9 tầng này đều độ không qua, có lỗi với một thân truyền thừa kia của hắn. Khương Phàm trấn an, cũng thời khắc chú ý đến tình huống của Khương Thương. So với Khương Phàm trước đó dũng mãnh cường thế, Khương Thương rõ ràng còn kém chút, tại thời điểm đi đến tầng thứ 7, bị một mảnh lôi chiều kinh khủng bao phủ, tiếng kêu thảm liền rơi xuống, thẳng đến chỗ lôi vân mới tầng thứ 5 miễn cưỡng dừng lại. Là tiếng Khương Thương kêu, hắn thế nào? Thiên Nghi mẫn cảm đã nhận ra cái gì? Hiển nhiên là mẫu tử đồng lòng. Khương Phàm vô ý thức muốn trấn an nàng, lại lý trí dừng lại, nghiêm túc nói. Hắn đều nhanh đến đỉnh cửu thiên, ngươi còn có thể nghe được thanh âm của hắn. Chớ suy nghĩ lung tung, an tĩnh chờ lấy. Chương 3056 Đế Quân thứ 21. A! À, Khương Thương gầm thét trong lôi vân tại tầng thứ 5, mãnh liệt đong đưa thân thể,
ngạo nghễ bước về phía trước, tiếp tục bước lên. Hắn xác thực không có sự cường đại biến thái như Khương Phàm, nhưng cũng là cơ thể có đế mạch và thần mạch tập hợp, mà còn là dung hợp hoàn mỹ, cho nên tuyệt đối không kém. Mà, trong lòng hắn còn kế thừa một ít mặt âm u của Khương Phàm kiếp trước, có tà ác, cố chấp, cực đoan, nhưng cũng có điên cuồng và kiên trì, cùng ý chí vĩnh viễn không thỏa hiệp. Khương Thương điên cuồng bước lên, thời điểm đến tầng thứ 8 hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng trong đầu hắn quanh quẩn lên những lời kích thích của Khương Phàm ngày đó ở trong địa lao. Nhân sinh ngàn năm, hai chữ nhàm chán đủ để khái quát. Ngàn năm phong tỏa, chưa bao giờ thể nghiệm qua đau đớn, tuyệt vọng, cũng không biết cái gì gọi là kiên trì và phấn đấu. Trong mắt tất cả mọi người, hắn chỉ là một con rối được tạo ra, một hài tử được người khác nuôi nấng, hắn chưa bao giờ lớn lên. Hắn muốn chứng minh mình. Hắn nhất định phải ở chỗ này, chứng minh mình. Không để ý ánh mắt của người khác, chỉ vì hắn bị cầm tù ngàn năm, chỉ vì hắn còn có thể chân chính sống một lần. Vậy thì hãy để thời gian ngàn năm kia, để lồng giam dưới mặt đất kia, xem như là mẫu thai thai nghén, mà lôi kiếp khảo nghiệm giờ khắc này, thì là thời khắc hắn thật sự ra đời. Lão Tặc Thiên, đến đây, ngươi chỉ có chút năng lượng ấy sao? Đến đây, tiếp tục đến đây. Đừng để ta xem thường. Khương Thương đột nhiên bộc phát ra chiến ý vô tận, ngạnh kháng lôi chiều vô tận đột nhiên tăng vọt, dứt khoát bước lên tầng lôi vân thứ 8, bạo kích hai cánh, ngạnh kháng lôi kiếp đệ cửu trọng. Rốt cuộc, Khương Thương đã đứng được ở đỉnh phong thần, trực diện với lôi kiếp tôi thể chân chính. Bầu trời rối loạn, lôi chiều bạo động, giống như là phiến lôi hải kinh khủng, lao nhanh tại đỉnh cửu thiên, lôi uy so với trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Để Khương Thương vừa mới đột phá 9 tầng lôi vân không kịp kiêu ngạo, đã phải kéo căng chiến khu, sẵn sàng trận địa. Lôi kiếp không có cho hắn bất luận cái gì để hòa hoãn, vừa khóa chặt hắn trong chốc lát đã lập tức giáng lâm. Nhưng, so với lôi kiếp hủy diệt mà Khương Phàm gặp phải lúc ấy lại hoàn toàn khác biệt, thời khắc này trong lôi kiếp là tràn ngập các loại thiên uy ngũ hành như kim mộc thủy hỏa thổ. Không phải hỏa diễm chân chính cùng cây rừng, mà là lực lượng tự nhiên nguyên thủy. Lấy phương thức thần bí dung nhập vào trong lôi kiếp, tăng thêm mấy phần to lớn, mấy phần bàng bạc, cùng mấy phần áp bách. Ầm ầm, uy lực lôi kiếp tràn ngập tự nhiên ầm vang rơi xuống, như vạn long lao nhanh, giống như đao kiếm cuốn tới, nương theo tiếng oanh minh chấn động trời đất vô tình che mất Khương Thương. Mặc dù không phải các loại năng lượng thủy hỏa thổ thật sự, nhưng vẫn tạo thành cảnh tượng tương tự, kim nứt hư không, ảnh rừng che trời, địa mạch đằng bên trên, nước dìm bầu trời. Lửa hành trong đó, cảnh tượng dọa người như là đang khai thiên tích địa. Lôi quang hủy diệt, kiếp động cửu thiên. Lôi kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng kinh khủng, kim mộc thủy hỏa thổ luân chuyển, như là khai phách thế giới, lôi kiếp diễn biến thế giới, một mảnh tiếp lấy một mảnh đánh rớt. Khương Thương quỳ gối tại đỉnh phong thần, chiến khu hư vô cơ hồ muốn băng diệt. Cảnh tượng kinh khủng càng là khảo nghiệm ý chí nghiêm trọng, để hắn trong lúc hỗn loạn đã sụp đổ. Trước đó vừa mới bộc phát tiềm lực, trước đó cố gắng lại phách lối, nhưng tại trước mặt lôi kiếp vô tình này đã tan rã. Khương Thương bị ép tới gục ở chỗ này, bị vô số lôi kiếp nhắm đánh, cơ hồ muốn thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất. Tử vong, như vực sâu che mất hắn. Tử vong, đột nhiên gần ngay trước mắt. Trong đau đớn thảm liệt mà vô tận, hắn như là dần dần mất đi chi giác, chìm vào trong hắc ám vô tận. Tôi thể. Một tiếng hét lớn vang vọng đỉnh cửu thiên. Để Khương Thương cơ hồ muốn trầm luân bỗng nhiên bừng tỉnh. Là hắn. Khương Thương chống đỡ lôi kiếp ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là hàng vạn tia lôi kiếp, đều là thế giới sụp đổ, nhưng trong mơ hồ, vẫn có thể nhìn thấy một thân ảnh thẳng tắp uy nghiêm đứng ngạo nghễ ở sâu trong lôi hải, ở bên cạnh hắn, giống như còn có một thân ảnh đang lo lắng đứng đấy. Mẫu thân. Khương Thương bỗng nhiên lắc đầu, bộc phát tiềm lực, huyết mạch sôi trào, hét lên một tiếng, lại phóng lên tận trời. Lấy uy lực pháp lệnh, dẫn lôi kiếp sâu thể. Khương Thương kêu lên đầy lương thảm thiết, trong chốc lát lôi kiếp tràn vào lại tràn ngập uy lực tự nhiên, như là nuốt vào một thế giới, thân thể bành trướng mãnh liệt, muốn vỡ vụn. Ngươi muốn dừng bước ở nơi này sao? Nhân sinh của ngươi còn chưa bắt đầu, đã kết thúc ngay ở chỗ này rồi à? Chống đỡ cho ta, chống đỡ. Khương Phàm vẫn uy nghiêm hét lớn, thái độ cực nghiêm khắc. Khương Thương như mãnh thú. Liên tục hét lớn, thổ nạp lôi kiếp giống như điên, rèn luyện thân thể. Bắt đầu từ mạch máu, kéo dài đến trái tim, tạo nên huyết hải, diễn biến hải cốt, trước thành hình, lại tăng cường. Không cần liều lĩnh,
không cần kháng cự, nghe ta chỉ dẫn. Khương Phàm đứng ở sâu trong lôi kiếp, mật thiết chú ý thân thể Khương Thương thay đổi. Thiên Nghi gian nan ôm lấy Khương Phàm, lôi uy tràn ngập đất trời cơ hồ để nàng sụp đổ, nhưng vẫn quật cường thủ ở chỗ này, cầu nguyện cho hài tử của nàng biến đổi. Một ngày, hai ngày, lôi kiếp cái thế, tự nhiên cuồn cuộn. Khương Thương xếp bằng ở đỉnh phong thần, bao phủ trong hải dương lôi kiếp. Trong lôi hải bạo động tràn ngập năng lượng tự nhiên, cùng bắn ra cảnh tượng thần bí, để hắn như là đưa thân vào thời khắc khai thiên. Vạn vật sơ khai, hỗn độn chưa tán, tràn ngập hủy diệt cùng tân sinh. Khương Thương đau khổ kiên trì, đau đớn thảm liệt, hủy diệt kéo dài, đều để ý chí của hắn gặp phải khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Cơ thể hắn đang hình thành mạch máu, hài cốt, như là cũng sẽ nổ nát vụn bất cứ lúc nào. Từ bỏ đi, không có gì lớn lao cả. Từ bỏ đi, từ bỏ sẽ hết đau. Từ bỏ đi, sớm muộn cũng đều sẽ chết. Những suy nghĩ tương tự đã hiện lên vô số lần, trêu chọc ý chí đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ trong hắn. Mặc dù trong hơn một năm nay Khương Thương đã trải qua thí luyện vô cùng tàn khốc, ý chí đã vô cùng cứng cỏi, nhưng những trận thí luyện kia so với lôi kiếp thời khắc này vẫn kém quá xa. Chương 3057 Đế quân thứ 22. Quá đau đớn. Thật sự là quá đau đớn. Thời gian cứ như là đang dừng lại, đau đớn cứ như là vô biên vô hạn. Có một lần Khương Thương thật sự muốn từ bỏ, mặc cho lôi kiếp xé nát thân thể đang thành hình. Nhưng, sự điên cuồng chảy xuôi trong huyết mạch, cùng khát vọng muốn chứng minh mình, luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất vang vọng trong ý thức, kéo hắn trở về từ bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Trọn vẹn trong hai ngày, Khương Thương cơ hồ bao giờ cũng không rời rạc khỏi biên giới sống và chết. Trong ngàn vạn lần sụp đổ nếu có một lần không có chống đỡ được, thật sự là có khả năng tan thành mây khói. Thiên Nghi cơ hồ đã tê liệt mà ngã xuống trong ngực Khương Phàm. Lôi kiếp, hiển nhiên không chỉ là liên quan tới thiên phú và khảo nghiệm thực lực. Rốt cuộc, ngày thứ ba, Khương Thương gian nan ngưng tụ ra hài cốt hoàn chỉnh, sức chống cự đã tăng cường hơn rất nhiều. Ý vị này hắn đã thành công vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Khương Thương vẫn đau đến không muốn sống, nhưng ít ra có thể chống cự được. Được Khương Phàm nhắc nhở giống như quát tháo, hắn đã bắt đầu chủ động hấp dẫn lôi kiếp, nhắm vào rèn luyện thân thể. Thiên Nghi nhìn Khương Thương dần dần khôi phục bộ dáng, nàng càng là vui đến phát khóc. Mặc dù rất kích động, nhưng kích động là hài tử của nàng còn sống, mà không phải là muốn xưng đế. Hài tử này không phải nàng thân sinh, nhưng vẫn luôn là nàng chiếu cố ròng rã ngàn năm. Không phải thân sinh, nhưng hơn hẳn thân sinh. Không có người nào có thể hiểu được phần tình cảm mẫu tử nồng đậm này. Khương Phàm ngóng nhìn lôi chiều, quan sát Khương Thương, chú ý tới trong lôi chiều chói mắt từ từ xuất hiện từng sợi quang ảnh thần bí, theo lôi kiếp bạo kích ở lại trong máu thịt, khác ở phía trên hài cốt, dung nhập vào bên trong linh hồn của hắn. Đó là pháp tắc tự nhiên của hệ thống thế giới. Khương Phàm không có kích động, đây là trong dự kiến. Mặc dù trên miệng là hắn đang kích thích Khương Thương, nhưng dài đến ngàn năm lắng đọng, để hắn từ trong nhàm chán như là lĩnh hội được ảo diệu tự nhiên, khống chế đối với tự nhiên đã như lô hỏa thuần thanh, nếu chống đỡ lôi kiếp, khống chế pháp tắc tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giờ phút này pháp tắc ba động mạnh mẽ, cũng bị pháp trận hư không cưỡng ép cách cục, mặc dù vẫn đưa tới cảm ứng cho một ít đế quân. Nhưng trong tiềm thức lại trở thành là tinh linh đế quân phản kháng cùng bảo vệ bản thân. Còn sẽ có nguy hiểm không? Thiên Nghi chú ý tới Khương Phàm lộ ra mấy phần dị dạng thì vội hỏi. Không có nguy hiểm. Khương Phàm ngóng nhìn Khương Thương chìm nổi trong lôi hải, chậm rãi lắc đầu. Vậy chàng đang khẩn trương cái gì? Ta là đang chờ đợi kỳ tích. Kỳ tích gì? Không phải hắn sắp thành công rồi sao? Chờ đợi hư không đại pháp tắc diễn sinh pháp tắc, thiên khung pháp tắc. Khương Phàm trong chờ mong Khương Thương không chỉ là pháp lệnh tự nhiên, càng là muốn pháp lệnh bầu trời, tốt nhất là có thể mang theo thiên khung đại đạo trong lôi kiếp. Lôi kiếp rèn luyện, không thể nghi ngờ là thời kỳ khống chế pháp tắc tốt nhất, mà trước mặt giữa chính tồn tại hư không đại pháp tắc, cùng tam đại diễn sinh pháp tắc là hư không, hư thiên, hư vô, càng là cung cấp cơ hội tuyệt diệu cho Khương Thương. Nếu như bây giờ Khương Thương không khống chế được thiên khung pháp tắc, tương lai càng không thể. Cho dù là đạt được thiên khung đồ đằng, cũng chỉ là khống chế uy lực bầu trời, so với khống chế thiên khung pháp tắc hoàn toàn không phải một khái niệm. Nếu như Khương Thương không khống chế được thiên khung pháp tắc, thành tựu cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ như tinh linh đế quân,
nhiều nhất chính là tinh linh đế quân, dã man nhanh nhẹn dũng mãnh. Mặc dù đã là rất mạnh mẽ, nhưng Khương Phàm vẫn đang mong đợi hắn có thể càng mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể thay hắn ngăn được man hoang đế tổ, mạnh đến mức có thể theo hắn nghênh chiến người giết trời. Khương Phàm vác hai tay ở sau lưng từ từ nắm chặt, đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, khát vọng thiên quyến ban ân. Nhưng, lôi kiếp táo bạo sau 3 ngày dần dần có tình thế yếu bớt, mang ý nghĩa rèn luyện sắp kết thúc, cũng mang ý nghĩa hy vọng đang biến mất. Khương Thương như là ý thức được cái gì đó, hắn đột nhiên mở hai mắt phiếm hồng ra, vỗ cánh bạo kích, không để ý chiến khu còn không có hoàn toàn thành hình, gầm thét giết vào lôi hải mênh mông. Hắn muốn làm gì? Thiên Nghi kinh hô. Tốt, xông cho ta, dẫn lôi kiếp tôi luyện hai cánh. Khương Phàm thì phấn chấn gào thét, đầy dẫy cuồng liệt. A, à, chiến khu của Khương Thương không có thành hàng, toàn thân nhìn đều là đầm đìa máu me, vô cùng thê thảm, nhưng hắn điên cuồng bạo tẩu, mạnh mẽ đâm tới trong biển sét mênh mang, chủ động thôn nạp lôi kiếp, chủ động rèn luyện hai cánh. Như thiên tước bác không, như hung cầm khiếu hải, cực hạn dã man, điên cuồng cực hạn, rất có mấy phần phong phạm của Khương Phàm. Mênh mông lôi chiều đều bởi vì hắn đột nhiên bạo tẩu mà một lần nữa khơi dậy chiều dâng mãnh liệt hơn. Rốt cuộc, tại thời khắc ngày thứ 3 sắp kết thúc, tại thời điểm đại lục lâm vào đêm khuya, trong lôi hải vô tận tại đỉnh phong thần xuất hiện 3 động thần bí. Từng sợi mê quang không giống với tự nhiên, từng luồng uy lực và năng lượng rung động bầu trời bắt đầu hiện lên. Thiên khung pháp tắc, ha ha, tốt, đến hay lắm. Khương Phàm khó đè tự tình xuống, vung tay hô to tại đỉnh cửu thiên. Thiên khung pháp tắc, đến đây, đến chỗ chủ tử của ngươi đây. Khương Thương cũng kích động điên cuồng gào thét. Thiên Nghi nữ hoàng che lấy môi đỏ, vẻ mặt phức tạp nhìn hai phụ tử điên cuồng này, cũng không biết là nên vui mừng hay là nên lo lắng. Ngày thứ 4, khi mặt trời mọc lên ở hướng đông, ánh nắng quay về với mặt đất, lôi kiếp chiếm cứ tại trung vực rộng lớn cũng bắt đầu tầng tầng tiêu tán, thiên uy tuyệt vọng tràn ngập đất trời cũng từ từ yếu bớt ở trong mảnh không gian nơi đây. Khương Thương thành công. Hắn thật sự làm được. Hắn vừa mới đến bán đế, lại có thể sống sót từ trong lôi kiếp, đây là kỳ tích sao? Chương 3058 mưa gió nổi lên 1. Bên ngoài mấy vạn dặm, bọn người thiên hậu nhìn qua mây mù đang lui tán đầy trời, tâm tình phức tạp không nói ra được. Mặc dù hẳn là rất vui mừng, nhưng ngẫm lại tính cách của Khương Thương, thật đúng là không biết hắn có thể nhận khống chế hay không. Dù sao, đã vượt qua lôi kiếp thì chính là đế quân. Là thống ngự giả vượt lên trên chúng sinh thế giới. Thực lực tuyệt đối, đại biểu cho ý chí tuyệt đối, thay thế cho lực khống chế tuyệt đối. Đế quân, há có thể bị người khác bài bố? Chúng ta không phải là nên đi qua sao? Còn đang chờ cái gì? Hồng Võ Thiên Thần và các cường giả tinh linh tộc đã gấp đến khó dằn nổi. Đây là chủ nhân Thương Huyền, mà bọn hắn mong đợi ngàn năm, nuôi dưỡng ngàn năm, mặc dù đã không thể chân chính thống ngự Thương Huyền. Nhưng giờ khắc này thật sự là bọn hắn đã đợi quá lâu rồi. Đi xem một chút đi, vị đế quân thứ hai, chúng ta nên gọi hắn là gì? Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại sau khi hoàn thiện tốt pháp trận đã lần lượt mang lên thần ma ở khu vực của riêng phần mình, tiến về phong thần đài ở bên ngoài mấy vạn dặm. Loại cảm giác này, Khương Thương đứng tại đỉnh phong thần nhắm mắt lại, mở rộng hai tay, cảm nhận được năng lượng bành trướng phun trào trong cơ thể, cùng liên hệ giữa tự nhiên mênh mông. Quá kỳ diệu, giống như vẫy tay một cái đã có thể đánh gãy tự nhiên, thay đổi tự nhiên. Hình dạng mặt đất núi sông biến thiên cũng chỉ là một cái suy nghĩ, năng lượng đất trời héo quắt cũng chỉ trong một cái ý nghĩ. Hắn như là vượt lên trên chúng sinh, đứng ngạo nghễ tại đỉnh tự nhiên. Trăm vạn dặm sông núi với hắn mà nói cũng chỉ là một bức tranh, tùy ý bôi lên, tùy ý sửa đổi. Trước đó cho là bán đế đến đế cảnh, chỉ vẻn vẹn mạnh lên mà thôi. Nhưng đến giờ khắc này hắn mới hiểu được, bán đế đến đế cảnh, không chỉ là mạnh lên, mà là có hiểu biết hoàn toàn mới đối với, thực lực. Chênh lệch giữa thần và đế là không thể vượt qua, nhưng giữa đế và đế giống như không có hồng câu lớn như vậy. Khương Thương mở mắt, đáy mắt bắn ra hung quang, tập trung vào Khương Phàm. Hai cánh triển khai trên phạm vi lớn, như là cùng bầu trời vô biên giao hòa cùng một chỗ. Thiên Nghi vừa muốn mở miệng, lại bị Khương Phàm ngăn lại. Hắn nghênh tiếp đôi ánh mắt tràn ngập lệ khí kia. Ngươi là chỉ ngươi và ta, hay là ngươi cùng những đế quân thiên khải kia? Khương Thương nhìn chằm chằm Khương Phàm hồi lâu, khóe miệng từ từ câu lên, duỗi ra đầu lưỡi nhỏ dài liếm môi một cái. Đương nhiên là cùng ngươi,
Bọn hắn, ha ha, ai có tư cách bàn bạc Hồng Câu với ta? Khương Phàm nói. So với những đế quân thiên khải kia, ngươi là nhiều hơn một loại pháp tắc, nhưng thời gian bọn hắn dừng lại tại đế cảnh đến nay đã hơn 30.000 năm, ngươi cho rằng 30.000 năm này bọn hắn chỉ đi ngủ. Ngươi cho rằng 30.000 năm này là đơn giản như 3 năm. Ngay cả ta đều không có nắm chắc sẽ thắng vị đế quân nào, ngươi là nên có nhận biết tối thiểu cùng cảnh giác đối với đám đối thủ của ngươi. Ngươi mở thông thiên tháp ra, thả ta đi lên thử một lần. Khương Thương cảm nhận được lực lượng kinh khủng cuồn cuộn trong thân thể, cùng lực khống chế tuyệt đối đối với tự nhiên, hận không thể lập tức tìm tới một đế quân thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Thử một lần, ngươi coi đó là luận võ sao? Thử không tốt, ngươi sẽ chết. Chỉ chút dũng khí ấy của mình, ngươi làm thế nào sống đến bây giờ? Khương Thương. Thiên Nghi lập tức giận dữ la mắng, lại bị Khương Phàm đưa tay ngăn lại. Ngươi khẳng định muốn thử một chút, tốt, ta cho ngươi cơ hội. Từ khi ngươi sinh ra đến bây giờ, còn không có đơn độc làm qua một chuyện gì, nếu ngươi đã dũng cảm như thế. Ngươi muốn làm gì? Thiên Nghi vội vàng ngăn cản. Hắn chỉ là vừa mới đột phá, đối với nhận biết của mình xuất hiện chút sai lầm. Chàng lại không thể có chút kiên nhẫn, chàng và hài tử của chàng so sánh cái gì? Khương Phàm không quan tâm, chỉ vào Khương Thương nói. Ta đưa ngươi lên thiên khải, ta cũng không quy định ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần ở nơi đó sống qua nửa tháng. Thiên Nghi thấy Khương Phàm muốn làm thật, lập tức quát tháo Khương Thương. Nói xin lỗi ngay cho ta. Lập tức, lập tức. Khương Thương lại có chút ngẩng đầu. Hãy đợi đấy, ta không chỉ có sẽ sống qua nửa tháng ở nơi đó, sẽ còn giết đế quân cho ngươi xem. Thiên Nghi đẩy Khương Phàm ra, chỉ tới Khương Thương. Đủ rồi, đừng có lại khoa trương nữa. Nơi này bị pháp trận hư không giam cầm, ngăn cách khí tức đế quân. Một khi lên thiên khải, đế quân khác khẳng định sẽ phát giác được ngươi, khóa chặt đến ngươi. Ngươi chính là chạy đến thâm không vũ trụ, bọn hắn cũng có thể móc ngươi ra. Nếu như ngươi thật cho rằng ngươi có thể sống quá nửa tháng, vậy thì hãy giết ta ngay bây giờ đi. Đến đây, giết ta đi. Ta không cần phải giày vò chờ tin tức của ngươi, không cần phải lên thiên khải nhặt xác cho ngươi, không cần trơ mắt nhìn hài tử mà ta nuôi dưỡng ngàn năm, giống súc vật bị bảy đế quân ăn tươi nuốt sống. Thiên Nghi nữ hoàng cuồng loạn giận dữ mắng mỏ, để Khương Thương phách lối rốt cuộc cũng hạ đầu xuống. Hư không nổi lên gợn sóng, bọn người thiên hậu liên tiếp đi tới, nhìn Thiên Nghi không kiềm chế được nỗi lòng, vẻ mặt đều trở nên vô cùng quái dị. Bọn hắn nhớ mang máng thời điểm ở Mê Ly Chi Hải bắt đầu thấy Thiên Nghi kinh diễm, ký ức đối với khí chất dịu dàng tôn quý kia của nàng cũng vẫn còn mới mẻ, nhưng bây giờ... Ai, hai từ kia không phải là không thể giày vò chết nàng. Thiên hậu. Tần Vị Ương cũng hơi nhíu mày, làm sao nàng lại biến thành như thế này rồi? Một hài tử, có thể hủy một nữ tử. Khương Phàm nói. Tiếp tục duy trì pháp trận hư không, áp chế năng lượng đế cảnh. Sau 5 ngày, ngày mùng 1 tháng 1, chúng ta phó ước đăng thiên kiều. Bọn người kiều vô hối không còn nhìn đến Khương Thương nữa, tất cả nhao nhao nhìn lên bầu trời, nhiệt huyết phun trào, chiến ý dâng cao. Cuộc chiến lên trời. Cuộc chiến thiên khải. Trận quyết chiến kia chính là trận quyết chiến thật sự ảnh hưởng đến cách cục thiên hạ. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Các đế quân, các ngươi thì sao? Bên trong hư không đế thành. Bọn người Tu La kích động chứng kiến Khương Phàm biến đổi, cũng vì Khương Phàm thành công mà kiêu ngạo. Chương 3059 mưa gió nổi lên 2. Nhưng nhìn bọn người thiên hậu khẩn trương chuẩn bị trận quyết chiến cuối cùng, trong lòng vẫn không thể che hết thất lạc. Trận chiến thiên khải này nhất định tràn đầy biến cố, cũng nhất định thảm liệt điên cuồng, nhưng... Tràng chiến dịch này càng là thay đổi cách cục thiên hạ, thay đổi thời đại này thuộc về. Làm võ giả, có thể tự mình tham dự ở trong đó, cho dù là chiến tử đều sẽ kiêu ngạo mà chết, vinh quang mà chết, chết không oán trách không hối hận. Vậy mà bọn hắn chỉ có thể làm người đứng xem, nhìn lên thâm không, chờ đợi kết cục sau cùng. Loại cảm giác này đối với bọn người Tu La chinh chiến nửa đời mà nói. Thật sự là một loại tra tấn. Khương Phàm không có tinh lực trấn an Tu La, huống chi loại chuyện này cũng không phải trấn an là có thể giải quyết, hắn nắm chặt thời gian có hạn, thích ứng lại cơ thể thay đổi, hiểu đến thực lực hoàn toàn mới. Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng cũng đều làm lấy điều chỉnh cùng an bài sau cùng. Dù sao Thiên Khải chiến trường không chỉ có đế quân, còn có thần linh đế tộc, thậm chí là siêu thần. Vẻn vẹn nhìn lên từ thực lực, bọn hắn đều ở vào hạ phong tuyệt đối. Chờ mong duy nhất là tinh linh đế quân phát huy tác dụng,
cùng thái độ của Hắc Ma Đế Quân và Long Đế. Man Hoang Đế Tộc, kết thúc, tại sao lại là hai lần? Man Hoang Đế Tổ cẩn thận cảm ngộ hệ thống thế giới dần dần bình tĩnh. Hai tử kiếp trước hắn lưu lại tại Tinh Linh Đế Tộc, huyết mạch nguyên thủy cùng huyết mạch thần hoàng kết hợp hoàn mỹ, có thể phân ly ở tự nhiên, cũng có thể niết bàn tại tự nhiên. Nữ đế ngắm nhìn phương hướng đế thành xa xôi, làm hóa thân của sinh mệnh pháp tắc, nàng có thể rõ ràng phát giác được thế giới này ra đời một nguồn năng lượng đặc biệt cường đại. Cũng liền mang ý nghĩa, ngoài Khương Phàm, hài tử kia cũng đã thành công. Uy lực niết bàn nhiều thêm tinh linh nguyên thủy, nhất định có được năng lượng phi phàm. Tự nhiên vĩnh hằng, tinh linh bất hủ. Đây chính là nguyên nhân thực sự ngươi ngăn cản ta. Man Hoang Đế Tổ tức giận, phụ tử song đế quân. Tiểu gia hỏa kia thật sự là tốt số. Mà, trong lúc bất chợt thiên hạ tăng vọt hai vị đế quân, mang ý nghĩa năng lượng sinh mệnh của thế giới tăng vọt, cánh cửa này. Mạnh hơn, nữ đế lần nữa trực diện với Man Hoang Đế Tổ. Bọn hắn muốn đăng lâm thiên khải chiến trường, cuộc chiến thế kỷ sắp bắt đầu. Ngươi, làm lựa chọn gì? U Minh Địa Ngục, muốn bắt đầu. Phong Đô Quỷ Hoàng đứng tại Phong Đô Đại Điện nhìn lên bầu trời hắc ám, quỷ ngữ trầm thấp âm trầm giá lạnh. Quanh quẩn trong đại điện trống trải. Tồn tại 500.000 năm, đối với thời gian sớm đã không có khái niệm. Nhưng từ sau khi Khương Phàm chiến đấu tại Bắc Thái cũng đã chính thức tuyên chiến với đế tộc, hắn cũng đã lại bắt đầu ghi chép thời gian lại từ đầu. Muốn đi thiên khải nhìn sao? Thân ảnh Phong Đô Quỷ Hoàng xuất hiện ở trước mặt Triệu Thanh Duẫn. Ngài cũng chỉ là đến Côn Lôn mà thôi, ngài dám đi nhúng tay cuộc chiến thiên khải sao? Triệu Thanh Duẫn đắm chìm trong minh tưởng. Thản nhiên nói nhỏ. Ở nơi đó cảm nhận chút là được, cách quá gần, sợ rằng hắn sẽ nuốt ngươi. Ta sống hay chết, là tại ngươi, không tại hắn. Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ không phải. Có ý gì? Triệu Thanh Duẫn mở đôi mắt màu xanh bóng kia ra. Tên của hắn, xuất hiện thay đổi tại sinh tử bộ. Không rõ. Tính mạng của hắn, chính thức bị tử vong pháp tắc tiếp quản. Ý vị này. Sau khi hắn chết sẽ không vào luân hồi, trực tiếp quy về hệ thống thế giới. Nói một cách khác, hắn đã xưng đế. Không thể nào. Triệu Thanh Duẫn bỗng nhiên đứng dậy, khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Hắn không có đi thiên khải, mà là xưng đế tại Thương Huyền. Không có đăng thiên kiều, hắn nghênh đón lôi kiếp như thế nào? Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, hắn dùng hai đời nghịch thiên, được ông trời lựa chọn. Ngươi thật giống như không có quá rõ ý tứ của câu nói kia. Không thể nào, điều đó là không thể nào. Triệu Thanh Duẫn chập trùng cảm xúc, khó mà bình tĩnh được, nếu như hắn không có xưng đế, chính là quân cờ trên bàn cờ, vận mệnh khống chế ở trên tay tám đại đế quân, lúc nào cũng có thể chết. Nếu như đột phá hàng rào, lột xác thành đế, chẳng phải là thoát khỏi gông cùm xiềng xích trên bàn cờ. Nàng ở chỗ này khô tọa mấy năm. Chính là muốn chứng kiến hắn vùng vẫy dẫy chết tại Đăng Thiên Kiều. Kết quả, còn chưa bắt đầu đâu, đã kết thúc. Phong Đô Quỷ Hoàng thản nhiên nói. Không chỉ như vậy, Thương Huyền còn nhiều thêm một vị đế quân. Họ Khương, tên Thương, cũng là hài tử của hắn. Hắn ở đâu ra hài tử? Triệu Thanh Duẫn nắm chặt nắm đấm, không chỉ có tâm tình chập chờn, hô hấp đều trở nên gấp rút. Phong Đô Quỷ Hoàng nhìn Triệu Thanh Duẫn đang mất khống chế, cố ý ngừng một hồi. Với huyết mạch mà nói, mẫu thân của hắn, tinh linh đế quân. Hắc Ma Đế Thành. Nói, rốt cuộc các ngươi đang tính toán cái gì? Hắc Ma Đế Quân thét lên với An Minh Hề trong đại điện, uy nghiêm chất vấn. Khoảng cách cuộc chiến Đăng Thiên Kiều chỉ còn mấy ngày cuối cùng, Khương Phàm vẫn không có hành động, thật chẳng lẽ giống ước định như thế, tại Đăng Thiên Kiều trực diện đế tộc. Hắn lấy cái gì đối kháng? Đây không phải là muốn chết sao? Không, không thể nào. Tên điên kia âm hiểm xảo quyệt, cũng không phải người sẽ chờ chết, khẳng định có chuẩn bị đặc thù gì đó. Tựa như lúc bắt đầu đại chiến Thương Huyền đã dẫn bạo thế giới hỗn độn, ngoài ý muốn, lại cực đoan điên cuồng. Ngài chỉ đơn giản là hiếu kỳ, hay là đang sợ cái gì? Trên mặt An Minh Hề đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tính toán thời gian, Khương Phàm hẳn là đã thành công, nhưng từ biểu hiện của Hắc Ma Đế Quân đến xem, giống như hoàn toàn không biết rõ tình hình. Kể từ đó, đế quân khác hẳn là cũng không có phát hiện. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn đã thành công một nửa. Đáng tiếc, mình không thể đích thân tới thiên khải, chứng kiến trận đại chiến cấp sử thi kia. Sợ sệt, ha ha, coi như Khương Phàm náo đến lật trời, cũng không dọa được ta.
Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì chẳng qua cũng đều chỉ là chút tài mọn. Lần này không giống như thế. Có gì không giống, nói. Chương 3060 mưa gió nổi lên 3. Ước định thời gian nhanh đến, ngài còn không đi Thiên Khải chiến trường. Một trận đại chiến như thế này, nếu như không thể tự mình tham dự trong đó, sẽ là tiếc nuối cả đời của ngài. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nói. Tên điên Khương Phàm kia rốt cuộc có chủ ý gì? Chút tài mọn mà thôi. An Minh Hề phản phúng. Tiểu ma nữ, có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay không? Hắc ma đế quân chậm rãi đứng dậy, áp bách cường đại như hồng lưu lao nhanh, bao phủ cung điện, đánh thẳng vào huyết khí An Minh Hề. Ta cũng đã nói, vào cái thời khắc mà ta đồng ý tới đây, ta không có ý định còn sống trở về. Tuy nhiên, An Minh Hề thản nhiên cười nói. Đều đã đến bây giờ, chúng ta đã thành công một nửa. Nếu như ngài giết ta, ngài tuyệt đối sẽ chôn cùng ta. Cuồng ngạo. Đế quân, để cho ta giết nàng. Các hắc ma trong điện nhìn không được, một tiểu ma nữ nho nhỏ, dám tùy tiện ở trước mặt đế quân, đúng là không biết sống chết. An Minh Hề vẫn không để ý đến cái gì, thanh âm hơi chậm, nhẹ nhàng nói. Ngài, vẫn là nên đến Thiên Khải xem một chút đi, bỏ qua, thật sự là tiếc nuối. Hắc ma đế quân đe dọa nhìn An Minh Hề, lạnh lùng nói. Nói, phía trên sẽ phát sinh cái gì? An Minh Hề cười khẽ vài tiếng, thần bí nói. Lão bằng hữu 30.000 năm, đáng để cho ngài nói lời tạm biệt, nếu không gặp lại sẽ không có cơ hội. Long Đế Thành. Ngày cuối cùng của tháng 12 tại năm 25, Long Đế trong Long Điện tự mình tiếp kiến Tiêu Phượng Ngô. Lão nhân gia ngài còn ở lại chỗ này sao, còn không tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đến Thiên Khải nhìn vở kịch lớn. Tiêu Phượng Ngô không sợ Long uy như đại dương mênh mông chút nào, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhanh chân đi đến Long Điện tôn quý. Khương Phàm thật muốn đăng lâm Thiên Khải sau tháng 1. Nếu không thì muốn như nào, chúng ta đều mời thiên hạ chứng kiến, há có thể làm ẩu. Ngươi cho rằng chúng ta là các ngươi sao? Chỉ một câu đã lập tức khơi dậy lửa giận trong Long tộc. Long đế trầm giọng nói. Hắn là lên đăng thiên kiều trước, hay là chiến đế quân trước? Đương nhiên là chiến đế quân. Chỉ bằng bọn hắn. Hắc hắc, chỉ bằng bọn hắn. Nói cho ta biết, đến tột cùng hắn đã xúi giục ai? Long đế chậm rãi cuộn động thân rồng khổng lồ như dãy núi, cái đầu to lớn hướng phía Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô vỗ vỗ lồng ngực. Lần này chúng ta tự mình đánh. Long đế nhìn gần hắn một hồi, nói. Ta trao đổi cùng ngươi một cái bí mật, ta tới trước, tinh linh đế quân đã bị khống chế. Tiêu Phượng Ngô a một tiếng. Cái này gọi là bí mật, ngươi đây đang dỗ dành cháu trai sao? Kế hoạch châm ngòi của các ngươi đã thành công, nhưng cũng đã thất bại. Giữa tất cả các đế quân sinh ra ngờ vực vô căn cứ, cũng chia làm hai phe cánh, một phe là ta, Hắc Ma đế quân, Bắc Thái đế quân, một phe là Huyền Vũ đế quân, Bạch Hổ đế quân, Huyết Ma đế quân, Thái Sơ đế quân. Trải qua đề nghị của Bắc Thái đế quân, trận doanh này của chúng ta không được đăng lâm Thiên Khải, trận doanh kia của bọn hắn, là chúa tể cả tràng hành động. Sớm tại một tháng trước, bọn hắn thừa dịp tinh linh đế quân đăng lâm Thiên Khải đã khống chế nàng. Bây giờ thì đang chờ Khương Phàm tự chui đầu vào lưới. Ta không tin, bên trong đế tộc chết thánh linh đều có thể biết, các ngươi hãm hại đế quân, bọn hắn có thể không biết. Huyết ma đế quân giam cầm huyết mạch, bạch hổ đế quân tàn phá ý thức, huyền minh đại xà giam cầm linh hồn, yên diệt đế quân ngăn cách tất cả liên hệ của nàng với bên ngoài. Chỉ cần không giết chết nàng, bất cứ tinh linh nào của tinh linh đế tộc cũng đều không cảm giác được tình huống của nàng. Tiêu Phượng Ngô cứng thể hiện phách lối ở trên mặt. Nhưng không có vội vã nói chuyện, trong đầu nhấc lên, lo lắng cho cục diện trước mắt. Phân hóa rồi. Đây cũng là việc Khương Phàm không nghĩ tới. Nhưng, tinh linh đế quân có cánh cửa hư không cơ mà, há có thể bị khốn trụ. Hoặc là, Long đế đang nói dối. Hoặc là, tinh linh đế quân không mang theo cánh cửa hư không. Long đế đưa cái đầu to lớn tiến tới trước mặt Tiêu Phượng Ngô, răng nanh đều to như là ngọn núi, kinh hồn nhiếp phách. Bây giờ. Nói cho ta biết tất cả kế hoạch của Khương Phàm, lại dùng trí tuệ của ngươi, thuyết phục ta. Đi hỗ trợ. Tiêu Phượng Ngô lưu chuyển đôi mắt. Bây giờ Thiên Khải chỉ có 4 vị đế quân. 4 còn chưa đủ. Hắc hắc. Ngươi cười cái gì? Hắc hắc, ngài thật sự nên đi lên xem một chút. Tin tưởng ta, nơi đó không chỉ là một vở kịch lớn, còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của ngài.
Tiêu Phượng Ngô cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Bắc Thái Đế Thành. Bắc Thái Đế quân đứng tại Đế Thành, ngóng nhìn Thiên Khải. Theo thời gian tới gần, trong lòng càng là bất an. Khương Phàm lại không có lên Đăng Thiên Kiều trước. Thật chẳng lẽ muốn cùng chết với các đế quân tại Đăng Thiên Kiều? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hoặc là Khương Phàm đang tìm đường chết, hoặc là đang có âm mưu lớn. Lấy những gì hắn hiểu về Khương Phàm, khẳng định là âm mưu lớn, mà là còn là âm mưu cực lớn nữa. Hắn có thể cảm nhận được Hắc Ma đế quân cùng Long đế đều còn đang ở đế thành của mình, không có bất kỳ dấu hiệu đăng lâm thiên khải gì. Chẳng lẽ, bọn hắn không giảng hòa cùng Khương Phàm? Khương Phàm, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Bắc Thái đế quân vừa bực bội vừa khẩn trương, tâm tình như vậy không nên xuất hiện ở trên người đế quân, huống chi lại còn ở trên thân đế quân 30.000 tuổi, nhưng giờ phút này lại đang kịch liệt cuồn cuộn trong lồng ngực của hắn. Khương Phàm sẽ không tự tìm đường chết, đây là khẳng định. Khương Phàm là có âm mưu, đây cũng là khẳng định. Khương Phàm thậm chí có hy vọng đại thắng, đây cũng là khẳng định. Nhưng, vấn đề ở đâu? Tại trước mặt áp chế thực lực tuyệt đối như vậy, hắn lại có thể làm được những gì? Bắc Thái đế quân có chút kiềm chế không được. Bọn Bạch Hổ đế quân hoài nghi hắn cùng Khương Phàm mưu đồ bí mật, nhưng hắn biết mình không có. Không được, ta phải đi Thiên Khải. Bắc Thái đế quân đã chịu đủ. Mặc kệ nơi đó phát sinh ngoài ý muốn gì, chỉ cần thực lực bọn hắn bên này đầy đủ thì đã có thể ứng phó. Mà hắn, muốn đi bảo đảm, thực lực đầy đủ. Chương 3061 thời gian đến. Kỷ nguyên năm 26, ngày mùng 1 tháng 1. Thế giới an tĩnh, thiên hạ chú mục. Bất luận là yêu tộc, ma tộc, nhân tộc, hay là linh tộc đều nhìn lên bầu trời tại một ngày này. Cuộc chiến thiên khải sắp bộc phát, cách cục thế giới sẽ nhận ảnh hưởng trọng đại. So với mấy trận đại chiến trước đó, mọi người vọng đoán, tranh luận, thậm chí là đánh cược, lần này, bọn hắn không còn phỏng đoán, không còn gây gổ, chỉ là lẳng lặng nhìn qua bầu trời, chờ đợi kết cục. Ai cũng biết, trận chiến tranh này liên quan đến vận mệnh hai bên. Ai cũng biết, trận chiến tranh này hai bên đều thua không nổi. Ai cũng biết, tất cả đế quân, thần ma, đều sẽ toàn lực ứng phó. Cho nên suy đoán của bọn họ không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi. Thiên Khải chiến trường, cấm khu trung ương. Một cái lỗ đen bành trướng nhảy nhót, giống như là một trái tim hắc ám nhảy lên kịch liệt, vắt ngang ở giữa Thiên Khải cùng vũ trụ. Đó là tù lao Yên Diệt. Kẻ bị trấn áp bên trong chính là tinh linh đế quân. Bây giờ tinh linh đế quân đã là trạng thái tinh linh hoàn chỉnh, chiều cao ngàn trượng, tóc dài như thác nước. Trong thân thể trội hơn khuấy động sóng chiều tự nhiên, như là tự nhiên mênh mông hình người, lộng lẫy, giống như tiên nữ. Nhưng, huyết ma tỏa liên xuyên qua trái tim, giam cấm huyết mạch đế quân. Sát lục huyết mâu đánh xuyên đầu nàng, đâm vỡ nát ý chí của nàng. Huyền minh chớ chú du tẩu toàn thân, giam cầm linh hồn của nàng. Mà yên diệt hắc động ngăn cách nàng cùng tất cả liên hệ với bên ngoài. Huyền vũ đế quân, bạch hổ đế quân, huyết ma đế quân. Thái Sơ đế quân, bốn vị cường giả đứng ở đỉnh cao nhất trên thế giới này, xếp bằng ở xung quanh Yên Diệt Hắc Động, không gần như chỉ liên thủ trấn áp tinh linh đế quân đang mệt mỏi, cũng đang không ngừng liên tục hấp thu năng lượng ở bên trong. Bọn hắn không có trực tiếp giết chết, mà là giam cầm, chính là lo lắng kinh động thiên nghi nữ hoàng, bảo đảm sẽ không đánh cỏ động rắn. Nhưng, bây giờ tinh linh đế quân cũng đã cách cái chết không xa. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Huyết Ma Ma Hành. Ba vị siêu thần, cùng Vĩnh Dạ, Huyền Đàm, Lão Yêu Thần, Kim Vô Song. Tám vị thần linh, lặng chờ trước Đăng Thiên Kiều. Bọn hắn chiến ý như thủy triều, sôi trào nhiệt huyết. Toàn bộ khuấy động thần uy bàng bạc, giống như là núi lửa bạo động, lúc nào cũng có thể sôi trào. Tưởng tượng ngày 20 tháng 1 năm 21 ấy, cảnh tượng bị đuổi đi đến Đông Bộ Hải vực Thương Huyền vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt. Đó là sỉ nhục cả đời của bọn hắn. Càng là ác mộng vung đi không được trong bọn hắn. Vì báo thù, bọn hắn ngày đêm bế quan, bọn hắn điên cuồng trưởng thành, bọn hắn thể muốn rửa sạch nhục nhã. 5 năm. Đảo mắt đã 5 năm. 5 năm này tuyệt đối là 5 năm phong phú nhất trong cuộc đời bọn hắn, phong phú đến mức hận không thể một ngày hủy đi dùng thành 3 ngày. 5 năm này cũng là 5 năm bọn hắn cố chấp nhất đến đầy ngập nhiệt huyết chỉ vì báo thù. Một ngày này, rốt cuộc cũng đã đến. Bọn hắn mặc kệ Khương Phàm có âm mưu gì,
bọn hắn mặc kệ Khương Phàm lại điên cuồng như thế nào, bọn hắn không thèm đếm xỉa. Lần này xem như chiến tử, cũng tuyệt đối không lùi bước. Lần này, bọn hắn nhất định phải đại hoạch toàn thắng, vì chính danh cho mình. Tinh linh đế quân, đã đến thời gian. Thái Sơ đế quân mở hai con ngươi hắc ám tĩnh mịch ra, ngắm nhìn rộng lớn sơn nhạc rừng già. Long đế, hắc ma đế quân, Thái Sơ đế quân, đều ngoan ngoãn ở lại hạ giới. Huyền Vũ đế quân cẩn thận cảm nhận tình huống đế quân khác. Vẫn luôn là tên điên kia tính toán người khác, lần này, ta phải thưởng thức thể hiện khi hắn nhìn thấy tinh linh đế quân bị nhốt thật tốt. Huyết ma đế quân thôn vệ máu tươi của tinh linh đế quân, bây giờ hắn cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có. Mặc kệ hắn có tính toán gì, lần này, hắn sẽ phải thua. Bạch hổ đế quân cũng bởi vì tinh linh đế quân, cống hiến, mà cũng đã trở nên vô cùng cường đại. Bên trong yên diệt hắc động, tinh linh đế quân vừa suy yếu vừa đau đớn. Huyết mạch bị chấn áp, huyết nhục đang khô kiệt, linh hồn bị trói buộc, ý thức bị đảo loạn. Tinh linh đế quân cảm nhận được suy yếu chưa bao giờ có, giống như đang từ từ mục nát. Từ từ chết đi. Tinh linh đế quân, kỳ thật chúng ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nói ra tất cả những gì chúng ta muốn. Thái Sơ đế quân vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì tinh linh đế quân quá an tĩnh. Trừ phản kích ban đầu ra, nhưng sau khi bị trấn áp nàng lại tùy tiện từ bỏ, mặc cho bọn hắn luyện hóa nàng, hấp thu nàng, đừng nói vùng vẫy, ngay cả một lời cũng đều không có nói qua nửa câu. Nếu như tinh linh đế quân thật sự có hợp tác cùng Khương Phàm, bình thường hẳn là điên cuồng phản kích, nghĩ hết biện pháp liên lạc cùng với bên ngoài. Nhưng, tinh linh đế quân không có chút phản ứng nào, giống như là một bộ thây khô vạn năm, phiêu đãng trong hư vô hắc ám tĩnh mịch. Thái Sơ đế quân nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi không chỉ là chính ngươi, ngươi còn là đế quân của tinh linh tộc, là chủ nhân của tinh linh đại lục, nếu như ngươi thật chết rồi, tinh linh tộc của ngươi, tinh linh đại lục của ngươi, sẽ là dạng kết quả gì? Ta nhớ tới thời gian chúng ta quen biết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nói hết ra những điều nên nói, sau đó ta có thể thả ngươi rời khỏi, tiếp tục làm chủ nhân tinh linh của ngươi. Tinh linh đế quân vẫn thờ ơ, yên lặng nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn. Bạch hổ đế quân đằng đằng sát khí. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết lợi dụng, vậy thì cũng đừng oán trách chúng ta. Ta cũng muốn nhìn xem, cái Khương Phàm kia rốt cuộc có bản lãnh gì, có thể ở chỗ này lật trời. Huyền Vũ đế quân nói. Ngươi tự xưng là khôn khéo, vậy mà tại trong chuyện này ngu xuẩn mất khôn, đều trở nên không giống ta biết tinh linh đế quân. Xem ra ta suy đoán không sai, năm đó Khương Phàm làm không chỉ là thiên nghi nữ hoàng, còn có ngươi tinh linh đế quân. Ha ha, ngươi cũng là đế quân, lại còn có thể vì yêu cuồng nhiệt một trận, thật sự là làm cho ta bội phục, ha ha. Huyết ma đế quân hung hăng thôn vệ đế huyết tinh linh, hét lớn nói. Đáng tiếc cho tinh linh đế tộc, sẽ vì ngươi cuồng nhiệt mà chôn cùng. Khương Phàm đâu, còn chưa tới sao, ta cũng đã không kịp chờ đợi nữa. Chương 3062 thật sự kiêng kỵ. Ngày mùng 1 tháng 1. Thiên Khải chiến trường. Hơn 80 tòa hoàng thành phong cấm toàn diện. Thiên Khải chiến trường, năng lượng cuồn cuộn trong hơn 150 vạn dặm, cuồng phong liệt thiên, địa mạch lao nhanh, mưa to như thác nước, lôi điện như thủy triều, như hàng vạn con sông đổ vào biển, lao nhanh về hướng Đăng Thiên Kiều. Tại thời khắc kiềm chế đến khẩn trương này, Tây Bắc Thiên Môn đột nhiên rung chuyển, ánh sáng bạo động, đế uy che trời. Bắc Thái đế quân kìm nén không được mà đạp động tế đàn, đăng lâm Thiên Khải. Vượt qua Sơn Hà lao thẳng đến Đăng Thiên Kiều ở bên ngoài 700.000 dặm. Thời khắc nhận xúc động, Long đế, Hắc Ma đế quân, nhao nhao xúc động, ra khỏi đế thành, đạp tế đàn, mở thiên môn, đăng lâm thiên khải, hiện ra tư thái mạnh nhất, lao thẳng đến trung bộ Đăng Thiên Kiều. Tới, Huyền Vũ đế quân đã nhận ra ba khu thiên môn ở Tây Bộ, Tây Nam, Nam Bộ, dung chuyển, cùng ba loại đế uy cường hãn ba động trước tiên. Chẳng lẽ bọn hắn phản thật? Đám xúc sinh đáng chết, đường đường là đế quân, vậy mà lại thỏa hiệp với thần linh. Ta đã nói bọn hắn có vấn đề, nên tới vẫn tới. Thái Sơ đế quân, Huyết Ma đế quân, Bạch Hổ đế quân hét lên giận dữ với bầu trời, hận không thể giết qua ngay bây giờ. Đừng hốt hoảng, Bạch Hổ đế quân, Huyền Vũ đế quân, các ngươi ở lại ứng phó Đăng Thiên Kiều, bất luận như thế nào cũng phải giết chết Khương Phàm. Thái Sơ đế quân, theo ta nghênh chiến Tam Đại đế quân. Huyết ma đế quân tức giận không kiềm chế được, hiệu triệu Thái Sơ đế quân đi chặn đánh. Thái Sơ đế quân hô to. Đừng hốt hoảng, ta
ta không tin Khương Phàm có thể thuyết phục toàn bộ ba vị đế quân bọn hắn phản loạn. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đề nghị vây giết tinh linh đế quân, càng sẽ không chờ tới bây giờ mới ra tay. Huyết ma đế quân nói. Nhưng bên trong khẳng định có. Chúng ta đẩy về phía trước 10 vạn dặm, ngăn cản bọn hắn ở nơi đó. Các ngươi đi đi, nơi này đã có chúng ta. Bạch hổ đế quân đong đưa chiến khu, sát khí ngập trời, như là cộng minh cùng pháp tắc giết chóc của thế giới, không gian rộng lớn đều lập tức bạo động. Lấy lực công kích của hắn, phối hợp với lực phòng ngự của Huyền Vũ, hoàn toàn có thể khống chế chiến trường. Thái Sơ đế quân cùng huyết ma đế quân lập tức lên đường, lướt ngang 10 vạn dặm đến Tây Bộ, cố ý phóng xuất ra đế uy cường hãn, để ba vị đế quân đang nhanh chóng vượt qua chạy tới tập kết, giải thích rõ ràng tình huống, phân rõ ràng địch ta. Lúc mà tam đại đế quân tái nhập Thiên Khải, lúc Đăng Thiên Kiều đang tại thời khắc hỗn loạn đặc thù, một trận dung chuyển mãnh liệt đột nhiên bạo động ở phương xa. Khoảng cách cũng không xa xôi, cũng chỉ chừng 10 vạn dặm. Nhưng vị trí trong này, rõ ràng là cấm khu Thiên Môn Thương Huyền. Theo bạo động cuồn cuộn, một cỗ cường thịnh đế uy không cách nào áp chế bắn ra, như biển gầm che trời, tựa như mạch cuồn cuộn, mênh mông 10 vạn dặm sơn hà đều hứng chịu tới trùng kích. Đế uy. Bạch hổ đế quân cùng Huyền Vũ đế quân cũng hơi có phản ứng, vội vàng định thần dò xét. Thái Sơ đế quân, huyết ma đế quân vừa mới rời khỏi mấy ngàn dặm đã lần lượt kinh động, lập tức dừng lại nhìn về phương xa. Ở đâu ra đế uy? Thương Huyền ở đâu ra đế? Chẳng lẽ, quái vật man hoang kia? Tên quái vật man hoang kia xưng đế? Nói đùa cái gì vậy? Bốn vị đế quân đều rất là chấn kinh, trước tiên vẫn chỉ nghĩ tới tôn quái vật man hoang kia. Nhưng ở trong tiềm thức của bọn hắn, hoặc là càng muốn tin tưởng chính là, quái vật kia là đã thức tỉnh đế mạch tân sinh mệnh thể, cũng không phải trăm vạn năm trước man hoang đế tổ. Dù sao cái kia hoàn toàn liền không thực tế. Không có đế quân nào có thể sống quá 100.000 năm, huống chi là mấy triệu. Không có đế quân nào có thể chân chính chứng kiến một thời đại nào đó lên xuống, huống chi là linh hồn từ hoang đến nay vượt ngang mấy thời đại. Cho nên hẳn là siêu cấp thần linh đã thức tỉnh xong đế mạch. Muốn chân chính xưng đế, vẫn phải đến trên Đăng Thiên Kiều. Nhưng tình huống bây giờ là như thế nào? Quái vật kia làm sao có thể có đế uy? Bốn vị đế quân khó có thể tin, lập tức thận trọng dò xét, nhưng loại cảm giác này rất nhanh đã trở nên phiêu miểu mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn thoáng thở phào, loại đế uy này không bình thường, hẳn không phải là khí tức đế quân thật. Nhưng, đế uy ở đâu ra? Chẳng lẽ là tên điên Khương Phàm kia lại thông qua cái truyền thừa gì đó, kích phát ra đế uy? Không không không, đó là chuyện không thể nào, thật đúng là hoang đường. Huyết ma đế quân cùng Thái Sơ đế quân thoáng suy nghĩ, nhanh chóng trở về cấm khu. Bắc Thái và hai đế quân khác còn cách khoảng 60 đến 70 vạn dặm, một lát không qua được, nhưng đám tên điên Khương Phàm kia lại có thể đuổi tới lúc nào? Lúc này... Sau khi bọn người Khương Phàm đăng lâm Thiên Khải thì đã lập tức lao thẳng tới sâu trong vũ trụ, bằng vào bọn người Đông Hoàng như ảnh liên thủ thôi động cánh cửa hư không, che giấu khí tức của Khương Phàm, vượt qua thâm không, thẳng đến Đăng Thiên Kiều. Ở đâu, bọn hắn ở đâu? Bốn vị đế quân tề tụ về Đăng Thiên Kiều, tra xét rõ ràng khí tức của bọn người Khương Phàm, tìm kiếm lấy đế uy yếu ớt kia. Nhưng, biến mất, hoàn toàn biến mất. Quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là hồi hộp. Bọn hắn khống chế thế giới 30.000 năm, chưa từng gặp được tình huống mất khống chế như thế này. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, lại còn đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn không hiểu mà trở nên cảnh giác. Không có, hoàn toàn không có cảm ứng. Vĩnh Dạ, Huyền Đàm, Thiếu Hoàng, đều đang cẩn thận dò xét truyền thừa cảm ứng từ Khương Phàm. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trừ cái cộng minh ngắn ngủi ban đầu kia, sau đó đã hoàn toàn mất đi tung tích. Thật giống như đây không phải là Khương Phàm, hoặc là Khương Phàm không có lao thẳng đến nơi này, mà là đã đi xa cách bọn họ. Không thể nào. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Khương Phàm hắn muốn làm gì? Thái Tổ và cả đám người đều khẩn trương đến tức giận, khẩn trương đến bực bội. Có lẽ ngay cả chính bọn hắn cũng đều không có ý thức được, đối với kẻ điên như Khương Phàm, bọn hắn đã thật sự kiêng kỵ. Chương 3063 có phụ lòng nhờ vả. Dù là trên mặt nổi, bọn hắn là ở vào ưu thế tuyệt đối, nhưng thời khắc, gió thổi cỏ lay, này, lại để bọn hắn như lâm vào đại địch. Tinh linh đế quân. Thái Sơ đế quân đột nhiên nổi giận, yên diệt hắc động cuồn cuộn kịch liệt, giống như là tuyệt thế luyện lô,
điên cuồng tàn phá năng lượng cùng huyết nhục của tinh linh đế quân, như là muốn luyện chết tươi nàng. Nói, rốt cuộc Khương Phàm đờn ác bí mật mưu đồ cái gì? Nói. Huyết ma đế quân gầm thét, chỉ phía Yên Diệt Hắc Động, bàn tay to lớn nắm chặt lại, toàn thân tinh linh đế quân bỏ đầy huyết chú như xiềng xích, giống như xà mãng dao động, chui vào trong cơ thể nàng cuốn lấy trái tim yếu ớt nhảy lên kia. Tinh linh đế quân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt khô quắt ảm đạm không ánh sáng, càng không còn phong thái như thường ngày. Nói ngay, bốn vị đế quân đều chăm chú tiếp cận tinh linh đế quân bên trong Yên Diệt Hắc Động, chờ đợi nàng giải thích. Bọn hắn chưa từng bất an giống như bây giờ. Theo lý thuyết loại tình huống này không nên xuất hiện trên người bọn họ, nhưng... 30.000 năm, tinh linh đế quân thì thào khẽ nói, nhưng lại chậm rãi cúi đầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đợi ta giết được Khương Phàm, nhất định sẽ đổ trăm vạn giảm tinh linh đại lục ngươi. Huyết ma đế quân hét lớn, khống chế huyết chú cuồng dã vặn vẹo, phốc phốc, âm thanh trầm đục, lồng ngực tinh linh đế quân vỡ nát, trái tim tinh hồng bị rút ra đi ra sống sờ sờ. Trái tim bên trong thân thể ngàn trượng giống như một ngọn núi cao lớn, mặc dù nhảy lên yếu ớt, nhưng bên trong vẫn khuấy động sinh cơ bàng bạc. Phốc phốc, huyết ma đế quân tăng vọt hình thể, trực tiếp há miệng nuốt cả quả tim vào, huyết chiều cuồn cuộn bên trong chiến khu khỏe mạnh, chân áp, dung luyện trái tim tinh linh đế quân, triệt để dung nhập vào trong thân thể mình. Mặc dù trước đó hấp thu số lượng lớn đế huyết, nhưng thời khắc này, trái tim của nàng vẫn để toàn thân hắn sao động, cuồng liệt đến hận không thể đại chiến một trận. Nhưng, tinh linh đế quân chỉ là đau đớn cuộn mình, vẫn không có nhiều lời nửa chữ. Ta chịu đủ rồi, tinh linh đế quân, ngươi chính là tội nhân xử thượng của tinh linh đế tộc ngươi. Bạch hổ đế quân cuồng nộ, khống chế sát lục huyết mâu cắm ở trong đầu tinh linh đế quân mãnh liệt xoay chuyển, ở bên trong bóng tối vô tận, sống sờ sờ kéo đầu nàng xuống, huyết mâu cuồng quyển, đánh xuyên hắc ám, giết ra Yên Diệt Hắc Động, đỉnh lấy cái đầu của tinh linh đế quân như núi cao chỉ bầu trời phía xa. Khương Phàm, đến đây, ngươi đến đây. Huyền Vũ Thái Tổ và cả đám âm thầm hồi hộp, chưa từng nhìn thấy qua các đế quân uy nghiêm trầm ổn lại tức giận như thế, càng khó có thể tưởng tượng hơn chính là tinh linh đế quân lại bị thảm tao tách rời. Đây chính là tinh linh tượng trưng cho cường đại và tươi đẹp. Bi thảm như vậy, lại cố chấp như thế. Nhưng đây là vì sao? Tinh linh đế quân, đáng không? Đáng không? Kim Vô Song lo lắng đến tức giận đến hồi hộp. Rốt cuộc là cái ý chí gì lại khiến cho tinh linh đế quân tôn quý tiếp nhận khuất nhục như vậy? Rốt cuộc là điều kiện gì, có thể làm cho tinh linh đế quân kiêu ngạo đánh cược cả vận mệnh của tinh linh đế tộc? Cái gì là yêu cuồng nhiệt, tuyệt đối không thể nào. Đến vấn đề đế quân, nơi nào còn có thể nói tình cảm? Đến vấn đề đế quân, há có thể không để ý vận mệnh toàn tộc? Trong này khẳng định có vấn đề, cho tinh linh đế quân đầy đủ lòng tin đến thủ vững, đến tiếp nhận. Nhưng vấn đề là cái gì? Kim Vô Song thực sự không tưởng tượng ra được. Không bình thường, cái này rất không bình thường. Bạch Hổ Thiếu Hoàng đều nôn nóng trước nay chưa từng có, mãnh liệt đong đưa chiến khu, nhìn bốn phía xung quanh, nhìn lên thâm không, cảm nhận nguy cơ. Hứa Như Lai chắp tay hành lễ, mặc niệm Phật âm, hắn nhìn hỗn loạn xung quanh bầu không khí, thở dài trong lòng. Trước đó còn đằng đằng sát khí, muốn trấn áp Khương Phàm, tàn sát Thương Huyền. Nhưng Khương Phàm chỉ là vừa xuất hiện đã lập tức biến mất, liền quấy đến rối loạn bầu không khí trước đó. Cuối cùng, là Khương Phàm lưu lại hung danh quá thịnh, xâm nhập lòng người, chạm đến linh hồn. Phá hủy nàng. Huyền Vũ Đế quân hét lớn, mãnh liệt đong đưa chiến khu vạn trượng, khí thế kinh khủng, áp bách nặng nề, dung chuyển không gian vững chắc tại thiên khải chiến trường. Huyết ma đế quân, bạch hổ đế quân nhao nhao giận lên, muốn đích thân giết vào vực sâu chôn vùi. Phá giải tinh linh đế quân. Trước đó không chịu giết nàng là không muốn đánh cỏ động rắn, bây giờ nếu Khương Phàm lên trời, nàng lại ngu xuẩn mất khôn, không cần thiết phải giữ lại nữa. Nhưng, đang tại thời khắc bạo động này, một thanh âm phiêu miểu mông lung đột nhiên quanh quẩn tại không gian rộng lớn nơi đây, chảy xuôi trong vũ trụ vô tận này. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thái Sơ, Huyết Ma. Thanh âm không lớn, như thật như ảo, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai bốn vị đế quân. Vạn dặm không gian xung quanh đăng thiên kiều đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, như đại dương cuốn lên sóng cả, lại nhẹ nhàng như sóng nước gợn nhẹ. Ai? Bốn vị đế quân bỗng nhiên cảnh giác, thanh âm phiêu miểu, lại như là mang theo lực lượng nào đó, thẩm thấu tinh thần, mang đến áp bách,
cũng mang đến cảm giác có chút quen thuộc. 3 vạn năm trước, tại bờ Đăng Thiên Kiều, ta đều từng đề cập qua cùng các ngươi. Đế quân, không chỉ là chúa tể thế gian, càng là gương mẫu cho chúng sinh. Đế quân, bảo hộ dân chúng, càng phải giáo hóa vạn dân. Đế quân, là quyền lợi, càng là trách nhiệm. Thanh âm phiêu miểu quanh quẩn giữa đất trời, quanh quẩn trong linh hồn, kích thích tinh thần của mỗi vị đế quân. Sắc mặt 4 vị đế quân dần dần thay đổi. Thanh âm thần bí khơi gợi lên bọn hắn ký ức trong sâu nhất, trải rộng ra hình ảnh lên trời phủ bụi đã lâu. 3 vạn năm trước, có vị lão nhân mệt mỏi đã chọn bọn hắn, nuôi dưỡng bọn hắn, cũng dẫn dắt bọn hắn, từ thánh hoàng đến thần linh, từ thần linh trọn vẹn, đến sơ khuy bán đế, lại đến hư hóa bán đế, ngạo nghễ đi đến Đăng Thiên Kiều. Ở trước Đăng Thiên Kiều uy nghiêm thần thánh kia, dưới 9 tầng mây mênh mông khủng bố đó. Vị lão nhân kia thay đổi sự nghiêm khắc thường ngày, lộ ra vẻ ôn hòa khó có được đối với mỗi bọn hắn. Chương 3064 ta, phần thiên đế quân. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ làm bạn toàn bộ hành trình cùng các ngươi. Ta không thể thay các ngươi chống cự lôi kiếp, nhưng có thể bảo đảm các ngươi thuận lợi lên trời. Sau đó, chính là lão nhân ân cần dạy bảo liên quan tới sứ mệnh của đế quân. Thanh âm bay tới vào giờ phút này, vừa vặn cùng thanh âm trong trí nhớ phát sinh dung hợp. Bọn hắn nổi lên từng cơn ớn lạnh, chiến khu cường hãn mà khổng lồ đều chậm rãi kéo căng. Một cái tên để bọn hắn kiêng kỵ, lại để cho bọn hắn tham lam, ù dâng lên trong đầu, như mặt trời thăng thiên trên biển, như vạn long triều thiên khuyết, rung động trong đầu, linh hồn hồi hộp. Ta chưa bao giờ ký thác kỳ vọng đối với các ngươi, nhưng ít ra ta vẫn tin tưởng các ngươi tôn trọng đối với 2 chữ đế quân. Nhưng, dáng vẻ bết bát nhất của các ngươi trong tưởng tượng của ta so ra còn bết bát hơn. Từ hoang cổ đến nay, các ngươi chính là đế quân thất bại nhất, tạo nên thời đại thất bại nhất. Thế giới này, bởi vì các ngươi mà trở nên không có ân nghĩa, không có lễ pháp, không có đạo đức. Các ngươi là tội nhân thiên hạ, các ngươi là tội nhân thời đại. Các ngươi có nhục với cái danh đế quân, có phụ với thiên địa nhờ vả. Các ngươi, khi hướng về chúng sinh thiên hạ, hướng đến thời đại này, hướng tới đạo đức lễ pháp 30.000 năm này. Tạ tội. Nương theo sau cùng thanh âm kết thúc, vạn dặm không gian đột nhiên bạo động, như biển cả nổi sóng, hoắc loạn vô tận. Sông núi sai chỗ, đất trời sụp đổ. Không gian vững chắc gấp 10 gấp trăm lần so với hạ giới, tại thời khắc này lại rung chuyển kịch liệt, cứ như là lúc nào cũng có thể lật úp. Một tòa thiên môn từ hư vô đến phiêu miểu, từ phiêu miểu đến chân thực, nó nguy nga to lớn, thần bí khó lường, sự xuất hiện của nó dẫn động hệ thống thế giới, sự xuất hiện của nó rung chuyển không gian thiên khải. Ầm ầm, thiên môn nguy nga giáng lâm từ vũ trụ, không nhìn khoảng cách không gian, chấn áp ở trên thân Huyền Vũ Đế Quân. Huyền Vũ Đế Quân lắc lư kịch liệt chiến khu vạn trượng giống như thiên nhạc, đột nhiên nằm xuống. Trùng kích kinh khủng khuấy động thần hồn, rối loạn nội hải, như là muốn triệt để hủy diệt hắn. Cánh cửa hư không đế quân. Huyền Vũ Đế Quân phía trước hãi nhiên giơ 2 cái đầu lên, hoảng sợ kêu to. Cánh cửa hư không đế quân. Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, Huyết Ma Đế Quân lùi gấp về hơn 10 dặm, chấn kinh đến căng cứng toàn thân. Hư không đế quân lại còn sống. Không phải hắn đã chết 30.000 năm rồi sao? Cánh cửa hư không. Đế binh truyền kỳ. Chẳng lẽ tinh linh đế quân không có nói sai? Thật sự là nàng đã tiếp nhận ủy thác của hư không đế quân, thật sự nắm cánh cửa hư không trong tay. Hư không đế quân. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng và cả đám người hồi hộp rút lui, lại như là bị bao phủ bên trong hải triều mãnh liệt, nhận phải oanh kích, nhưng lại giống như là bị vây ở nơi đó, tiến không được lui cũng không xong. Bọn họ nghĩ tới các loại khả năng rồi, duy chỉ không nghĩ tới cánh cửa hư không thật sự tồn tại. Càng không có nghĩ tới hư không đế quân trong truyền thuyết lại vẫn còn. Ầm ầm, cánh cửa hư không ầm vang mở ra, sóng chiều không gian vô tận lấy tràng diện khó có thể tưởng tượng tuôn trào ra, như là toàn bộ năng lượng không gian của thế giới đều hội tụ đến nơi này, thậm chí bên trong còn tràn ngập uy lực hỗn độn vững chắc thế giới, chiếm cứ uy lực thâm không hư vô, càng có uy lực giám sát giữa thiên địa mênh mông. Đây là uy lực thiên nộ khó có thể chịu đựng. Bạo động trong nháy mắt như là lật ngược thế gian. Dung chuyển thiên khải, không chỉ có hơn 1 triệu dặm thiên khải chiến trường lay động kịch liệt, mà phía bầu trời thế giới dưới đều nổi lên chiều cường không có tận cùng, hiện lên dị tượng thần bí. Huyền Vũ Đế Quân ầm vang chìm xuống, cơ hồ hoàn toàn bao phủ trong địa tầng, mà Huyết Ma Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân,
Thái Sơ đế quân vừa mới tháo chạy còn có bọn Huyền Vũ thái tổ bị bao phủ trong cuồng chiều không gian không thể động đậy, toàn bộ giống như là lá khô trong đại dương, mất khống chế bay lên, chật vật tháo chạy. Yên diệt hắc động cuồn cuộn kịch liệt, giống như là tinh cầu hắc ám gào thét lao đi. Cây giáo bạch hổ đột ngột nhảy lên, tinh linh đế quân đầu lâu rời khỏi cây giáo, cũng hỗn loạn tại không gian bạo động bên trong. Huyết ma đế quân, bạch hổ đế quân, thái sơ đế quân đều điên cuồng giãy giụa, cố gắng chống cự. Nhưng Huyền Vũ thái tổ và đám người phía dưới đế quân, lại hoàn toàn khó mà khống chế, trong lúc thoáng qua đều lùi đến vài trăm dặm, mà không có bất kỳ tình thế yếu bất gì. Bạo động kinh khủng như là một ngôi sao nổ tung ở chỗ này. Cánh cửa hư không bây giờ, càng cường đại xa so với 3 vạn năm trước. Hư không đế quân, là chính chúng ta thành tựu cho mình, không phải ngươi tạo nên chúng ta. Huyết ma đế quân kích phát tiềm lực ma huyết, thực lực bạo tăng, cưỡng ép ổn định ở bên ngoài 2.000 dặm. Nhưng, khi hắn đang cưỡng ép xốc lên sóng chiều không gian, bất chợt có một mảnh cường quang đỏ tươi như sấm chiều bạo động, như nộ long cuồng kích, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Liệp thần thương. Dài đến ngàn trượng, không thể phá vỡ, đạo ngấn sát lục răng khắp mặt ngoài, sôi trào sát lục cuồng chiều. Khi bạo kích đến trước mặt huyết ma đế quân, cùng lúc đó, liệp thần thương chân chính tăng vọt uy thế, trở nên phiêu miểu, trở nên mơ hồ, trở nên dung nhập thế giới, hóa thành sát lục pháp tắc thanh thiên thế giới. Phốc! Huyết ma đế quân run rẩy, bị liệp thần thương tráng kiện đánh xuyên. Vỡ vụn trước ngực, xuyên qua trái tim, phá vỡ phía sau lưng, theo ma huyết phun trào. Sôi trào lên huyết quang kinh khủng, liệp thần thương xen kẽ lấy trái tim huyết ma, toàn bộ đều bị đánh ra ngoài. Trái tim huyết ma, năng lượng nguyên bản chân chính của huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân, trợn tròn trong mắt, nhìn xem ta là ai. Khương Phàm theo sóng chiều không gian, theo sát lục pháp tắc của liệp thần thương, ầm vang xuất hiện ở trước mặt huyết ma đế quân. Ánh lửa vô biên, phân diệt cửu thiên, Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước Thủy Tổ, sinh mệnh đại đạo vần quanh. Hủy diệt pháp tắc bạo động, ngang nhiên đánh giết về phía trước. Chương 3065 bộc phát toàn diện 1. Uy thế này trong chốc lát khiến hắn cứ như kẻ săn mồi cấp cao nhất giữa thế gian, săn giết chúng sinh. Chu Tước, đế uy. Huyết ma đế quân ngưng tụ con ngươi, bỗng nhiên bừng tỉnh, không lo được lồng ngực rách nát, không lo được suy yếu tại thời khắc này, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn cuồng dã bạo động, hai tay hoành kích, như hai mảnh huyết hà lao nhanh. Như hai phiến biển máu ngập trời, nhấc lên đòn tấn công kinh khủng, bạo kích giết tới gần Khương Phàm. Bang bang! Móng vuốt của Khương Phàm hoành kích, tinh chuẩn chặn đánh, cường thế giữ lại hai trọng quyền. Tiếng tranh minh kịch liệt xuyên kim liệt thạch, vỡ vụn không gian, âm thanh truyền đi mấy vạn dặm sơn hà. Ma quyền đối kích với móng vuốt Chu Tước. Huyết đạo pháp tắc đối oanh với hủy diệt pháp tắc. Huyết mạch toàn thân Khương Phàm lọt vào trùng kích thảm liệt. Như là toàn bộ mạch máu đều muốn nổ nát vụn. Hai tay huyết ma đế quân run rẩy, vết nứt dữ tợn từ xương ngón tay mở rộng đến nắm đấm, thẳng tới cổ tay. Đối kích kinh khủng, hình ảnh rung động. Chu Tước dương cánh, liệt diễm phần thiên, vũ trụ vô tận đều như là bị đốt thấu. Huyết ma hét lớn, chém giết Chu Tước, huyết hải kinh khủng cuồn cuộn ở xung quanh. Cái này không chỉ là hai đại đế quân đối chiến, càng là hai loại pháp tắc thế giới rằng co cường hãn. Tất cả cường giả bao phủ trong cuồng chiều không gian đều bị cưỡng ép hấp dẫn, rung động kịch liệt đánh vào thị giác chạm đến linh hồn rung động lại dẫn phát thân thể run rẩy. Xin mời ý chỉ thanh thiên, tụ dẫn lời cầu nguyện của hàng vạn dân chúng. Chúng sinh tạo hóa. Khương Phàm đột nhiên há mồm, bên trong là một mảnh rực sáng, so mặt trời đều cường thịnh hơn mấy trăm ngàn lần, như là có thể chiếu thấu thâm không vô cương, chiếu thấu linh hồn vạn vật, chiếu thấu hết thảy hắc ám của thế gian. Bên trong ánh sáng vô tận phun trào lên hình ảnh của hàng tỷ dân chúng, chiếm cứ bóng người vô tận, vang vọng lên tiếng nói nhỏ mênh mông. Đây là thương sinh tạo hóa hắn sớm dành dụm. Đây là lấy đế uy mời được ý chí chúng sinh. Đây là mượn tên thanh thiên, hạ đạt thẩm phán hủy diệt. Huyết ma đế quân rối loạn ý thức, giật mình trước nguy cơ, huyết hải toàn thân lập tức bạo động, phóng thích cực hạn, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của Khương Phàm, muốn hủy diệt huyết mạch Khương Phàm, nhưng trước đó liệp thần thương đánh xuyên, mang trái tim đi, đã dung chuyển huyết khí của hắn. Trong nháy mắt hắn điên cuồng phản kích, nhưng lại bị hai cái móng vuốt hủy diệt của Khương Phàm gắt gao chế trụ. Giết! Khương Phàm há mồm hét lớn, sát sinh tiễn tuôn trào ra, xuyên qua đầu huyết ma đế quân với khoảng cách gần,
thẩm phán siêu cấp đế hồn ở bên trong. Mà, lại còn liên miên bất tuyệt, không ngừng tiếp tục. Bạo động rung động, hình ảnh kinh dị, như là khắc họa vũ trụ, vĩnh thế không tiêu tan. A, à, huyết ma đế quân đau đớn kêu rên, từ sau khi tiến vào đế quân, hắn cơ hồ đã quên lãng cái gì gọi là đau đớn, cái gì gọi là tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn như là rơi vào hải dương quang ảnh, bao phủ ở bên trong hàng tỷ dân chúng, thừa nhận chúng sinh thẩm phán. Khương Phàm gắt gao giữ chặt huyết ma đế quân, kéo dài bạo kích linh hồn. Đang lúc đó, song cầm bạo kích, ấn ký thủy tổ khôi phục, lấy tên thủy tổ, dung chuyển dòng sông thời gian và không gian. Ầm ầm, từng bản thân từ trong thân thể Khương Phàm xông ra, hóa thành hình thái chu tước, vắt ngang sâu trong liệt diễm. Liệt diễm sôi trào, bạo động bầu trời. Từng sợi ánh sáng hủy diệt tung hoành xen lẫn, từng đạo hủy diệt pháp tắc giáng lâm, toàn bộ rót vào bản thân biến thành chu tước. Cùng lúc đó, sáu chu tước vượt qua thời không, trùng kích biển liệt diễm, rót vào chu tước không có ý thức. Nương theo tiếng gáy to kịch liệt, sáu chu tước phân thân dục hỏa trùng sinh, hủy diệt pháp tắc lại quấn quanh toàn bộ. Chu tước tề khiếu, âm thanh chấn đoạn thiên khải, uy lẫm thế gian. Sau khi sáu tôn chu tước thành hình đã lập tức tách ra tám phương, hội tụ ở sau lưng huyết ma đế quân. Tại thời khắc Khương Phàm sắp thả ra toàn bộ sát sinh tiễn, sáu tôn chu tước cộng cử sáu thanh vô thượng chí tôn kiếm, uy lực vô thượng, hủy diệt pháp tắc vần quanh, trước trước sau sau giao thoa trùng kích. Phốc phốc phốc, cái cổ không thể phá vỡ của huyết ma đế quân liên tục tiếp nhận sáu lần bạo kích, bị vô tình chém đầu. Khương Phàm phun trào xong tất cả sát sinh tiễn, bỗng nhiên đưa đầu, cắn một cái vào đầu huyết ma đế quân, phóng lên tận trời, nhanh chóng kích phát vị bản thân thứ bảy, khôi phục nguyên khí. Mà sáu tôn chu tước sôi trào lên hỏa vũ vô biên, tràn ngập đất trời bao phủ huyết ma đế quân, hóa thành phần thiên diệt thế lô, hướng vũ trụ mịt mờ, hệ thống thế giới vô tận, tụ tập sóng chiều hủy diệt, điên cuồng trấn áp huyết ma đế quân, luyện hóa huyết ma đế quân. A a a, linh hồn mệt mỏi của huyết ma đế quân đau đớn kêu thảm, chiến khu bị tàn phá dẫy dụa kịch liệt. Nhưng, trái tim tượng trưng cho đầu nguồn huyết dịch đã bị mang đi, cùng pháp tắc liên hệ linh hồn bị trọng thương, ngay cả đầu đều bị đánh bay, chật vật cùng khuất nhục chưa bao giờ có, để hắn lâm vào trong hỗn loạn cùng suy yếu. Sáu tôn chu tước tiếp nhận lấy ý chí, điều khiển chiến khu siêu cường, dẫn dắt hủy diệt pháp tắc, điên cuồng diễn biến luyện lô, luyện hóa đế khu của huyết ma đế quân, đồng thời hấp thu đế huyết bên trong. Đế quân đang nhanh chóng suy yếu, bọn chúng thì đang tiếp tục tăng cường. Khương Phàm diễn biến bản thân nhanh chóng khôi phục thực lực, dương cánh hoành không, tiếng gáy to vang vọng toàn trường. Trận chiến này, trọng chỉnh cách cục thế gian, giết, cho ta. Ầm ầm, sát âm còn tại cuồn cuộn, không gian tiếp tục bạo động. Thiên hậu theo sát giết ra cánh cửa hư không, cố ý đạp ở trên đầu huyền vũ đế quân đang giãy giụa, mũi chân bạo kích, phóng lên tận trời, một tay cầm liệp thần thương trở về. Liệp thần thương có được ý thức của riêng mình, không còn chống cự những người khác khống chế. Đương nhiên, trừ Khương Phàm ra, thiên hậu cũng là một người duy nhất khác dám can đảm khống chế nó, lại có tư cách khống chế nó. Ầm ầm, liệp thần thương vần quanh điên cuồng giết chóc, xen kẽ lấy trái tim huyết ma đang bành trướng nhảy lên, sôi trào lên huyết khí ngập trời. Huyết ma đế quân trái tim là đế nguyên chân chính, huống chi trước đó vừa mới nuốt lấy trái tim tinh linh đế quân, bất luận là uy thế hay là năng lượng, đều khủng bố tuyệt luân. Chương 3066 bộc phát toàn diện 2. Thiên hậu lấy kim hống pháp tướng thiên địa, hóa thân chiến khu ngàn trượng, trực tiếp nuốt lấy trái tim huyết ma đế quân đã bị tàn phá. Sau một khắc, toàn thân nàng vặn vẹo giống như nổ tung, như là muốn vỡ vụn, nhưng, linh văn khế ước toàn thân thiên hậu khôi phục toàn bộ, giống như là 10 con ác thú đang hoành hành trong cơ thể, điên cuồng thôn vệ huyết hải cuồn cuộn, thay nàng làm dịu bớt áp lực. Thiên hậu nhìn xuống đau đớn, cưỡng ép ngăn chặn cơ thể, thực lực lập tức tăng vọt, thẳng bức cảnh giới bán đế. Tựa như cuộc chiến U Minh lúc trước, nàng từng dung hợp thần cốt bên trong cửu lê ma đồ, nghênh chiến thiên diện ma hoàng, giờ phút này dung hợp trái tim đế quân, kích phát tiềm lực cực hạn, sôi trào sinh cơ vô biên. Huyền Vũ Thái Tổ, chúng ta còn có một khoản nợ không có tính toán rõ ràng. Ngươi, còn nhớ rõ không? Tiếng thiên hậu hét lớn giữa chiến trường, phun trào uy lực vạn thú, khống chế đế binh liệp thần thương, ngang nhiên lao thẳng đến Huyền Vũ Thái Tổ. Nàng muốn thay các anh linh chiến tử tại Minh Tôn Sơn, báo thù. Cánh cửa hư không ba động kịch liệt, sóng chiều không gian tiếp tục cuồn cuộn, hồng hoang thiên long, thôn thiên ma hoàng,
Hồng Võ Thiên Thần, Lý Dần, bốn vị siêu thần liên tiếp giết ra, dẫn đầu hơn 30 vị thần linh, đuổi giết Bạch Hổ Thiếu Hoàng và các cường giả khác. Xác thực mà nói, đây cũng là săn bắn, là đồ sát. Khương Phàm xưng đế, Huyền Vũ Đế Quân, Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân, cuối cùng cũng từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Khương Phàm không có tới Đăng Thiên Kiều, sao có thể xưng đế? Nếu Khương Phàm xưng đế, vì sao bọn hắn không có bất kỳ phát giác gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liệp Thần Thương sôi trào là cái gì? Mẫu thân nó, đó là sát lục pháp tắc sao? Thương Huyền đây là thế nào, thế giới này làm sao vậy, điên rồi sao? Huyền Vũ Đế Quân điên cuồng giãy giụa, mưu toan xốc cánh cửa hư không lên. Nhưng, Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, toàn bộ ngồi xếp bằng trong cánh cửa hư không, dùng uy lực đồ đằng, liên hợp khống chế cánh cửa hư không, kích ra năng lượng của cánh cửa hư không với mức độ lớn nhất, tụ tập lấy lực lượng không gian của hệ thống thế giới, trấn áp Huyền Vũ Đế Quân. Giết hắn! Huyết Ma Đế Quân, cút ra đây cho ta! Bạch Hổ Đế Quân cùng Thái Sơ Đế Quân nhao nhao bạo phát, liên thủ lao thẳng đến chỗ Khương Phàm đang khôi phục. Nhưng, lão già, món đồ kia là làm cho ngươi. Một bóng người quỷ mị chặn đường ở phía trước Thái Sơ Đế Quân, cau mày, chỉ đến Yên Diệt Hắc Động phía xa xa. Tản ra cho ta, phóng xuất đế quân. Ngươi lại là xuất hiện từ chỗ nào? Thái Sơ Đế Quân hoành hành không trở ngại, trực tiếp phung năng lượng chôn vùi lên, muốn tùy ý gạt bỏ kẻ đó. Nhưng, lão già, ngươi nghe không hiểu tiếng người, ta bảo ngươi, tản ra. Khương Thương đột nhiên hét lớn, khí tức một khắc trước còn mờ ảo như hồng lưu, kịch liệt tăng vọt, từ trước tới giờ không chân thực mơ hồ, từ một chút khí tức mơ hồ, lại đến đế uy kinh khủng, trong chốc lát kích phát, như là để hắn dung hợp đến trong đất trời bao la, trở nên khủng bố mà thần bí. Đế uy, ngọa tào ngươi, Thái Sơ Đế Quân cao ngạo nửa đời, giờ phút này lại tuôn ra lời nói tục. Đế, mẫu thân nó, ở đâu ra đế? Mấy năm không gặp, Thương Huyền vỡ tổ sao? Dưới sự kinh sợ, Thái Sơ Đế Quân đánh ra sóng chiều chôn vùi ầm vang tăng vọt. Làm đế quân 30.000 năm, đối với việc khống chế chôn vùi thật không thể nghi ngờ là đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Vẫy tay một cái, chôn vùi cuồn cuộn. Một cái suy nghĩ, chôn vùi tăng vọt. Thái Sơ Đế Quân hoành kích hai tay, chiều dâng chôn vùi giống như là lôi đình vạn cổ cuồng kích. Khuấy động chôn vùi vạn vật, uy thế khủng bố chém chết vạn đạo, lít nha lít nhít toàn diện bạo kích Khương Thương. Cho dù là tinh linh đế quân, vừa mới bắt đầu chính là bị chôn vùi trọng thương, lập tức bị cưỡng ép trói buộc, sau đó diễn biến thành Yên Diệt Hắc Động, dung nhập hệ thống thế giới, lại rời khỏi với hệ thống thế giới, triệt để ngăn cách hắn. Nhưng, sự khác biệt giữa Khương Thương và tinh linh đế quân chính là, hắn có thiên địa huyền hoàng, truyền thừa, không chỉ có thể khống chế tự nhiên, càng là được tự nhiên bảo vệ. Bạo kích khủng bố trong chốc lát, Khương Thương bị đánh đến be bét máu thịt, nhưng vẫn không thật sự dung chuyển được hắn. Khương Thương cùng tự nhiên giao hòa, hắn càng được thiên địa huyền hoàng bảo vệ, thân thể nhìn như gầy gò lại không thể phá vỡ, dưới sự vội vàng chôn vùi vậy mà lại không có chân chính làm bị thương hắn. Cái này thật sự là đã vượt qua dự đoán của Thái Sơ Đế Quân, hắn đang muốn tiếp tục bước lên, mở rộng chiều dâng chôn vùi thành lỗ đen, kết quả. Khương Thương toàn thân vặn vẹo, trở nên trong suốt, bên trong sơn nhạc chập trùng, sông ngòi lao nhanh, rừng rậm khôi phục, một mảnh tự nhiên phồn thịnh cảnh tượng. Sau đó, phát nổ. Quá trình lịch luyện tàn khốc bên trong đế thành để hắn khắc sâu ấn tượng nhất vĩnh viễn là lần đầu tiên đi đến diễn võ trường, còn không có kịp phản ứng thì đã bị Lý Dần cùng Kiều Vô Hối nổ bay. Lần đầu tiên hắn biết loại niết bàn bảo mệnh này, lại còn có thể dùng như thế này. Mặc dù hình ảnh ngay lúc đó rất khuất nhục, nhưng không có chút nào ảnh hưởng hắn diễn luyện thi triển như thế này về sau. Ta chẳng quan tâm tình huống của ngươi như thế nào, đi lên thì cứ nổ ngươi trước. Nổ chết ngươi, chiến đấu kết thúc. Nổ không chết ngươi, nổ được ngươi, khống chế quyền chủ động. Nhưng, hắn quên bây giờ hắn đã là đế. Ầm ầm, Khương Thương nháy mắt đã niết bàn, dẫn phát hệ thống thế giới bạo động kịch liệt, mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm suýt chút nữa đã muốn sụp đổ. Ba động kinh khủng trùng kích, khí tức tuyệt vọng đổ sụp tự nhiên, khuấy động bốn phương tám hướng, trùng kích đến tất cả cường giả tại thiên khải, như là muốn trực tiếp dẹp yên toàn bộ thiên khải chiến trường, vỡ nát tất cả cường giả thần ma. Cũng may bọn người Kiều Vô Hối đang tụ tập tại gần cánh cửa hư không, không gian nơi đó vững chắc, pháp tắc hoành hành, tránh cho bọn hắn tiếp nhận đả kích trực tiếp. Nhưng,
Thái Sơ đế quân gần ngay trước mắt đứng chịu mũi xào, bị tạc đến máu thịt bay tứ tung. Chương 3067 toàn diện trấn áp. Ha ha, ha ha ha, thoải mái, lão già, tân đế sinh ra, cựu đế thoái vị, người quả thật già rồi. Linh hồn Khương Thương phiêu đãng giữa tự nhiên, nhanh chóng đoàn tụ ra đế khu hoàn chỉnh. Giương tay vồ một cái, 10 vạn dặm bạo động, diễn biến thế giới thuộc về mình, ngược lại Thái Sơ đế quân thì bị vây ở bên trong. Đây là chiến trường của ta, lão già, nhìn là chôn vùi của ngươi mạnh hơn, hay là tự nhiên của ta càng mạnh. Khương Thương tạo nên tự nhiên lĩnh vực thuộc về mình, trực tiếp liên hệ cùng 10 vạn dặm Sơn Hà, càng cộng minh cùng mấy trăm vạn dặm Thiên Khải. Hắn là hộ giả tự nhiên, hắn tạo nên tự nhiên, khống chế tự nhiên, pháp lệnh tự nhiên. Hỗn trướng, mặc kệ ngươi từ đâu xuất hiện, cũng không xứng nói lời ngông cuồng với ta. Thái Sơ đế quân bộc phát trong lúc hỗn loạn, triều dâng chôn vùi bạo động dễ như trở bàn tay, những nơi hắc ám đi qua, núi lớn vỡ nát, hà triều khô kiệt, địa tầng sụp đổ, tất cả, đều đang nhanh chóng hủy diệt. Khương Thương hét lớn, thể hiện dần dần dữ tợn, ý thức giao hòa cùng không gian rộng lớn, tiếp tục dẫn dắt khí thức tự nhiên, phong phú lĩnh vực của mình, vững chắc lĩnh vực của mình. Ầm ầm, Thái Sơ đế quân trực tiếp mình hóa thân thành yên diệt hắc động, ngàn vạn vằn đen như lôi đình từ sâu trong vũ trụ bạo kích đến, phá vỡ tự nhiên lĩnh vực, rót vào yên diệt hắc động. Đó là yên diệt pháp tắc, hấp thu từ hệ thống thế giới, cướp đoạt từ vũ trụ vô tận. Nhưng, hắn và Khương Thương đối kháng toàn diện, dẫn động yên diệt pháp tắc di chuyển, để viên yên diệt hắc động ngưng tụ trước đó kia nhanh chóng yếu bớt. Tinh linh đế quân mệt mỏi bên trong yên diệt hắc động chậm chạp vặn vẹo. Dần dần sinh ra liên hệ cùng thế giới tự nhiên phía ngoài. Thiên nghi nữ hoàng bưng lấy đầu tinh linh đế quân, xin đợi ở ngoài yên diệt hắc động. Ầm ầm, Chu Tước hoành không, Bạch Hổ khiếu thiên. Chu Tước cùng Bạch Hổ tượng trưng cho chiến lực yêu tộc cực hạn, cuồng bạo giết tới cùng một chỗ. Liệt diễm cuồn cuộn, như biển lửa diệt thế, sát khí sôi trào, hoắc loạn thiên khải. Khương Phàm cùng Bạch Hổ chém giết kịch liệt, va chạm cuồng bạo. Từ Sơn Hà sụp đổ giết vào vũ trụ mịt mờ. Móng vuốt Chu Tước phun trào sóng chiều hủy diệt, Bạch Hổ móng vuốt vờn quanh sát lục pháp tắc, mỗi lần va chạm đều dẫn phát hệ thống thế giới ba động kịch liệt, càng nhấc lên năng lượng khủng bố hủy trời diệt đất. Giống. Bạch Hổ tế lên 99 viên sát lục niệm châu, mỗi viên đều sáng chói giống như tinh thần, càng có bao quanh lôi điện giống như xiềng xích siết chóc, bọn chúng kịch liệt hoành hành, thân ảnh sôi trào giống như là 99 con bạch hổ. Trong chốc lát bộc phát ra như là bạch hổ yêu tộc tế hiến, toàn bộ vũ trụ đều đang vì đó mà rung động. Táng diệt truyền thừa, nhật nguyệt tinh thần. Khương Phàm dương cánh gáy to, trong liệt diễm sôi trào lao nhanh ra hàng vạn tinh hà, dâng lên mặt trời cùng nhật nguyệt. Tinh hà lao nhanh, vũ trụ bạo động. Nhật nguyệt chìm nổi, âm dương luân chuyển. Khương Phàm thể hiện ra uy lực và năng lượng tuyệt thế, biển lửa cuồn cuộn diễn biến thế giới sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần diễn dịch vũ trụ tiêu tan. Hình ảnh không có gì sánh kịp đánh vào thị giác, tuyệt thế tai nạn kinh khủng như chiều cường cuốn qua thâm không. Bạch Hổ đế quân không quá e ngại, cường thế điều khiển 99 viên sát lục tinh thần mà hắn lắng đọng 30.000 năm, tăng vọt quy mô, sát huy sôi trào, lập tức hấp thu toàn bộ khí tức sát lục tại chiến trường Thiên Khải. Trong chốc lát xuất hiện uy thế cực hạn để cho Thiên Khải rung chuyển, để cho toàn trường hồi hộp. Ầm ầm, vũ trụ hắc ám như là sụp đổ tại giờ khắc này. Dung chuyển hơn 10 vạn dặm thâm không. Đây là cuộc chiến địa vị ở giữa Chu Tước cùng Bạch Hổ, càng là cuộc chiến sinh tử ở giữa Tân Đế cùng Cựu Đế. Thắng bại cực kỳ quan trọng. Nhưng, quyết đấu điên cuồng hiển nhiên mang theo vài phần không đối xứng. Mặc dù Bạch Hổ đế quân đã bước lên đế cảnh 30.000 năm, nhưng thiên đạo truyền thừa của Khương Phàm là lại là được ông trời hỗ trợ, phóng thích cực hạn hao hết huyết khí và tinh thần của hắn. Càng là thật sự diễn biến ra nhật nguyệt tinh thần đại táng tại vũ trụ mênh mông này. Nương theo đế huyết đầy trời, Bạch Hổ đế quân tháo chạy mấy trăm dặm trong cuồng chiều bạo tạc, bị nện thật sâu vào trong địa tầng thiên khải, cơ bắp khỏe mạnh thủng trăm ngàn lỗ, đế cốt cứng cỏi bò đầy vết nứt, xưng đế 30.000 năm, bây giờ lại bị trọng thương trước nay chưa từng có. Khương Phàm kích phát bản thân, nhanh chóng khôi phục đỉnh phong, hai cánh chấn kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là xé rách hắc ám vô tận. Giết trở lại thiên khải chiến trường. Giống. Bạch Hổ đế quân chấn vỡ địa tầng, nổi giận lên trời, không sợ chết mà nghênh chiến Khương Phàm. Cây giáo giết chóc bị đánh bay trước đó lại đánh tới, đó là tuyệt thế chiến binh rèn luyện từ xương sống của hắn, lấy đế huyết nuôi nấng 30.000 năm.
không thể phá vỡ, sát uy vô cương, hoàn toàn tương thông cùng ý thức, giống như là cận vệ thiếp thân theo Khương Phàm nghênh chiến. Đây chính là cuộc chiến đăng thiên kiều mà đế tộc chờ mong. Đây chính là cuộc chiến nghịch tập mà bọn người Khương Phàm chuẩn bị. Huyền Vũ đế quân bị cánh cửa hư không chấn áp. Huyết Ma đế quân bị phần thiên luyện lô luyện hóa. Thái Sơ đế quân bị Khương Thương dây dưa. Bạch Hổ đế quân thì bị Khương Phàm điên cuồng tấn công chính diện. Thảm thiết nhất chính là Huyền Vũ thái tổ bọn hắn, đối mặt với hơn 30 vị thần linh vây bắt, ngay từ đầu liền lâm vào bị động. Sau khi thiên hậu tự mình cuồng chiến với Huyền Vũ thái tổ, Hồng Hoang Thiên Long chém giết Bạch Hổ thiếu hoàng, Thôn Thiên Ma hoàng cuồng kích Huyết Ma ma hành, Lý Dần quyết đấu với Vĩnh Dạ, Hồng Võ Thiên Thần thì trấn áp Huyền Đàm, tại thời điểm bọn hắn tự mình ứng đối với đối thủ nguy hiểm, bọn người Kiều Vô Hối cơ hồ là triển khai săn giết vô tình đối với Kim Vô Song và các thần linh khác. Bọn người Kim Vô Song bi phẫn phản kích, lại thảm tao vô tình trà đạp. Tại tuyệt đối đội hình cùng thực lực trước mặt, bọn hắn gào thét cùng phản kích lộ ra như vậy bi thương hỗn loạn, vẫn lấy làm kiêu ngạo thần uy lộ ra như vậy suy yếu cùng vô lực. Bọn người Kiều Vô Hối cơ hồ là tranh nhau chen lấn bạo kích, trình độ hung tàn giống như sợ đã chậm nửa bước, ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Cứ như vậy, chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi, Kim Vô Song và các thần linh trước đó còn dâng cao chiến ý toàn bộ lọt vào trấn áp. Chương 3068 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 1. Không phải chém giết, mà là trấn áp. Là bắt sống, bắt sống. Đối với thần linh tôn quý, cường hãn mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Sau khi toàn bộ bọn hắn bị trấn áp, hơn 30 vị thần linh lập tức chia ra 5 đường, cường thế tiếp viện thiên hậu và 5 nơi chiến trường chủ yếu. Huyền Đàm rất nhanh đã tan tác. Vừa mới bắt đầu còn muốn lật tung Hồng Võ Thiên Thần, chẳng quản ngươi là thần linh đỉnh phong hay là siêu thần, tinh linh chính là tinh linh, không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, vị Hồng Võ Thiên Thần này lại vũ dũng lạ thường, thậm chí còn mang theo chút điên cuồng như vậy. Cái này, mẫu thân nó, là ai dạy dỗ? Huyền Đàm bi phẫn phản kích, không tiếc dùng vô hạn sơn hà liều chết bảo vệ, nhưng sau khi Huyền Vũ Chiến Thần và 5 vị tinh linh giáng lâm, lại bị trấn áp thảm tao. Tiếp đó chính là Vĩnh Dạ. Hắn cơ hồ nhận Lý Dần thành đế tử. Nhưng vị đế tử giả này rõ ràng càng nhanh nhẹn dũng mãnh hơn so với đế tử thật, không chỉ là áp chế cảnh giới, càng quan trọng hơn là không có bất kỳ cái kiêu ngạo hay tự phụ gì, ngược lại còn nhiều hơn mấy phần hung tàn và bạo ngược. Không đợi bọn người Kiều Vô Hối đến đây trợ giúp, Lý Dần đã đánh trọng thương Vĩnh Dạ. Lập tức bị bọn người Hướng Vãn Tình cưỡng ép trấn áp. Tiếp đó chính là Huyết Ma ma hành, Bạch Hổ thiếu hoàng, mặc dù bọn hắn rất cường hãn, cũng đều là đế mạch truyền thừa, nhưng bọn hắn đối kháng với kẻ địch cường hãn, khi hơn 10 vị thần linh phân biệt nhào về phía chiến trường của bọn hắn, liên hợp tấn công, sự kiên trì cùng điên cuồng của bọn họ đều biến thành dãy giụa không có chút ý nghĩa nào. Tại trước mặt các thần ma này bọn hắn cứ như lá rụng trước cuồng phong, Kim Vô Song và cả đám người trước đó thể huyết chiến đến cùng, cứ như vậy mà ngã xuống toàn bộ không ngoài dự tính. Chiến trường thần cấp kết thúc vô cùng tấn mãnh đến nỗi có vẻ hơi vội vàng. Không cần phải để ý đến ta, đi trấn áp Huyền Vũ đế quân. Thiên hậu hét lớn, dẫn ma huyết cuồn cuộn, máu nhuộm liệp thần thương, đánh ra một đòn kinh thế, liên tiếp phá thập tam trọng biển động phòng ngự của Huyền Vũ thái tổ, nhấc lên sát lục pháp tắc vô tận, khuấy động sát huy kinh thiên săn giết thần ma, vô tình xuyên qua áo giáp không thể phá vỡ của Huyền Vũ thái tổ, sau đó đè ép nó tháo chạy hơn 10 dặm. Cuồng dã đính ngay trong phế tích. Giống. Huyền Vũ thái tổ thảm liệt gào thét, nặng nề chiến khu mãnh liệt lắc lư, bạo khởi ngập trời hải triều, hóa thành vạn trượng sóng lớn, điên cuồng chặn đánh đang muốn giết tới thiên hậu. Thiên hậu ngạnh kháng triều dâng hoành hành tại chiến trường, kim hống phá trời, đằng xa cuồng vũ, tổ kỳ lân lay động đất trời, kim ô phần thiên, thái âm hoành hành, có Huyền Vũ khác thác hải mà đi, linh văn bảy đại tổ thú cộng minh, là thiên hậu cưỡng ép mở đường. Liên tiếp phá tan biển động vạn trượng, mỗi một lần đột phá đều nương theo tiếng oanh minh kinh thiên động địa, mỗi một lần đột phá đều nhấc lên biển động sụp đổ. Thân thể gầy gò, nhưng chiến ý vô địch. Thiên hậu bạo kích hơn 50 dặm, giết tới trước mặt Huyền Vũ thái tổ. Một tiếng gào rít, khống chế càn khôn, hai tay cuồng kích, vô tình lật ngược Huyền Vũ thái tổ vừa muốn tránh thoát. Huyền Vũ thái tổ bị liệp thần thương chấn áp thân thể toàn bộ bay tứ tung đứng lên. Gào thét sôi trào đánh tới hướng đăng thiên kiều gần đó. Huyền Vũ thái tổ gầm thét, Huyền Minh đại xà quay quanh liệp thần thương, mưu toan cưỡng ép rút nó ra. Nhưng liệp thần thương đã trải qua thiên kiếp rèn luyện,
đã tấn thăng thành đế binh kinh khủng, trong chốc lát bộc phát ra chiều cường giết chóc, vô tình đánh sụp ra Huyền Minh đại xà. Thiên hậu giết tới, Kim Hống tiếp tục bộc phát bí thuật, pháp tướng thiên địa, hình thể lần nữa tăng vọt, mê quang sôi trào ngập trời, đạt tới 3000 trượng. Ầm ầm, thiên hậu đạp tan sơn hà, hai tay hoành kích, cưỡng ép cắm liệp thần thương vào Huyền Vũ Thái Tổ. Nàng điên cuồng hét lớn, đằng xà quay quanh cánh tay trái, đại long thôn thiên quấn quanh cánh tay phải, cuồng lực cuồn cuộn, bộc phát toàn diện, lại chống Huyền Vũ Thái Tổ nặng nề giống như đại dương bộ lên. Huyền Vũ Thái Tổ mãnh liệt giãy giụa, không ngừng bộc phát hải triều, mang theo lực bộc phát không có tận cùng, lấy uy lực vén trời đất, oanh kích thiên hậu. Chiến khu hư vô của thiên hậu kịch liệt ba động, lại không sợ hãi, ngạnh kháng lấy bộc phát tựa là hủy diệt, chọn Huyền Vũ Thái Tổ, nhanh chân bước lên phía trước. A a a, đế quân, cứu ta. Huyền Vũ Thái Tổ biết mục đích của thiên hậu, nó điên cuồng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng đều không thoát khỏi được liệp thần thương kinh khủng, điên cuồng phóng thích, càng không chấn vỡ vụn được thiên hậu đang phát cuồng. Huyền Vũ Thái Tổ, lôi kiếp đã chờ ngươi quá lâu. Ngươi, nên lên đăng thiên kiều. Tốc độ của thiên hậu càng lúc càng nhanh, đạp tan sơn hà, cuồng dã bước lên, cuối cùng chiến khu hư vô kịch liệt nhúc nhích, hai cánh âm dương nổ tung ở sau lưng, vỡ vụn không gian, nghịch loạn âm dương, trong chốc lát phóng lên tận trời, đẩy Huyền Vũ Thái Tổ đánh về phía đăng thiên kiều xa xa. Tràng cảnh bá liệt, bạo động dã man. Phong thái của thiên hậu vào giờ phút này, thẳng bức chiến trường đế cấp. Ầm ầm. Khi thiên hậu bước vào cấm khu, trong chốc lát, bầu trời mênh mông đã nhanh chóng đen xuống. Lôi chiều cuồn cuộn, tử quang chiếu thấu sơn hà. Tầng mây thứ nhất rất nhanh đã thành hình, đè ép ngàn dặm cương vực xung quanh đăng thiên kiều, càng lan tràn về vạn dặm, thậm chí là 10 vạn dặm. Huyền Vũ Thái Tổ từ đầu đến cuối áp chế điểm sau cùng hư hóa này, nhưng trận chém giết kịch liệt này đã để hư hóa sau cùng buông lỏng, lại tăng thêm việc liên tục lừa gạt thiên kiếp mấy ngàn năm. Giờ phút này vừa mới tiến vào cấm khu, nó đã lập tức bị cưỡng ép khóa chặt. Cái đăng thiên kiều này, nó lên cũng phải lên, không lên cũng phải. Thiên hậu, người chết không yên lành. Huyền Vũ Thái Tổ bi phẫn chửi mắng. Ta chết như thế nào, người không thấy được, nhưng cái chết của ngươi, chúng ta cùng nhau chứng kiến. Huyền Vũ Thái Tổ, mời lên đăng thiên kiều. Thiên hậu giơ cao liệp thần thương, bay lên chuyển động trên phạm vi lớn, hung hăng, phát xạ Huyền Vũ Thái Tổ ra ngoài. Hoành kích hơn nghìn dặm cấm khu, đánh tới bên trên đăng thiên kiều. Ầm ầm, 9 tầng lôi vân nhanh chóng thành hình, tầng tầng đè ép, uy khắp chiến trường, ý chí thiên đạo vô hình, che mất Huyền Vũ Thái Tổ. Huyền Vũ Thái Tổ không có chỗ có thể đi, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng cùng đau đớn buông tay đánh cược một lần, cưỡng ép lên trời. Chương 3069 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 2. Huyền Vũ Đế Quân muốn ngăn cản, nhưng lại bị cánh cửa hư không cưỡng ép chân áp. Dưới sự thao túng toàn diện của Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, do ý niệm hư không đế quân dẫn động cánh cửa hư không, thống không ngừng liên tục mượn tới lực lượng không gian từ toàn bộ thế giới hệ. Giống như là thế giới đang trấn áp nó. Mặc cho ngươi có thể lay động đất trời, pháp lệnh đại dương mênh mông, nhưng ngươi vén không được thế giới. Thời điểm thiên hậu ngược chiến cùng Huyền Vũ Thái Tổ, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Lý Dần, Hồng Võ Thiên Thần, cùng toàn thể thần ma. Nhao nhao tập kết đến xung quanh cánh cửa hư không, phóng thích thế công mạnh nhất từ bản thân, hội tụ thành dòng lũ năng lượng, chạy về phía cánh cửa hư không. Đây không phải đang đả kích cánh cửa hư không, mà là giao phó toàn bộ thế công cho bọn người Đông Hoàng Như Ảnh, sau đó hội tụ thành đòn tấn công càng kinh khủng, tiếp tục bạo kích Huyền Vũ Đế Quân. Huyền Vũ Đế Quân là đế quân tôn quý, phòng ngự vô địch, nhưng hơn 30 vị thần ma cùng 4 vị siêu thần toàn diện phóng thích, nguồn năng lượng này vẫn rất khủng bố. Kéo dài bạo kích, để Huyền Vũ Đế Quân tiếp nhận áp bách to lớn, kích phát ra khuất nhục vô tận. Làm kẻ thống trị giữa thế gian, quan sát chúng sinh hơn 30.000 năm, vậy mà cuối cùng lại lọt vào thần ma vây bắt, cái này thật sự là nhục nhã khó mà chịu được. Hư không đế quân, đắc tội. Huyền Vũ Đế Quân rốt cuộc cũng đè xuống kính sợ tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Nội hải oanh minh, số lượng hải triều dự trữ tương đương với trăm vạn dặm hải vực bên ngoài. Trong chốc lát đã khuấy động uy thế, để đất trời gào thét, để thiên khải lay động, như là muốn chỉnh thể đổ sụp. 40 vị thần linh, phối hợp cánh cửa hư không, nếu như còn ép không được, chúng ta cũng đừng sống nữa. Hồng Hoang Thiên Long gầm thét, khích lệ tất cả cường giả điên cuồng trấn áp. Tuyệt đối không thể để hắn thoát khốn, trấn. Đông Hoàng Như Ảnh càng là giao hòa cùng vô hạn vũ trụ,
mượn tới uy thế càng kinh khủng, kích phát cánh cửa hư không toàn lực chấn áp. Chiến trường thần cấp kết thúc, giết tên bạch hổ kia. Thiên hậu rời khỏi cấm khu lên trời, thôi động liệp thần thương đánh về phía Khương Phàm nơi đó, còn mình thì lao tới cánh cửa hư không, hiệp trợ chấn áp Huyền Vũ Đế Quân. Thiên hậu gia nhập, không chỉ là tăng thêm một vị cường giả cấp bán đế, càng mang đến niềm tin mạnh mẽ. Bọn hắn không hy vọng xa vời sẽ giết được Huyền Vũ Đế Quân thật, nhưng tuyệt đối phải gắt gao trấn áp cái tên siêu cấp chiến thú này ở chỗ này, cho đến toàn bộ chiến tranh kết thúc. Khương Phàm cùng Bạch Hổ Đế Quân đang giết đến hừng hực khí thế. Bạch Hổ Đế Quân xác thực nhanh nhẹn dũng mãnh, nhất là phương thức tấn công không sợ chết, để Khương Phàm khó mà tìm tới cơ hội phá cục, đến mức tạm thời thế công lâm vào giằng co. Liệp thần thương trở về, vừa vặn đánh vỡ cái cục cứng đờ này. Oanh! Liệp thần thương có được ý thức, không cần Khương Phàm khống chế, tự nó đã đánh xuyên không gian, đuổi giết Bạch Hổ Đế Quân. Khương Phàm dương cánh phục thiên, chu tước trong biển lửa sôi trào không còn là vi tôn vạn cầm thế giới, mà là vòng xoáy liệt diễm bạo động mảng lớn, vòng xoáy ù ù tiếng vang, cướp đoạt hủy diệt pháp tắc trong hệ thống thế giới, hội tụ thành sóng chiều tai nạn hủy trời diệt đất, tràn ngập đất trời đánh xuống phía Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân thảm tao chấn áp, đế khu cường hãn như là tắm rửa dưới hàng tỷ tia lôi đình, nếu như giờ phút này hắn nhấc lên sát lục pháp tắc, đối kháng với hủy diệt pháp tắc của Khương Phàm, tất nhiên là sẽ lâm vào giằng co. Liệp thần thương đã giết tới chắc chắn sẽ mang đến trọng thương cho hắn. Cho nên, trong chớp mắt, Bạch Hổ Đế Quân hung hãn đi ngược lại con đường cũ, mặc cho hủy diệt bao phủ nó, để toàn thân nó căng cứng, gian nan chống cự, đồng thời xúc thế phản kích. Nó muốn tại giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, khi mà liệp thần thương giết tới lần nữa, cưỡng ép khống chế, thay đổi quỹ tích đả kích Khương Phàm. Một thanh vũ khí nho nhỏ cũng dám cùng hắn tranh đoạt sát lục pháp tắc. Hắn muốn để liệp thần thương nhìn xem ai là trưởng khống giả chân chính của giết chóc. Hắn muốn để liệp thần thương chân chính thần phục hắn khống chế. Nhưng, mặc dù Bạch Hổ Đế Quân cường hãn lại điên cuồng, khi vung lên kinh nghiệm chiến đấu cùng khống chế dự đoán đối với chiến trường, yên lặng 30.000 năm để nó thật đúng là kém một chút so với Khương Phàm. Tại lúc phát giác được Bạch Hổ Đế Quân muốn mạnh mẽ chống cự hắn, trong chốc lát, Khương Phàm lại không có bất kỳ mập mờ gì, hắn thả ra Bát Hoang Tuyệt Diễm bên trong phần thiên luyện vực. Bát Hoang Tuyệt Diễm như mực, lăn lộn đến bên trong phần thiên hỏa hải, sau đó. Ầm ầm tiếng vang, vạn kiếp môn bị cưỡng ép mở ra. Nương theo ba động khủng bố cuồn cuộn ngập trời. Một cánh cửa màu đen nguyên thủy mà phong cách cổ xưa ù ù mở ra, trong chớp mắt, hắc môn xuyên suốt thâm không vũ trụ vô tận, liên tiếp đến hệ thống thế giới. Hắc ám rung chuyển, càn khôn run rẩy. Một loại thiên tai tận thế, thiên tai diệu thế, thiên tai hắc ám, cùng địa nạn, người khó, ma thần khó, tâm khó, hồn khó và vô số kiếp nạn, mệnh số, sóng chiều tai nạn tràn ngập ra, hấp thu từ toàn bộ thế giới hệ thống cùng trong vũ trụ vô tận. Theo Bát Hoang Tuyệt Diễm khống chế, oanh oanh liệt liệt thẩm thấu đến bên trong hủy diệt pháp tắc mà Khương Phàm đưa tới. Hai loại pháp tắc điệp ra bạo động, trong chốc lát đã tăng vọt uy thế. Mặc dù vạn kiếp môn đã bị tàn phá khó mà dẫn phát ra được đế uy chân chính, nhưng bộc phát uy thế cũng đủ để đánh vỡ cục diện chân áp Bạch Hổ Đế Quân bế tắc này. Bạch Hổ Đế Quân vốn là chống cự gian nan, mặc dù đế khu rèn luyện 30.000 năm đã đầy đủ cứng cỏi. Nhưng liệt diễm cùng hủy diệt pháp tắc của Khương Phàm vẫn rất khủng bố, cho nên lựa chọn ngạnh kháng dữ dội cũng coi như là đánh cược. Kết quả, uy thế tràn ngập đất trời bỗng nhiên tăng vọt, để đế khu nó đau khổ kiên trì ầm vang chìm xuống, da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Nhất là tràn ngập trong hủy diệt pháp tắc kiếp nạn ba động, mãnh liệt ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Bạch Hổ Đế Quân vừa mới muốn khóa chặt liệp thần thương, kết quả thân thể lại bị trọng thương, ý thức hoảng hốt, tháo chạy ngay lập tức. Liệp thần thương cuốn lên sát lục cuồng chiều, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân Bạch Hổ Đế Quân. Chương 3070 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 3. Bởi vì Bạch Hổ Đế Quân đã trọng thương, tạm thời mất đi khống chế đối với sát lục pháp tắc, kết quả toàn bộ sát lục pháp tắc lại lạc đến phía trên liệp thần thương kịch liệt xoay tròn, cường quang chói mắt là xiềng xích sát lục pháp tắc hóa thân. Phốc phốc, liệp thần thương đâm xuyên qua đầu Bạch Hổ Đế Quân. Lực xuyên qua mạnh mẽ mang theo chiến khu khổng lồ bay lên. Khương Phàm nắm lấy cơ hội, hắn lao xuống, một tay bóp lấy xương sống Bạch Hổ Đế Quân, móng vuốt sắc bén vô địch lập tức đâm xuyên ra thịt, dữ dội chụp đến trên xương cốt. Ầm ầm, hai cánh bạo kích, không gian rung động. Khương Phàm phóng lên tận trời, đuổi giết Huyền Vũ Đế Quân nơi đó.
Như ảnh, đưa ta, về Thương Huyền. Giao cho các ngài, bất luận như thế nào cũng đều phải trấn trụ hắn. Ngẫm lại thần tôn, ngẫm lại thần giáo, trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Sau khi Đông Hoàng Như ảnh nhắc nhở Đông Hoàng Càn và Đông Hoàng Toại, nàng lập tức rời khỏi cánh cửa hư không, mấy cái vượt qua đã xuất hiện ở trên lưng Khương Phàm. Trấn. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại nhận lấy xúc động, ngẫm lại tình cảnh thần tôn phó thác, ngẫm lại thần giáo mấy chục năm này đánh cược, bọn hắn kiên trì đến bây giờ thật sự là không dễ dàng, cũng không có bất kỳ lý do gì để vào giờ phút như thế này lại từ bỏ, bọn hắn muốn toàn lực ứng phó. Toàn lực, ứng phó. Một mực sông. Đông Hoàng Như ảnh quát, hai tay hư vô linh xảo huy động, một mảnh đạo ngấn không gian diễn biến đến cực hạn, bạo kích mấy vạn dặm, trực chỉ thông thiên tháp xuyên suốt chiến trường thiên khải. Khương Phàm bóp lấy bạch hổ đột nhiên bao phủ ở bên trong chiều cường không gian, biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng đến con đường thiên khải. Giống. Bạch hổ đế quân bừng tỉnh, điên cuồng bạo động, giãy giụa kịch liệt. Nhưng liệp thần thương đánh xuyên đầu của hắn, giết chóc thảm liệt quấy ở trong đầu, tàn phá tất cả, mà xương sống thì bị bắt lại, cơ thể càng là khó mà xoay chuyển. Nhưng. Bạch hổ trung quy vẫn là bạch hổ, là yêu thú hung tàn nhất. Thái sơ đế quân. Huyết ma đế quân, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu như ta bị lưu vong thâm không, các ngươi ai cũng sống không được. Bạch hổ đế quân điên cuồng bạo động, sát khí sôi trào, chàng hạt cuồng kích, dữ dội chấn vỡ vụn đạo ngấn không gian của Đông Hoàng Như ảnh. Không gian cuồn cuộn, đất trời rung chuyển, bọn hắn vừa mới vượt qua vạn dặm đã hiển hiện ra toàn bộ. Như ảnh, chờ ở phía trước. Khương Phàm không kinh không loạn, lúc con đường không gian sụp đổ. Trong chốc lát hắn đã đè ép bạch hổ đế quân nằm xuống lao xuống, hung hăng va vào phế tích rách dưới tại thiên khải chiến trường. Hai cánh giơ cao, gào rít không dứt, một mảnh hào quang hừng hực bộc phát ở trong miệng, càng ngày càng sáng, càng ngày càng to lớn, như là vạn cổ chu tước, ngậm tới ức vạn sinh linh, diễn biến lời cầu nguyện của chúng sinh. Bạch hổ đế quân ý thức được nguy hiểm, nó giãy giụa kịch liệt, 99 viên sát lục niệm châu toàn diện dẫn bạo, mỗi viên đều là giết chóc nguyên thủy lắng đọng 30.000 năm. Mỗi viên đều khuấy động chiều cường đế uy vô tận. Thời khắc này bộc phát, giống như là 99 ngôi sao đều bị hủy diệt, cường quang vô biên, năng lượng cuồn cuộn, mà toàn bộ sát lục pháp tắc của hệ thống thế giới cũng tràn ngập đất trời giáng lâm xuống, che mất Khương Phàm. Khương Phàm mặc cho bạo tạc bao phủ, hỏa vũ bay lên, máu thịt loạn tung tóe, hài cốt đứt gãy, cơ hồ muốn bị nổ nát vụn tươi sống. Nhưng, siêu cấp đế mạch của bất diệt thiên thể tại thời khắc này lại phát huy vô cùng tinh tế. Mênh mông sinh cơ phun trào khắp toàn thân, tốc độ huyết nhục tái tạo cơ hồ muốn vượt qua tốc độ phá toái. Khi bạch hổ đế quân điên cuồng thúc giục toàn bộ 99 viên sát lục niệm châu hủy diệt, không gian to lớn này đều giống như muốn biến thành hải dương giết chóc, thế nhưng Khương Phàm lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sinh cơ bên trong tiêu hao to lớn, nhưng bề ngoài lại nhìn vô cùng hoàn chỉnh. Tình cảnh này, có thể nào không khiến cho người ta kinh dị? Bạch hổ đế quân đều ngây ngẩn cả người. Gần như không dám tin tưởng vào con mắt mình, thậm chí sinh ra hoài nghi đối với thực lực của chính mình. Đúng lúc này khắc, Khương Phàm toàn lực ngưng tụ sát sinh chiều dâng chỗ thủng mà ra, vô tình che mất bạch hổ đế quân còn cắm đầu liệp thần. Bạch hổ đế quân kêu thê lương thảm thiết, ý thức cùng linh hồn triệt để bị trọng thương. Giờ khắc này, Khương Phàm lấy đế cảnh nổ tung thiên uy, triệt để thương tổn tới tôn này 30.000 năm bạch hổ đế quân. Oanh! Khương Phàm thức tỉnh bản thân sau cùng giống như sinh cơ bàng bạc quét sạch toàn thân như là nổ tung, nhanh chóng khôi phục thực lực, hắn chấn kích hai cánh, hiện ra lăng thiên thuật, kéo lấy bạch hổ đế quân đuổi giết Đông Hoàng Như ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ vòng xoáy không gian nơi xa. Bạch hổ đế quân, Thương Huyền, hoan nghênh ngươi. Đông Hoàng Như ảnh kiệt lực chống ra hư không đồ đằng, một cái vòng xoáy không gian cuồng dã đến cực điểm ầm vang bộc phát, giống như ác long cuồn cuộn, bành trướng bạo động, đối diện che mất bạch hổ đế quân. Bạch hổ đế quân ở con đường không gian đau đớn kêu thảm ở bên trong lúc thoáng qua đã bị cưỡng ép đưa ra mấy ngàn dặm. Khương Phàm gắt gao bóp lấy bạch hổ đế quân, vây nó ở bên trong con đường không gian, tiếp tục di chuyển về phía trước. Nhưng, bạch hổ đế quân đang cực điên cuồng đã kích phát bạo tẩu huyết mạch trong hỗn loạn vô tận. Bạch hổ, bạo tẩu, không thể nghi ngờ là tổ tông tất cả hung thú thiên hạ bạo tẩu truyền thừa, càng là tuyệt thế chiến kỹ so sánh cùng truyền thừa ấn ký thủy tổ của Chu Tước. Hay long tinh của long tộc. Trong chốc lát phóng thích, để nó triệt để lâm vào trong điên cuồng, đánh mất ý thức, khó phân địch ta,
cũng làm cho thực lực trọng thương tấp nập trong nháy mắt đã tăng vọt thêm mấy lần. Ầm ầm, khí tức sát phạt sôi trào, hóa thành xiềng xích giết chóc, như hàng tỷ tia lôi đình cuồng kích tám phương. Đông Hoàng Như Ảnh thúc dục con đường không gian lần nữa sụp đổ, hình thành vô số không gian loạn lưu. Khương Phàm bị tung bay ra ngoài, bị không gian loạn lưu kéo ra mấy trăm dặm. Mà thậm chí khí tức sát phạt kinh khủng cũng che mất Đông Hoàng Như Ảnh, cũng vô tình đánh bay nàng ra ngoài. Giống, Bạch Hổ Đế Quân thoát khốn, ngẩng đầu thét dài, mặc dù ý thức rối loạn, bản thân triệt để mê thất, nhưng mấy vạn dặm sơn hà cũng vì đó mà bạo động, sát lục cuồng chiều giống như đại dương sôi trào lao nhanh, toàn bộ thế giới đều giống như tại hắn gào thét cùng dưới sự tức giận run lẩy bẩy. Chương 3071 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 4. Ầm ầm tiếng vang, trên trời cao, bên trong thâm không, hiện lên hào quang thần bí mà quỷ dị, xen lẫn thành sát lục thiểm điện, tràn ngập đất trời che mất nó, cùng đế huyết đế cốt, thậm chí là đế hồn của nó, sinh ra cộng minh mãnh liệt. Răng rắc, Bạch Hổ đạp tan mặt đất, sụp đổ mênh mông mấy ngàn dặm, nháy mắt đã bay lên trời, trong lúc bạo tẩu lại khóa chặt sinh linh duy nhất ở phía trước Đông Hoàng Như Ảnh. Liệp thần thương, Khương Phàm vừa mới ổn định đã lập tức bay thẳng lên trời, cách mấy trăm dặm thét lên ra lệnh liệp thần thương. Ầm ầm, liệp thần thương mãnh liệt khuấy động, đè ép đánh đầu Bạch Hổ Đế Quân về phía mặt đất, cưỡng ép áp chế chiến khu đang muốn đập ra. Nhưng, Bạch Hổ Đế Quân tàn bạo đến cùng cực đã đánh mất lý trí, ngang nhiên dẫn nổ cái đầu, vướng bận, thôi động sát lục cuồng chiều đầy trời bạo kích liệp thần thương. Trong chốc lát bộc phát cực hạn, vậy mà lại cưỡng ép nắm liệp thần thương trong tay, khiến cho nó bá liệt thay đổi tuyến đường, đuổi giết Đông Hoàng Như Ảnh. Thực lực của Bạch Hổ Đế Quân tăng vọt mấy lần, triệt để tiếp quản sát lục pháp tắc. Liệp thần thương, nhận lấy khống chế. Đông Hoàng Như Ảnh tế lên hư không đồ đằng, cưỡng ép chặn đường, đồng thời mở ra tự tại vũ trụ cùng vạn cổ thiên thu, trong chớp mắt, đại tinh ù ù, tinh hà lao nhanh, mang đến vô hạn vũ trụ đại thế, cũng kéo đến chư thiên thần ma trong thời gian mênh mông. Ầm ầm, liệp thần thương xuyên qua vòng xoáy đồ đằng, nghênh kích cửu trọng tinh hà, cuối cùng xuyên qua thần ma bảo vệ, đuổi giết Đông Hoàng Như Ảnh. Đế binh uy lực, viễn siêu Đông Hoàng Như Ảnh. Tuy nhiên, liên tục ba tầng bảo vệ, cùng liệp thần thương tự mình điên cuồng chống cự, để nó cưỡng bức ngừng trước một khắc đổ nát Đông Hoàng Như Ảnh. Nhưng, dù vậy, sóng chiều sát phạt đập vào mặt vẫn xé cơ thể nàng mơ hồ, linh hồn gào thét. Như Ảnh, chịu đựng, còn lại ba vạn giảm. Tiếp tục tạo đường cho hắn, chúng ta không thể thua. Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, đuổi giết Bạch Hổ Đế Quân, móng vuốt quét ngang, hủy diệt bạo động, hai cánh như đao, chém chết vạn đạo, nương theo liệt diễm sôi trào, Khương Phàm cùng Bạch Hổ Đế Quân lâm vào bạo tẩu giết tới cùng một chỗ. Bạch Hổ hét giận dữ, nó không có ý thức, chỉ còn lại điên cuồng, trở nên hung tàn cùng bạo ngược đến cực điểm, thậm chí lúc nào cũng có thể kéo lấy Khương Phàm đồng quy vô tận. Toàn thân Đông Hoàng Như Ảnh be bét máu thịt, nhưng vẫn cố nén suy yếu và đau đớn, lần nữa xen lẫn lên con đường không gian. Tại thời điểm đại chiến Thương Huyền năm đó, nàng đã lĩnh giáo qua Bạch Hổ nhanh nhẹn dũng mãnh, cho nên muốn oanh sát Bạch Hổ cấp đế quân tại Thiên Khải chiến trường là hoàn toàn không thực tế, cho nên chỉ có thể đưa nó đến Thương Huyền, lấy đế ngấn kích phát, đưa nó xâm nhập vũ trụ. Cùng lúc đó, xung quanh Đăng Thiên Kiều, lôi chiều tràn ngập đất trời bao phủ lấy Huyền Vũ Thái Tổ. Cũng mang đến cho bọn người thiên hậu đang ở ngoài vạn dặm chân áp Huyền Vũ Đế Quân tổn thương đau đớn thê thảm, nhưng Đông Hoàng Như Ảnh đã rút lui, bọn hắn nhất định phải điên cuồng gấp bội, không tiếc cái giá chân áp Huyền Vũ Đế Quân. Thái Sơ Đế Quân cũng lâm vào điên cuồng, tấp nập chôn vùi tự nhiên lĩnh vực do Khương Thương hình thành, nhưng sau khi tinh linh Đế Quân thoát khốn, dung hợp đầu của mình, nàng đã nhanh chóng liên thủ Khương Thương duy trì tự nhiên lĩnh vực. Tinh linh Đế Quân mặc dù suy yếu, nhưng trung quy vẫn là một đế quân, dù chỉ là phát huy ra ba phần thực lực, phối hợp với Khương Thương vẫn có thể cuốn lấy Thái Sơ Đế Quân. Huyết Ma Đế Quân nơi đó là thảm nhất. Sáu tôn thủy tổ phân thân điên cuồng luyện hóa, không ngừng liên tục dung luyện lấy cơ thể của hắn. Trái tim và linh hồn thì lại bị trọng thương, ngay cả đầu cũng bị mất, càng làm cho tha phương mặt đều lâm vào bị động. Trước đó Huyết Ma Đế Quân được danh xưng là đế quân đầu tiên của ma tộc, kết quả là lại chật vật đến như vậy. Rốt cuộc, khi tiếng Bạch Hổ Đế Quân gào thét truyền đến nơi này, Huyết Ma Đế Quân cường hãn lại xui xẻo này cũng bộc phát trong lúc hỗn loạn. Trái tim không có, rất khó diễn biến Huyết Ma phân thân, hiện ra truyền thừa mạnh nhất, nhưng hắn trực tiếp thiêu đốt cơ thể của mình, cưỡng ép diễn biến,
dẫn động huyết đạo pháp tắc, muốn mạnh mẽ phá vỡ cái luyện lô hủy diệt này. Nhưng, tại thời điểm phát giác được hắn có vấn đề, sáu tôn thủy tổ phân thân cũng không chần chờ chút nào, lập tức thả mình ra trước một bước. Dài đến mười mấy phút điên cuồng dung luyện, để sáu tôn thủy tổ hấp thu đế huyết rộng lượng, huyết khí càng thêm bành trướng, thực lực là càng cường hãn hơn, bọn hắn nghiêm nghị gáy to, bay thẳng lên trời, khống chế luyện lô hủy diệt lao thẳng tới sâu trong vũ trụ, sau đó. Ầm ầm, sáu tôn thủy tổ phân thân toàn diện tự bạo, lấy huyết nhục diễn biến hủy diệt pháp tắc, trong chốc lát phóng thích, để ngọn nguồn hủy diệt bọn hắn mang theo từ hệ thống thế giới, rót vào mình, càng là rót vào luyện lô. Bạo tạc cực hạn như là mặt trời sụp đổ, cường quang sáng cho chiếu thấu vũ trụ, càng chiếu thấu thiên khải chiến trường. Thanh triều đinh tai nhức óc giống như là khai thiên tích địa, oanh động hệ thống thế giới, đánh thẳng vào hàng tỷ sinh linh, chân ý hủy diệt không có gì sánh kịp đã triệt để quán chú đến trên thân huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân không may tới cực điểm này lại lần nữa lọt vào trùng kích hủy diệt, chiến khu tự xưng là cường hãn đã trực tiếp vỡ vụn thành mười mấy đoạn. Năm chữ huyết nhục văng tung tóe dùng ở trên người hắn thật sự là vô cùng thích hợp cực kỳ. Mà bàng bạc huyết khí, cũng bị liệt diễm kinh khủng phần diệt mảng lớn. Lần này, không chỉ là trọng thương, mà là tàn phế. Triệt để tàn phế. Phần thiên thần hoàng, sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là chọc giận ta. Linh hồn huyết ma đế quân thê lương gầm thét đến cùng cực, thân thể tàn phế phân tán liên tiếp vặn vẹo, dưới sự dẫn dắt của lượng máu còn lại mà liên tiếp chắp phá đến cùng một chỗ. Mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng lửa giận cũng đã bị nhóm lửa triệt để. Ầm ầm, huyết ma đế quân hét lớn, sôi trào máu tươi còn thừa không nhiều, ngang nhiên đuổi giết thiên khải chiến trường, mục tiêu trực chỉ chiến trường thần ma nơi xa. Hắn là huyết đạo chí tôn, đối với máu tươi khống chế không ai bằng, không chỉ là mình, càng là đối với tay. Hắn muốn thôn phệ hơn 30 vị thần ma kia, trở lại đỉnh phong. Hắn muốn giải thoát huyền vũ đế quân. Một lần nữa khống chế chiến trường. Huyết ma đế quân, tới đây. Huyền vũ đế quân cuồng dã đong đưa chiến khu, chống cự lại các thần ma thế công, dung chuyển lấy hư không cánh cửa. Chương 3072 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 5. Nhanh, nhanh nhanh nhanh. Thái sơ đế quân cũng bộc phát toàn diện, lật qua kiềm chế lại tinh linh đế quân cùng Khương Thương, chỉ cần huyết ma đế quân giết đến chiến trường thần ma, toàn bộ chiến cuộc đều sẽ nghịch chuyển. Bọn người Khương Diễm đều có chút luống cuống, một khi cục diện nơi này sụp đổ, quyền chủ động thật vất vả để duy trì hôm nay sẽ thất bại trong gang tấc. Khương Phàm đâu? Bọn người Chu Thanh Thọ theo bản năng chờ mong Khương Phàm có thể giết trở lại. Chàng đang trấn áp Bạch Hổ đế quân, đừng chờ mong chàng. Chiến trường của chúng ta, chính chúng ta bảo vệ. Thiên Hậu lần nữa đứng ở phía trước, nghiêm nghị hét to. Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Lý Dần. Hồng Võ Thiên Thần, theo ta. Nghênh chiến huyết ma đế quân, toàn thể thần ma còn lại, ngăn chặn huyền vũ đế quân cho ta, chờ tinh linh đế quân thoát khốn. Các ngươi cứ việc đi, đáng chết, thật coi thần ma chúng ta là quả hồng mềm sao. Ngăn chặn hắn, toàn bộ thần ma nhao nhao bạo phát, cuồng loạn gầm thét, không quan tâm đến gì mà tiếp tục phóng thích, giờ khắc này, toàn bộ bọn hắn đều thiêu đốt huyết nhục, điên cuồng phóng thích. Dù cho sau trận chiến này yên lặng mấy chục năm, cũng không tiếc. Hồng Hoang Thiên Long, theo ta chủ công, Thôn Thiên Ma Hoàng, luyện ma huyết hắn. Hồng Võ Thiên Thần, bảo vệ Thôn Thiên Ma Hoàng, Lý Dần, nên dùng đế cốt rồi. Thiên Hậu dứt khoát đuổi giết thâm không, hai cánh âm dương đong đưa, tốc độ bỗng nhiên tiêu thăng, dẫn đầu nghênh kích huyết hải ngập trời đang tới gần. Thiên Long, đưa ta đi. Lý Dần rời khỏi chiến trường, bay lên không hành động. Ngồi vững vàng. Hồng Hoang Thiên Long vững vàng chờ ở Lý Dần đi, hai cánh hư vô đánh rách tả tơi thâm không, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là vượt qua không gian, mạnh hơn thiên hậu, dứt khoát va vào huyết hải minh mông. Các tiểu tử, đưa cho máu ta. Linh hồn huyết ma đế quân rít lên, nhấc lên huyết hải như biển động liên miên bất tuyệt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên va chạm Hồng Hoang Thiên Long cùng Lý Dần, trong đại đạo huyết ma tràn ngập, lập tức nắm lấy máu tươi của bọn hắn trong tay. Từ mạch máu đến trái tim, huyết dịch như là đều muốn bị rút ra ngoài toàn bộ bất cứ lúc nào. Hồng Hoang Thiên Long và Lý Dần đau đớn càng sợ hãi, đế quân trung quy vẫn là đế quân, cho dù trọng thương thành như thế này mà vẫn còn có thể thao túng bọn hắn. Nhưng, cho ta, bảo, Lý Dần thôi động 6 viên đế cốt còn lại, cưỡng ép tiêu xả về xung quanh. Đế cốt tương thông cùng ý thức hắn, khuấy động đế uy hỗn loạn, năng lượng cường đại, uy lực bá đạo.
thời khắc này dẫn bạo, trong nháy mắt đã câu thông tới hỗn loạn pháp tắc. Tại thiên khải chiến trường này, pháp tắc cảm ứng mạnh hơn mấy lần so với phía dưới. Sáu viên đế cốt ầm vang bộc phát, đầu tiên là phồng lên, sau đó lại là sụp đổ, tiếp đến là dẫn dắt đến hỗn loạn pháp tắc, lập tức dẫn bạo toàn diện. Sáu mảnh chiều cường hỗn loạn nổ tung ở sâu trong huyết hải, vô tình lật ngược huyết hải đang ầm ầm lao nhanh. Hồng Hoang Thiên Long thoát khốn, tốc độ tăng vọt, đối diện giết tới trước mặt Huyết Ma Đế Quân, Hồng Mông Thiên Bia tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, thẩm phán vạn đạo càn khôn, cầm giữ thời không, thậm chí cắt đứt cảm ứng ở giữa Huyết Ma Đế Quân cùng đại đạo. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đã đủ. Thiên Hậu giết tới gần, không để ý sinh tử mà trực diện với Huyết Ma Đế Quân. Giống. Thôn Thiên Ma Hoàng tăng vọt hình thể, nhấc lên con sóng thôn phệ, điên cuồng kéo lấy huyết hải bị hoắc loạn. Nhanh nhanh nhanh, nuốt đi, có thể nuốt bao nhiêu thì hút bấy nhiêu, nhanh nhanh nhanh. Hồng Võ Thiên Thần cũng bị mất đi phong thái thường ngày, lo lắng thúc giục Thôn Thiên Ma Hoàng. Huyết Ma Đế Quân đã bị trọng thương, những huyết hải này chính là bản nguyên không còn thừa nhiều của hắn, nuốt luyện càng nhiều, Huyết Ma Đế Quân uy hiếp lại càng ít, hy vọng để bọn hắn ngăn Huyết Ma Đế Quân lại càng lớn. Đều chán sống hết rồi sao? Huyết Ma Đế Quân tức giận đến run rẩy, đầu tiên là bị tập kích, tiếp đó là bị tạc nát, bây giờ lại bị mấy tên siêu thần vây bắt, hôm nay hắn không chỉ có chật vật, càng là làm mất hết mặt mũi Huyết Ma tộc. Tức giận đến cực hạn, bộc phát đến cực hạn. Huyết Ma Đế Quân dung chuyển sóng chiều Hồng Mông, cũng không đi đón quản pháp tắc, trực tiếp lấy đế khu ác chiến với Thiên Hậu, tàn phá huyết mạch của nàng. Bất luận một đòn bạo kích nào mang theo ba động cũng đều mang đến tổn thương cực lớn cho máu trong cơ thể Thiên Hậu, không phải huyết dịch ngược dòng, chính là mất khống chế. Sau mấy chục lần bạo kích để huyết mạch trong chiến khu hư vô của nàng bị phá hủy hầu như không còn, thì triển truyền thừa đều trở nên chậm trễ. Kết thúc. Huyết Ma Đế Quân bộc phát huyết hải triều dâng, vén lui trọng thương Thiên Hậu, gầm lên giận dữ, huyết triều cuồn cuộn, hóa thành lít nha lít nhít cây giáo. Vô tình xuyên qua Thiên Hậu, pháp tướng thiên địa, biến thành to lớn chiến khu. Biến cố trong chốc lát để sắc mặt Hồng Hoang Thiên Long, Lý Dần, thậm chí là Thôn Thiên Ma Hoàng cùng Hồng Võ Thiên Thần vừa mới tháo chạy xa xa đều kịch biến. Cái đầu tiên, toàn thân Huyết Ma Đế Quân kịch liệt nhấc lên, xé rách huyết hải mãnh liệt lui lại, vùng vẫy giấy chết Thiên Hậu toàn bộ dung nhập vào trong thân thể. Phun nàng ra, Hồng Hoang Thiên Long cuồng nộ, chở Hồng Mông Thiên Bia đi giết tới gần. Hồng Mông nở rộ ánh sáng, thân thể bỗng nhiên khô quắt, thực lực bộc phát đến cực hạn, gần như hoàn toàn hư hóa. Long văn hóa rồng, lắc lư càn khôn, như là vạn đạo gia thân, lấy uy lực phá hủy thiên địa, thẩm phán chúng sinh, đối diện đánh lui Huyết Ma Đế Quân. Thôn Thiên Ma Hoàng ở phía xa gào thét, toàn bộ ma huyết thôn vệ trước đó lại tuôn trào ra, hóa thành ngàn vạn trọng quyền, như là những viên sao chổi xẹt qua thâm không, lít nha lít nhít bạo kích Huyết Ma Đế Quân. Đến đây, đánh đi, một siêu thần nho nhỏ cũng dám vây bắt đế quân. Huyết Ma Đế Quân ngạnh kháng thế công, điên cuồng dung luyện Thiên Hậu trong thân thể. Thiên Hậu không chỉ có cảnh giới cao, thực lực mạnh, mà nàng còn có được sinh cơ gần như 10 đại yêu thú, càng quan trọng hơn là bên trong còn có trái tim đang bị luyện hóa kia của hắn. Một khi dung hợp, thực lực nhất định sẽ nhanh chóng khôi phục. Xin lỗi. Trong lúc hỗn loạn dứt Thiên Hậu khoát phóng thích mình. Muốn giải trừ khế ước của một vị khế ước thú nào đó. Lấy mạng đổi mạng, lần nữa khôi phục, sau đó bạo kích từ nội bộ. Nhưng, Thiên Hậu đột nhiên giật mình, trong thân thể Huyết Ma Đế Quân nghiễm nhiên chính là vực sâu huyết đạo pháp tắc, đang nhanh chóng tan rã huyết mạch của nàng, cắt đứt tất cả liên hệ cùng phía ngoài. Chương 3073 Thiên Khải Đại Loạn Đấu 6. Thân thể của nàng đang bắt đầu hòa tan, huyết dịch lao ra khỏi cơ thể. Ngay cả trái tim nàng đang cố gắng chấn áp và hấp thu kia, đều muốn một lần nữa lao ra. A! À, Thiên Hậu kêu lên đầy thê lương thảm thiết, đau đến không muốn sống, huyết dịch ngược dòng, trái tim xông loạn, nàng như là muốn triệt để nổ tung. Hồng Hoang Thiên Long bọn hắn nhao nhao bạo tẩu, toàn bộ giết tới gần. Đến đây, đánh đi, ai cũng đừng chạy. Linh hồn Huyết Ma Đế Quân đang gầm thét, chỉ cần luyện Thiên Hậu, thực lực của hắn sẽ tăng lên nhiều, mấy tên này. Một kẻ cũng đều chạy không được. Lui ra. Thời khắc hoắc loạn, một tiếng bạo hống vang vọng trong vũ trụ. Khương Thương chấn vỡ thâm không, quang chiều sôi trào cuồn cuộn, giống như là mặt trời sáng chói hoành hành tới. Ầm ầm tiếng vang. Cường quang bạo động mạnh như mặt trời nổ tung, trải rộng ra thâm không vô tận, chiếu rọi vũ trụ mịt mờ, ba động khủng bố khuấy động không dứt.
Khương Thương lấy tốc độ vô địch giết tới chiến trường, cuồng bạo phóng thích đều đánh bay bọn hồng hoang thiên long bay ra ngoài. Minh mông quang hải tiếp tục bạo động, giống như là trải rộng ra bức tranh sơn hà rộng lớn, lộng lẫy đến cực hạn, sáng chói đến thần bí, lại như là hỗn độn cuồn cuộn, thiên địa sơ khai, hình thái vạn vật đang diễn biến thành hình. Khương Thương bằng vào đế mạch nguyên thủy khống chế đặc biệt, tại thời khắc giết tới, diễn biến ra thế giới tự nhiên hoàn chỉnh. Sau đó, ầm ầm, tự nhiên nhấc lên, bành trướng diễn biến, sau lưng Khương Thương hội tụ thành cung tiễn tinh mỹ rộng rãi tuyệt luân. Thân cung lộng lẫy, càng là cộng minh cùng hệ thống thế giới tự nhiên, trường tiễn như gió lốc nhấc lên, ánh sáng như ngân hà lao nhanh, bức tranh sơn hà kịch liệt quay quanh ở bên trong. Toàn thịnh đế cảnh, toàn thịnh bạo kích.